Một vụ giết người liên hoàn được phát hiện dựa trên 7 tội lỗi của loài người trong kinh thánh: kiêu ngạo, ghen tị, ham ăn, dâm dục, tức giận, tham lam, lười biếng. Hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh và tàn nhẫn. Hắn thích thú để lại chỉ dẫn cho cảnh sát tìm đến những vụ án tiếp theo. Hai thanh tra lần theo vụ án thì lại rất nổi tiếng. Một là Morgan Freeman, aka Somerset, tay thám tử ra đời thông minh nhất phố. Hai là Brad Pitt, aka Mills, tay thám tử trẻ tuổi đầy tài năng mới chuyển đến. Thật ra thì Somerset sắp đến lúc nghỉ hưu, còn Mills thì đến đây để lấp vào vị trí mà ông sắp để lại. Giai đoạn đầu là đi theo để quen việc. Mills thì mới chuyển đến thành phố cùng vợ. Đây, cô này này, nhìn là biết yêu thương nhau thế nào rồi. Mills bắt đầu một ngày mới tốt lành với một cơn mưa, rồi đi theo Somerset đến hiện trường án mạng. Nạn nhân là một tên siêu trọng úp mặt vào tô mì mà tèo, tay chân bị trói bằng dây thép. Theo kinh nghiệm 10 năm xem Conan của tôi thì chắc chắn đây là một vụ mưu sát hoặc là BDSM rất hardcore. Nạn nhân có dấu vết bị đánh vào đầu. Phía dưới bàn ăn có một cái chậu đựng bãi nôn. Ngay khi bác sĩ khám nghiệm đi vào, Somerset liền đuổi Mills ra ngoài nói chuyện với hàng xóm. Thế là lúc đi về anh hơi tự ái vì cái trò hỏi thăm là chỉ dành cho bọn lính mới. Còn Mills thì cũng đã có 5 năm kinh nghiệm đi hỏi thăm rồi. Sau khi tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận tên béo bị dí súng vào đầu và ăn đến bể bụng. Hai thám tử sau đó về báo cáo với sếp. Thêm một tình tiết là thủ phạm để lại hai hóa đơn mua hàng, nghĩa là hắn đã quay ra siêu thị mua thêm đồ giữa chừng. Somerset kết luận đây là khởi đầu của một chuỗi án mạng, thế nên ông đòi từ chức vì không biết khi nào mới phá được án, và ông không muốn Mills tiếp nhận vụ này. Nhưng không sao, ngay hôm sau là thứ ba, Mills lại nhận được thông báo một vụ khác. Nạn nhân lần này là một vị luật sư, cùng với dòng chữ tham lam trên sàn. Bức ảnh bà vợ trên bàn làm việc thì bị máu khoanh tròn đôi mắt. Lúc này thì ông sếp đến báo tin cho Somerset, nhưng thám tử già mặc kệ, bố mình nghỉ hưu rồi. Ông sếp bèn để lại một mảnh nhựa tìm được trong vụ án tên béo, rồi đi ra. Somerset liền quay lại hiện trường, phát hiện mảnh nhựa là lớp sàn bong ra do di chuyển tủ lạnh. Ông làm y hệt như thế, phát hiện đằng sau có một lối nhỏ đen vâu. Phía trên tường có dòng chữ tham ăn, cùng với một tờ giấy được ghim lên tường, ghi lại một câu nói kiểu điều răn, triết lý, chứng tỏ vụ án này với cái chết của tay luật sư có liên quan đến nhau, cùng là 2 trong 7 tội lỗi. Cũng có nghĩa là còn 5 vụ án nữa. Cơ mà Somerset cũng chỉ đi để confirm thế thôi, chứ không có nhu cầu theo vụ án đến cùng. Cứ giao việc cho nhân viên mới là được. Tuy là thế, Somerset vẫn tìm đến thư viện thành phố, tìm tất cả tài liệu liên quan, tổng hợp chúng lại, rồi bí mật đặt lên bàn cho Mills. Sang ngày thứ tư, Mills bắt đầu chuyển vào phòng của Somerset, nghĩa là lên chức sếp nhỏ. Còn thám tử già thì ngồi vào bàn nhỏ bên cạnh, lục đục làm nốt giấy tờ. Vợ của Mills gọi đến, bảo mời cả Somerset về ăn cho nó thân mật. Trong bữa tối, họ chia sẻ về cuộc sống, về một đám cưới suýt thành của Somerset, về việc căn nhà cứ như cái máy rung mỗi khi tàu điện ngầm đi qua. Sau bữa tối thì hai ông thám tử tráng miệng bằng hồ sơ vụ án, phát hiện ra hung thủ muốn truyền đạo bằng cách đưa ra những hình phạt với những tội lỗi tương ứng. Điều đặc biệt vẫn là tấm ảnh bà vợ được khoanh tròn quanh mắt. Thế là cả hai lập tức tìm đến bà này cho xem đống ảnh hiện trường. Thế là nhận ra một bức tranh bị treo ngược. Cả hai lập tức quay lại hiện trường, tháo bức tranh xuống, nhưng mà không có gì. Cho đến khi kiểm tra vân tay trên bức tường phía sau tranh, một dòng chữ cầu cứu bằng vân tay hiện ra. Bên giám định mới bắt đầu đối chiếu với hồ sơ, nhưng sẽ tốn khoảng 3 ngày. Thế là hai ông này nằm ngay bên ngoài văn phòng, tâm sự kín về nghề thám tử, cái nghề mà chỉ được mang bằng chứng cho tòa chứ không có quyền kết án ai, không làm gì được ai. Sang đến thứ năm, dấu vân tay đã xác định được hung thủ, một tên biến thái có tiền án tiền sự. Cảnh sát được huy động để bắt giữ tại gia, nhưng trong phòng chỉ phát hiện ra một người bị trói chặt vào giường. Bên trên có dòng chữ lười biếng. Phía bên cạnh có một tập ảnh chụp nạn nhân suốt thời gian bị trói. Bước đầu tiên là chính xác 1 năm trước, bọn họ đang bị hung thủ rắt mũi, nhưng bất chợt nạn nhân ho sặc sụa, hóa ra là còn sống. Bác sĩ lập tức được gọi đến. Lúc này thì Mills đang cực kỳ tức giận vì bị rắt mũi, nên là đuổi ngay tay phóng viên săn ảnh vừa đến. Đã thế, nạn nhân cũng không thu được thông tin gì hữu ích. Tối hôm đó, vợ Mills gọi cho Somerset kêu là buồn quá, cần gặp mặt tâm sự. Nhưng mà không phải NTR, mà là cô này có thai. Nhưng mà môi trường mới khiến cô không thể hòa nhập, mà cô thì không muốn chồng mình chịu thêm áp lực. Thế là Somerset khuyên, nếu cô muốn bỏ con thì hãy giữ bí mật, còn nếu muốn nuôi thì phải nói với chồng. Quay lại với vụ án, cả hai bế tắc chờ đợi một thông điệp mới từ hung thủ. Bất chợt Somerset nghĩ ra một cách, ông kéo Mills đến thư viện, rồi liệt kê những đầu sách về 7 tội lỗi. Sau đó cả hai đi đến một tiệm ăn, gặp một tay trông hơi bẩn bẩn. Somerset lén đưa tiền cùng danh sách cho tên này, sau đấy chờ đợi hắn quay lại ở một tiệm cắt tóc. Ông giải thích với Mills tên vừa rồi là FBI, mà FBI thì lén tổng hợp dữ liệu thư viện, nên là họ sẽ biết được kẻ nào hay đến tìm tài liệu về 7 tội lỗi. Mỗi tội là cách này bất hợp pháp, nhưng nhờ thế họ có được một cái tên, Jonathan Doe. Hai người tìm đến nhà tên này đúng lúc hắn đi về. Chưa kịp nói gì thì đã rút luôn súng ra nói chuyện. Và một hồi chạy cầu thang của Somerset, hung thủ tóm bố nó được luôn Mew. Nhưng hắn lựa chọn tha mạng. Mew tức giận muốn quay lại khám nhà, nhưng Somerset không cho, vì nguồn tin dẫn đến căn hộ này là không hợp pháp nên không thể tùy tiện xông vào. Mew mặc kệ, vẫn đạp tung lấy cửa. Sau đó thuê một tay vô gia cư giả vờ báo án tên kia, còn mình thì chỉ là kiểm tra đúng quy trình thôi. Căn hộ bên trong tối om, chứa tất cả bằng chứng để quy tội. Hắn còn giữ tất cả ảnh của nạn nhân. Mills còn phát hiện ra sự thật kinh hoàng, hung thủ chính là tay thợ ảnh ở hiện trường mà anh đã đuổi đi. Mấy bức ảnh tay này chụp đúng lúc đấy đây này. Cảnh sát lập tức đến hiện trường phác họa hung thủ, nhưng hoàn toàn không thấy một dấu vân tay nào cả. Đúng lúc đấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Mills nhấc máy,
và tên sát nhân nhấn nút F gửi lời respect đến hai thám tử rồi biến mất. Mills và Somerset ngồi xem lại những bức ảnh nạn nhân thì thấy được một nạn nhân chưa được phát hiện, nhưng cũng chỉ có thế. Sáng hôm sau, ngày thứ bảy, cả hai lần theo hóa đơn đến một cửa hàng kiếm được một bức ảnh món đồ tên này đặt làm. Đúng lúc đấy thì nạn nhân vừa nói ban nãy được phát hiện. Địa điểm là một cái nhà thổ, trên cánh cửa có chữ dâm dục. Trong phòng, ngoài nạn nhân còn có một anh trai trần truồng run rẩy. Anh trai này cùng chủ nhà thổ được mang về thẩm vấn. Tay chủ nhà thổ không có ích lắm, còn anh trai kia thì khai tất tần tật hung thủ bắt anh ta đeo cái này, rồi dùng súng bắt quan hệ với nạn nhân. Sau một vụ án kinh dị như thế, cả hai quyết định ra quán rượu để xả. Lúc này Somerset cũng cố ý nói để Mills đưa vợ đến nơi khác sống tốt hơn, nhưng anh này thì không có hiểu. Ngày hôm sau, chủ nhật, tổng đài cảnh sát nhận được một vụ báo án. Lần này là nạn nhân của tội kiêu ngạo, hắn cắt mũi một cô gái xinh đẹp, cho lựa chọn gọi điện cầu cứu hoặc uống thuốc ngủ tự sát. Thế là sự kiêu ngạo đã khiến cho cô chọn chơi thuốc. Hai thám tử sau đó quay lại sở, nhưng tên sát nhân đã đến tận nơi để thú tội và bình tĩnh để bản thân bị bắt. Vấn đề là bảy tội lỗi còn những hai, mà chẳng ai đi ăn một que binh chi linh rồi quay đầu về bờ. Luật sư của tên này bảo còn hai thi thể nữa, nhưng mà hắn chỉ đồng ý đưa hai thám tử đi xem. Nếu không đồng ý thì hắn sẽ nhận bị tâm thần, có nghĩa là được giảm án. Hai thám tử bèn phải đồng ý, nhưng mà họ sẽ được cài máy nghe lén, mặc chống đạn và có đội trực thăng hộ tống. Hung thủ dẫn cả hai ra vùng ngoại ô không một bóng người, vừa đi vừa nói đạo lý cho nhau. Thanh niên hung thủ thì cuồng tín về Chúa, tin tưởng con người đang quen dần và chấp nhận những điều xấu xa. Hắn dẫn hai người đến một vùng đất trống trải, bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô lao đến gần. Thế là Somerset đi chặn nó lại, nhưng hóa ra lại chỉ là một anh giao hàng. Nhưng có người yêu cầu anh mang đồ đến nơi này đúng giờ này. Somerset bắt đầu thấy không lành khi món đồ được mang ra. Đấy là một chiếc hộp chứa đầy máu. Ông ra lệnh cho chiếc trực thăng bay xa ra và gào lên gọi tên Mew. Tên sát nhân bắt đầu nói ra kế hoạch cuối cùng của mình. Hắn ghen tị với cuộc sống của Mew, thế nên hắn đã mò tới nhà anh, và trong cái hộp chính là đầu vợ của Mews. Hắn tự thú vì mang trong mình tội lỗi, ghen tị, và tế phẩm cuối cùng chính là sự giận dữ của Mew. Nếu mà anh bắn hắn thì tên sát nhân đã thắng, mà Mews còn mang tội giết người. Nếu mà không bắn thì làm sao mà chịu nổi. Đỉnh điểm đến khi tên sát nhân còn tiết lộ việc vợ anh đã có bầu, và mặc cho Somerset cố gắng khuyên giải. Đoảng, Mew sau đó bị cảnh sát đưa đi, để lại Somerset với sự nghi hoặc về thế giới này. Đây là bộ phim kể về một thiên tài, sở hữu khiếu giác có thể ngửi được cả mùi của thủy tinh, nhưng lại có thường thức méo mó vô nhân tính, giết hại phụ nữ để làm nước hoa. Tên của hắn là Jean-Baptiste Grand Nuit, sinh ra trong một khu chợ cá tại Paris, nơi mà có thể coi như thối nhất cái thế gian này. Hắn phọt ra từ một cô bán cá giàu nghị lực, đang bán cá ngồi xuống đè phát, cắt dây rốn đứng lên bán tiếp. Thường thì những đứa bé mà cô đẻ sẽ chết trong thầm lặng, nhưng Grand Nuit đã sống sót nhờ khóc ré lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ đó mà mạng của hắn đã được giữ. Còn mẹ hắn thì nhận một slot đưa cổ vào thầm lặng. Grand Nuit bây giờ dạt thẳng vào trại mồ côi. Khi hắn lên 5 tuổi, tính năng phát âm vẫn chưa giải nén xong, nhưng tính năng đánh hơi đã cài tới bản vá 102.4.8.5. Nếu thứ gì đó tồn tại thì hắn sẽ dí nó vào mũi và hít hửi. Và khi hắn trở thành một thanh niên, Grand Nuit đã kinh qua tất cả hàng triệu mùi hương và có thể phân biệt nhận biết chúng rạch ròi. Giờ thì đừng có nói phân biệt chất hóa học trong lọ mất nhãn, hắn phân biệt được cả lọ mất nhãn không chứa chất hóa học luôn. Khi hắn đủ tuổi, bà chủ trại trẻ chuyển quyền sử dụng hắn cho một xưởng sản xuất da thuộc với giá 7 đồng. Tiền cầm còn chưa ấm tay thì mụ ta đã bị cướp không chỉ tiền mà còn luôn cả mạng. Cuộc sống ở xưởng sản xuất da cũng dễ, nhưng mà là dễ thăng. Bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh vào đây đều hẹo sớm, nhưng Grand Nuit lại là một trường hợp ngoại lệ. Hắn sống dai như một con rán, với quyết tâm phải ngửi mọi thứ mùi trên đời. Rồi một hôm, Grand Nuit được ông chủ giao nhiệm vụ ship hàng trong thành phố. Không một thứ gì trên phố thoát được khỏi mũi của hắn. Hắn tận hưởng mọi mùi vị trong từng ngóc ngách của thành phố, từ sang trọng đến hèn mọn, từ đẹp đẽ đến xấu xa, từ thơm đến tởm, thậm chí là rất tởm. Chỉ cần là mới, hắn cũng thu hết vào lỗ thở của mình. Trong khi đợi ông chủ giao dịch, một mùi hương đã va vào tế bào lỗ mũi của hắn. Men theo thứ mùi ngọt ngào đó, hắn tìm đến một cửa tiệm nước hoa, nơi những bà già quyền quý đang thi nhau sức sức xì xịt. Nhưng đang hít ké thì Grand Nuit lại bị một mùi hương khác kéo đi. Sau một hồi bật mốt dò tìm thì hắn đã tìm được nguồn tỏa ra hương thơm tuyệt diệu. Đó là từ một cô gái bán trái cây dạ. Hắn không lùi bước về phía sau, tên hắn không phải là Subin. Grand Nuit tiến lại để hít hà cô ấy rõ hơn. Hú hồn, con trồn nằm im, làm gì vậy bà nội? Mua 2 quả trả 2 đồng rẻ như áo trùm cuối. Mua đi anh trai. Nhưng thứ hắn muốn không phải là hoa quả, mà thứ hắn muốn là... Cô gái sợ cuốn lông lằn, bỏ chạy trong sợ hãi. Nhưng Grand Nuit đang u mê, đầu óc hắn mụ mị và chỉ còn nghĩ tới mùi thơm của cô. Hắn lần theo hương thơm và tìm ra chỗ cô gái, thấy cô định kêu lên. Hắn hốt hoảng bịp mồm cô lại. Đúng lúc này một cặp đôi đang chim chuột lại đi ngang qua, nên hắn phải bịt mồm cô hơi lâu. Vô tình bấm luôn cái nút thang máy và cô đăng xuất luôn khỏi server trái đất. Hắn sợ hãi định bỏ chạy, nhưng cái mùi này... Ui... Và hắn để bản năng lấn át lý trí, ở lại hít hửi cái mùi làm hắn đê mê, cho đến khi nó tan biến hoàn toàn. Hối hận vì đã làm một mùi hương tuyệt vời đến như vậy biến mất khỏi thế giới. Hắn đêm quên ăn, ngày quên ngủ,
và quyết tâm phải tìm ra cách lưu giữ mùi hương mãi mãi. Tình cờ là ông Giuseppe Bardini, một nghệ nhân nước hoa hết thời, có đặt gia thuộc từ chỗ hắn. Một hàng nước hoa mới nổi đang chiếm hết khách, còn ông thì bất lực trong việc bắt kịp, chứ đừng nói là cạnh tranh. Vừa đặt chân vào nhà của Bardini, Grenouille đã như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Trước sự ngạc nhiên của Bardini, hắn ta chỉ ra chính xác từng mùi cần thiết để tạo ra chai nước hoa chứ danh của cửa hàng đối thủ. Chai nước hoa đã khiến Bardini đau đầu suốt mấy tháng qua. Bardini thấy thế thì hốt, nhưng kinh nghiệm mới là quan trọng chứ tài năng thì vô dụng. Bardini bảo mày ngon thì chế nước hoa tao xem ra cạnh chi. Và thế là Grenouille chấp nhận thử thách. Hắn dựa hết vào kinh nghiệm hít thử của mình để tạo ra một chai nước hoa gần như y hệt chai nước hoa mẫu. Hắn còn hứa nếu có thêm thời gian nghiên cứu thì hắn sẽ đưa chai nước hoa này lên một tầm cao mới. Sau một hồi đong đong rót rót thì phiên bản 2.0 của loại nước hoa đó đã được hoàn thành. Grenouille tha thiết muốn xin học bài bản để biết cách lưu giữ mùi hương. Nhưng người nghệ nhân già đang bàng hoàng vì trâu già lại thua ngé non, thế là bảo hắn ra về. Rồi ông cầm chai nước hoa 2.0 mà rít và chu choa mạ ơi đủ ngon. Cái mùi hương tuyệt hảo đưa ông về thanh xuân, những dấu yêu ban đầu. Thế là ông dẹp mẹ cái tôi sang một bên, xuống phố và tinh tinh chủ hàng da, đón Grenouille về làm đệ tử. Trùng hợp thế nào, gã chủ xưởng da vừa nhận tiền xong cũng tai nạn mà lìa đời. Từ khi đưa cái mũi vàng của làng nước hoa về, việc làm ăn của tiệm Bardini phất lên hẳn và lấy lại vị trí độc tôn của mình trong lòng những vương công quý tộc yêu thích nước hoa. Bardini cũng không quên truyền dạy cho Grenouille mọi món nghề mà ông có. Hắn học được rằng nước hoa gồm 3 nốt hương, làm từ 12 loại tinh dầu, nhưng truyền thuyết bảo rằng có một loại tinh dầu thứ 13 là thành phần thần thánh để biến lọ nước hoa thành một thứ mùi hương của chúa. Mùi hương của cô gái bán quả dạo vẫn luôn ám ảnh tâm trí. Hắn cầu xin Bardini dạy cho hắn cách lưu trữ mùi hương, và đổi lại, hắn sẽ chế cho ông 100 loại nước hoa. Kèo cọt đã đăn, Bardini bèn dạy cho Grenouille phương thức chưng cất để lấy tinh dầu. Grenouille bèn đem mà áp dụng với tất cả mọi thứ, hết từ nhôm đồng, sắt vụn, vỏ thủy tinh, và thậm chí là cả một con mồn lèo. Ông Bardini phát hoảng vì như này là hầm thịt chứ chưng cất mẹ gì, làm gì có cách nào lưu giữ những mùi đó. Thế là Grenouille còn hoảng hơn và lăn ra ngất. Hắn mê man trong cơn trọng bệnh, tưởng chừng như sắp chết đến nơi, và chỉ khỏe hơn sau khi nghe Bardini chia sẻ về thành phố Grasse, creme de la creme của thế giới mùi hương, có thể là nơi giúp Grenouille tọa nguyện. Với kỹ thuật ướp hoa của họ thì chỉ trong một tuần hắn đã hoàn toàn bình phục và tặng riêng cho Bardini 1.000 công thức nước hoa để lấy chứng chỉ hành nghề. Tiến đến Grasse, ngay khi hắn rời đi, căn nhà cũ kỹ của Bardini sập xuống khi ông đang ngủ, lấy đi cơ hội áp dụng công thức lẫn cơ hội nhìn thấy ngày mai của ông. Đường đến Grasse có hai con, một là theo đường núi, hai là theo đường làng. Kết thúc quá trình đánh hơi chọn lối, hắn quyết định chọn lối leo núi. Sau thời gian trèo đèo vượt núi, Grenouille tìm được một hang động nơi chỉ tồn tại duy nhất mùi của đá sỏi. Hắn sống như một thầy tu ở đây. Đến khi tham vọng của hắn đã chìm xuống thì đến một ngày hắn hít ra hít vào, hít lên hít xuống mà không thấy mùi của bản thân đâu. Hắn thoạt tưởng mùi của mình đã bị át bởi mùi đá sỏi, đất cát. Hắn chỉ đơn giản là không có mùi gì. Thế giới là toán học, còn hắn là con cá. Thế giới là bàn tiệc, còn hắn là tai nghe True Wallet. Thế giới là cái cây đầy lá, còn hắn là chiếc xu chiêng rách. Tóm lại thì khủng hoảng hiện sinh hay gì đó. Vậy nên Grenouille quyết định phải tiếp tục hành trình đến Grasse để chứng minh sự tồn tại của mình. Trên đường đi, hắn lại cảm nhận được một mùi hương vô cùng quyến rũ từ một quý tiểu thư xinh đẹp. Mùi hương quá mê đắm khiến hắn không thể thoát ra được, mà mò đến tận dinh thự nhà tiểu thư kia. Tuy nhiên dẫu bây giờ hắn có cô trong vòng tay đi nữa thì cũng khó lòng giữ được hương thơm đó mãi mãi. Vậy nên ưu tiên bây giờ của hắn là nắm được cách lưu mùi mang tên ướp xác hoa. Grenouille đã xin vào làm tại một xưởng sản xuất tinh dầu. Hắn chăm chỉ hơn bất cứ ai và tài năng hơn bất cứ ai, nên nhanh chóng thành thục quy trình. Và thay vì thử với chuột và làm bùng phát dịch hạch, hắn thử với một cô đồng nghiệp. Phi vụ đầu ướp xác không mấy thành công, mùi chiết xuất thì mờ nhạt lại còn dễ bị phát hiện. Hắn liền chuyển sang cách thức khác gọn gàng hơn để tránh bị lộ, lại còn tối ưu được mùi. Và mục tiêu lần này là một gái bán hoa ven đường. Hắn ban đầu chỉ định dùng mỡ để thấm mùi hương của cô gái, nhưng cô ta phát hoảng, mắng nhiếc hắn và định bỏ đi. Và thế là hắn cho cô ta đi gặp ông bà. Grenouille cẩn thận phết mỡ, ù kín rồi lại vắt mỡ. Và lần này thì hắn có được chai tinh dầu như ý. Hắn đã thành công trong việc đóng chai mùi hương. So với niềm vui to lớn của hắn bây giờ thì nhân tính không đáng giá nửa xu. Grenouille biết mục tiêu của mình là gì, và nạn nhân thì không đâu khác ngoài cô tiểu thư dạo nọ. Nhân ngày sinh nhật của cô ấy, Grenouille đã mò tới tận dinh thự và đã có cơ hội để tóm gọn nàng tiểu thư. Chưa kịp vồ thì con mồi đã chạy thoát. Nhưng chuyến đi săn này không hề lãng phí, vì trước đó hắn vẫn thu về một cặp chị em song sinh đang hoàn tất quá trình thu hoạch tinh dầu. Thì hai vợ chồng chủ xưởng đi xuống, khiến một giọt tinh dầu rơi ra trên bàn tay hắn. Ban đầu gã chủ còn hổ báo cáo trồn mồm liên tục chửi, nhưng khi đến gần Grenouille, gã nghe mùi gì đó rồi bỗng đổi thái độ sang nhẹ nhàng nhắc nhở. Hôm sau, xác của cặp song sinh được phát hiện trước nguy cơ về một kẻ giết người man dợ. Hội đồng thành phố, trong đó có cả cha cô tiểu thư nọ, đề xuất ban lệnh giới nghiêm để đảm bảo an toàn cho mọi người, nhưng nó lại ảnh hưởng tới việc lao động sản xuất nên đề xuất không được thông qua.
Những vụ án sau đó liên tục diễn ra, mục tiêu là những cô gái trẻ có nét đẹp riêng, không kén chọn trinh tiết hay độ tuổi. Sơ nhà thờ cũng không tha, hội đồng thành phố thì toàn mấy lão quen hưởng thái bình, không biết phải xử lý tình hình, khiến thành phố ngày càng hỗn loạn. Người dân nghi ngờ lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, họ sống trong sợ sệt, đau khổ và đắn đo. Sự ám ảnh về kẻ giết người biến thái len lỏi từng ngóc ngách, dân đen hay địa chủ đều rơi vào khủng hoảng như nhau. Với bộ óc thông minh, kinh nghiệm sống dạn dày và niềm tin bất diệt của mình, hay là chúng ta cầu Chúa đi, tổng giám mục đề xuất. Ông nói đến văng cả nước bọt trong buổi lễ, và như để đáp lại lời thiết tha của ông, người ta xông vào thánh đường, mang theo tin mới về kẻ sát nhân đã bị tóm tại Grenoble. Người duy nhất thấy bất an là cha của tiểu thư nọ. Ông đoán ra ngay kẻ họ bắt được không phải là hung thủ thực sự. Lời khai thì không khớp, lại còn bị đánh đến khi nhận tội. Nhưng mọi người phớt lờ ông vì thành phố cần phải được ổn định lại. Mọi người còn tiền để kiếm, lo ngại sâu sắc cho cục cưng nhà mình. Nhất là sau cái đêm cửa sổ phòng cô đột nhiên bị mở, ông lên kế hoạch dẫn cô đi trốn trong đêm, lại còn cẩn thận bày kế nghi binh, rong ruổi theo hướng khác với đoàn tùy tùng. Nhưng giờ thì Grand Nui đã hoàn thành đến 12 lọ tinh dầu, và hắn biết hắn cần gì cho lọ thứ 13 rồi. Chai nước hoa thần thánh chỉ còn cách hắn một cô gái nữa thôi. Trên đường đi, hai cha con ghé vào một nhà trọ, bao trọn căn vì họ cần sự riêng tư. Cửa sổ nhìn ra biển không có gờ tường hay ban công. Cửa ra vào khóa bằng ổ Việt tiệp, khóa trong khóa ngoài đủ kiểu. Nhưng hỡi ôi, có thứ ổ khóa nào khóa được cơn nghiện cơ chứ. Và cái tên khốn không mùi kia thì nghiện lắm rồi. Sáng hôm sau khi ghé qua phòng con, đập vào mắt người cha đáng thương là một cánh hoa tàn đang nằm trần trụi, lại còn bị cạo đầu. Sau khi có được lọ tinh dầu cuối cùng và hoàn tất loại nước hoa tuyệt nhất, thì đó cũng là lúc mà Grandouille bị tóm gọn. Trước đó, con chó của ả điếm đã mò ra được quần áo và tóc của chủ nhân. Trong nhà kho của xưởng ướp hoa nơi Grandouille ngủ, người ta nhanh chóng tìm ra quần áo và tóc của những nạn nhân, và đã sớm gửi lính đi tìm Grandouille. Trước sự tra tấn của ông bố tiểu thư kia, hắn vẫn bình chân như vậy mà trả lời từng câu hỏi một, kể cả khi bị tuyên bố bản án bị đập bằng gậy sắt rồi mới tử hình. Hắn vẫn chẳng hề thay đổi thái độ. Biết vì sao không? Vì hắn đã đạt được thứ mà hắn ao ước. Ngày hành quyết đã đến, đám binh lính đến áp giải hắn ra pháp trường. Nhưng than ôi, sao tên tù chết tiệt này lại thơm quá dậy. Thơm đến mức người ta gạt hết lý luận đi, vì chỉ muốn phục tùng và tôn thờ hắn. Hắn đến pháp trường trên xe ngựa và trong bộ quần áo đắt tiền. Trên người hắn là một mùi hương mê đắm. Đám đông vừa vài giây trước còn gào lên trong giận dữ, giờ thì đã trố mắt lên nhìn hắn và hít lấy hít để cái mùi vừa xuất hiện trong không trung. Ngay cả gã đồ tể chuẩn bị hành hình cũng bị khiến cho quỳ mọt xuống tuyên bố Grandouille vô tội. Và được sự đồng tình của đám đông, tổng giám mục, người mà nãy còn gọi hắn là quỷ dữ, thiên thần, người ta gọi hắn như vậy. Và để đáp lại những lời ngợi khen, Grandouille thấm chút nước hoa ra khăn và vẩy nó trong một động tác điêu luyện. Và thế là mọi người phê hẳn, đúng là thiên thần đây rồi. Hắn phẩy lần thứ hai, mọi người từ phê thành ngáo. Đá điếc cái mai thúy tầm này cũng gọi là bố xưng con. Tất cả các tế bào não trong quảng trường đều ngừng hoạt động, chỉ trừ những tế bào chịu trách nhiệm cho sự nứng. Cả một thành phố thác loạn lung tung. Và sau hôm đó, số người bị sùi màu gà ở Grass tăng gấp 4 lần. Tuy nhiên trong thâm tâm, Grandouille hiện tại vẫn chả mấy vui vẻ. Hắn nhớ về người con gái bán trái cây ngày nào. Hắn đã có trong tay mùi hương thần thánh, nhưng nó không phải là mùi hương của cô. Và hắn bắt đầu nghĩ, nếu như đêm đó hắn đã yêu và được yêu. Sau khi phê pha cùng nhau, tất cả người dân ở Grass dần tỉnh lại. Họ quyết định quên ngày hôm nay đi vì nó quá nhục nhã. Hội đồng thành phố quyết định kiếm một hình nhân thế mạng, và tang chứng được tìm thấy trong nhà chủ xưởng ướp hoa. Hắn lập tức bị treo cổ, khép lại vụ án. Trong khi đó, Grandouille đã đi được rất xa với chai nước hoa này. Gì cái gì hắn muốn cũng đều được hết. Duy chỉ có một thứ hắn muốn thì nó bó tay. Trở lại với cái chợ cá năm xưa, Grandouille dốc toàn bộ nước hoa lên thân thể. Những kẻ được hít hà mùi hương đó lao đến hắn với tình yêu nồng nàn. Bạn đã bao giờ thấy cưng yêu ai đó đến nỗi muốn cắn người ta chưa? Nhưng con người ở đây đang cảm thấy như vậy. Họ sâu xé từng mảnh khỏi cơ thể hắn, cho đến khi người mang tên Grandouille hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Và sau đó họ tỉnh lại, quên đi, chỉ còn sót lại một chút hạnh phúc trong lòng. Sau Squid Game, điện ảnh Hàn Quốc lại làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Netflix với bộ phim cấp 3 nhưng không phải phim sách nổi đình nổi chùa trên mạng suốt thời gian gần đây. All of Us Are Dead lấy bối cảnh tại một trường trung học, bất ngờ xuất hiện và lây lan virus thây ma. Phim kể về hành trình sống sót chống lại zombie của một nhóm học sinh không may kẹt lại, gặp nam Onjo, nữ chính xinh gái, thích ăn gà rán, từng làm diễn viên quảng cáo cho dầu gội Sun Siêu, chưa đầy 18 đã phải đeo ba lô ngược. Nam chính trông san, mẹ bán gà rán, hơi mặn nhưng ngon. Hàng xóm của Onjo từ nhỏ, ngoài ra chả có gì đặc biệt. Thực ra sự hấp dẫn của phim lại đến từ những nhân vật gần chính như John Wick Hàn Quốc, Squid Game chuyển sinh, các bảnh thời niên thiếu, thị màu. Tất cả đã tạo nên một All of Us Are Dead lôi cuốn, hấp dẫn cùng nhiều bài học ý nghĩa, mà chủ yếu là về tình mẫu tử. Khi nữ sinh này bị mất má, nữ sinh này được làm má, nam sinh này bị cắn má, hay nam sinh này chửi đụ má.
cuộc chiến sinh tồn của Namonzo cùng các bạn với bầy lũ zombie sẽ đi tới đâu. Tôi là Quản Quại và sau đây là recap 4 tập đầu tiên của Ngôi Trường Xác Sống. Tập 1 mở đầu bằng một pha bắt lẻ trên tầng thượng khi Khá Bảnh cùng đồng bọn đánh sờ mờ lờ thằng con trai thầy khoa học. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cậu cố chống lại lũ côn đồ bằng cách nhảy popping, tất ra là biến đổi thành zombie, nhưng bị đập cho ngã dập mặt xuống đường, bất tỉnh rồi được đưa vào bệnh viện. Tưởng sau cú ngã thế kỷ, con trai thầy khoa học sẽ trở về với đất mẹ thân yêu, nhưng không, cậu dãy đành đạch trên giường bệnh khiến thầy khoa học phải giơ cao quyển kinh thánh, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật rồi táng vỡ đầu thằng con trai bất tử của mình. Lo sợ việc con biến thành xác sống sẽ ảnh hưởng tới trường học, ông giáo nhét thằng con vào vali rồi kéo về nhà. Nhưng tại sao con trai thầy khoa học lại hóa thành zombie? Câu trả lời sẽ có ở phần sau. Phim chuyển cảnh đến trường phổ thông trung học Hyosan, nơi học sinh dành phần lớn thời gian để hát hò, bắn cung, ôm nhau hay hút thuốc. Tại phòng khoa học, một nữ sinh tên Hyunjo ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy thì bạn bè đã về hết. Thay vì nhanh chân đi theo đám bạn, cô lại bị thu hút bởi tiếng động phát ra từ một con chuột nhốt trong hộp đặt tại phòng thiết bị. Vốn học dốt lại thích xem Marvel, Hyunjo cho rằng nhện cắn thì thành người nhện, nên nhét ngón tay vào hộp để chuột cắn, với hy vọng thành trạng tí. Khác với con giống chuột bình thường, con Jerry trong hộp hung hãn một cách kỳ lạ. Nó cắn chảy máu tay Hyunjo. Đúng lúc thầy khoa học đi vào, biết ngay có gì đó đéo ổn. Vừa lúc Hyunjo rời khỏi phòng, ông lôi lại, chốt cửa rồi đập cho bất tỉnh. Rõ ràng mọi khúc mắc từ đầu phim đều xoay quanh thầy khoa học. Tin đồn về thầy cũng lan khắp trường, khi học sinh ngửi thấy mùi xác chết mỗi khi ông đứng lớp. Trong khi đó, Nam Onjo cùng Isaac, Jongsu tới ăn gà rán tại nhà Trông San. Bốn người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Cho đến lúc ra về, Onjo bất chợt hỏi Trông San: "San à, cậu thấy tớ thả tóc kiểu nào hợp hơn? Kiểu điếc một bên như này hay mẹ kiểu Van Gogh như này?" Giống như đa phần nam sinh cấp 3 khác, Trông San say nắng khi thấy Onjo xõa tóc. Nhưng mà chớ trêu chưa, Onjo lại thích một thằng chân thối ở trường, tên là Chân Su. Ngày hôm sau, Chân Su tình cờ phát hiện ra nhóm Khá Bảnh đang bắt nạt hai học sinh ở khu vực thi công. Chúng lột đồ của bạn nữ tên Eunji, rồi bắt nam sinh mà tôi gọi là NTR quay clip. Chân Su xuất hiện rồi giải cứu cả hai. Nhưng Eunji quá sợ hãi, cô cho rằng nếu thoát được hôm nay thì ngày mai mọi chuyện còn tệ hơn gấp bội, nên đành ở lại. Mặc cho lũ côn đồ làm gì thì làm, Chân Su đành một mình trở về. Tình cờ gặp Onjo, vừa thấy crush, cô thả tóc cho xinh. Tới hẹn Chân Su lên tầng thượng sau khi hết tiết, rồi cả hai cùng vào lớp học, nơi cô chủ nhiệm thông báo về sự mất tích của Hyunjo. Biết được lần cuối gặp Hyunjo là ở phòng khoa học, cô tìm tới thầy khoa học để hỏi thăm, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Thật ra, thầy khoa học đang giấu Hyunjo trong phòng thiết bị. Lão tiêm thuốc an thần cho Hyunjo khi cô có những dấu hiệu biến đổi thành xác sống, rồi bỏ đi dạy học. Nhân cơ hội đó, cùng sức mạnh của zombie, Hyunjo kéo đứt dây chói, thoát khỏi phòng thiết bị, rồi trở về phòng học trong tình trạng bê bết máu. Cả lớp vô cùng hoảng sợ, lập tức đưa Hyunjo xuống phòng y tế, nơi đang có một nữ sinh đau đẻ. Tuy nhiên do tình trạng của Hyunjo tệ hơn, nên cô y tá bỏ quên luôn mẹ trẻ áo đen, khiến nữ sinh đó đành ôm bụng chửa về nhà. Hyunjo lúc này bắt đầu biến thành zombie, khi thân nhiệt hạ thấp, đồng thời thích cắn người. Cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng, tố cáo thầy khoa học đã bắt nhốt và tiêm thuốc mình, rồi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi thầy khoa học trở về phòng thiết bị, ông vô cùng hoảng hốt khi không thấy Hyunjo, rồi bị xích lên phòng hiệu trưởng vì tội bắt cóc học sinh. Dù đã cố gắng giải thích rằng phải cách ly cô bé, nhưng do không giải thích được tại sao, ông bị công an xích vào đồn, khiến virus zombie có nguy cơ lan ra ngoài trường học. Những tưởng trường học đã an toàn, nhưng không. Trong lúc chăm sóc cho Hyunjo, cô y tế không may bị cắn, bắt đầu biến đổi thành zombie, rồi lao ra cắn những học sinh gần đó, khiến dịch bệnh nhanh chóng lan ra toàn trường học. Giữa lúc hỗn loạn, Onjo quyết định làm một việc óc chó, là tỏ tình với Chân Su bằng cách đưa thẻ tên của mình cho cậu. Đã thế, Onjo còn khoe với Trông San, khiến cậu tức già mặt, nhưng chẳng thể làm gì mà chỉ hóa thành Subin Hoàng Sơn, lùi bước về sau để nhìn em rõ hơn. Đúng lúc này, zombie từ ngoài xông vào, đe dọa sinh mạng của toàn bộ học sinh, khép lại luôn tập 1 loằng ngoằng và lắm nhân vật vai cả đái. Sang tập 2, đại dịch zombie ngày càng lan rộng. Tuy nhiên ban giám hiệu quyết định án binh bất động vì lo sợ truyền thông và cảnh sát vào cuộc sẽ làm hỏng hình ảnh đẹp đẽ mà nhà trường đã xây dựng. Sau một hồi chạy trốn zombie như dân tổ né cơ động, một nhóm học sinh sống sót tụ tập với nhau tại một phòng học, gồm có Trông San, Onjo, Chân Su, lớp trưởng Isaac, Trông Su, Thừa Cân, Áo Hồng Hãm Lìn và một vài học sinh khác mà bạn không cần nhớ tên. Cùng lúc này, thầy khoa học đã bị bắt về đồn để hỏi cung. Ông tiết lộ do con trai thường xuyên bị bắt nạt nên đã điều chế một loại virus từ những con chuột dám bật lại mèo, rồi tiêm vào người con trai, với hy vọng cậu sẽ mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, khi con trai thầy biến thành zombie, cậu ta đã cắn chính mẹ của mình và là nguồn cơn của đại dịch hiện tại. Tại bệnh viện, Hyunjo đã biến thành zombie, cắn nhân viên, khiến dịch bệnh lan ra cả viện. Trong khi hỗn loạn ngày càng tăng cao tại trường Hyosan, đúng lúc đội bắn cung đi thi đấu trở về, nhóm của Chung San vẫn tạm trú trong phòng học, cố gắng liên lạc với trung tâm cứu hộ. Tuy nhiên, chẳng ai tin lời một trẻ con. Chỉ đến khi Onjo báo cháy, đội cứu hỏa mới hành động. Do quá căng thẳng và hoảng sợ, con áo hồng bắt đầu dở thói hãm lìn, chửi bới mọi người xung quanh, trong đó có cả Chung Su, khiến cậu bỏ vị trí gác cổng định lao vào ăn thua đủ. Trong phút sơ sẩy đó, một thầy giáo bất ngờ lọt vào lớp học, nhưng rất may là không bị cắn. Thật ra là lão bảo mình không bị cắn, rồi ra lệnh cho lũ học sinh xếp bàn ghế chắn lối đi. Mọi người vội vã làm theo, cho đến khi Isaac phát hiện vết răng trên tay thầy. Vãi cả lìn, thầy bị cắn chúng mày ơi! Cắn đéo đâu, đây là vết bồ cao. Thấy nguy hiểm, Isaac hóa bom men, cút ra ngoài. Nhưng ông thầy bắt đầu chảy máu cam, rồi biến thành zombie, cắn đứt môi một nữ sinh trong phòng. Cả lũ hoảng hốt vội chạy ra ngoài. Lũ con trai lấy cửa đẩy zombie về phía cầu thang, hòng tìm phòng trú ẩn tiếp theo. Sau một hồi vất vả, cả lũ cũng chui được vào phòng khoa học, tuy nhiên lại đánh rơi chiếc điện thoại cuối cùng. Đã thế còn lạc mất chân su. Ngoài nhóm Chung San, còn một số cá nhân đang tìm cách sinh tồn tại nhiều nơi trong trường học, như Khá Bảnh đang loay hoay trong phòng bếp, hay chị hút thuốc cùng chị cung thủ này ở trong phòng vệ sinh, hoặc cô chủ nhiệm đang trong phòng phát thanh. An toàn nhất có lẽ là Eunji và NTR trên tầng thượng. Chả sợ bố con zombie nào. Trở lại với Onjo cùng các bạn, cứ tưởng cả lũ đã an toàn, nhưng khi trò chuyện với Isaac, cô thấy bạn mình lạnh ngắt, máu từ mũi bắt đầu chảy. Thì ra trong lúc di chuyển, Isaac đã bị một con zombie cắn vào chân. Những kỷ niệm của hai cô bạn lần lượt hiện lên, nhưng nó không đủ để ngăn Isaac biến đổi. Đoạn này thật sự buồn, nên tôi sẽ không dốc gì cả, đồng thời khuyên các bạn xem phim để có trọn vẹn cảm xúc. Sau khi hóa zombie, Isaac lao tới tấn công mọi người, rồi không may lao ra ngoài cửa sổ, bỏ lại Onjo cùng khoảng trống trong lòng. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn phải cố nén nỗi đau để sinh tồn trong môi trường xác sống. Họ sử dụng dây từ bình cứu hỏa để di chuyển xuống dưới tầng. Ê, ai rảnh ông cho ta mượn cái tay nào? Kéo ai rảnh? Thế là nam sinh này đành mượn tay Manơ Canh, kêu vòi chữa cháy, tạo thành dây, rồi di chuyển xuống dưới tầng, nơi cô chủ nhiệm đang ẩn nấp. Từng học sinh lần lượt bám dây đu xuống, chỉ còn lại Chung San và Onjo. Do quá đau buồn vì bạn thân hóa zom, Onjo như người mất hồn. Chung San phải năn nỉ một lúc cô mới chịu di chuyển. Đúng lúc bọn zombie chuẩn bị phá được cửa phòng. Ở kia đi nhanh lên, chết cả hai bây giờ. Đợi Onjo an toàn, Chung San mới bắt đầu đu dây, nhưng lũ zombie đã phá được cửa, xông vào, đẩy cậu ngã từ tầng cao xuống đất. Hết tập 2. Tập 3 đưa ta trở lại với cô bé đau đẻ lúc đầu, đang lâm bồn trên bồn cầu. Chắc là do sở hữu cái lờ cao su, cô tự đẻ mà không cần ai giúp đỡ, rồi quyết định bỏ con lại trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, dịch bệnh lúc này đã lan ra toàn thành phố, không nỡ bỏ mặc đứa con của mình cho số phận. Cô trở lại nhà vệ sinh, bế con bỏ chạy. Trong khi đó tại trường Hyosan, Chung San dù ngã sờ mờ lờ từ cửa sổ, nhưng vẫn kịp bám vào dây cứu hỏa. Chân Su sau khi đi lạc, tình cờ xuất hiện ở căn phòng gần đó. Cậu bám vào dây của Chung San, cả hai an toàn trở về phòng phát thanh. Tuy nhiên, đã nhiều giờ trôi qua, vẫn chưa có đội cứu hộ nào xuất hiện. Thậm chí đội cứu hỏa của bố Onjo cũng bật vô âm tín. Thì ra, ông đang phải tới giải cứu cho đại biểu quốc hội. Nơi đây cũng bị zombie tấn công, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, ông vẫn giữ cho bà đại biểu an toàn. Chỉ có điều là chưa đến cứu con gái được. Không chỉ bố Onjo, mẹ Chung San cũng vô cùng lo lắng, vội vã lên xe đến trường tìm con. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, con áo hồng lại dở trứng, xúc phạm Chung Su, bảo vết cào trên tay cậu là của zombie, khiến cậu bị cả nhóm cách ly trong phòng thu âm. Sau một khoảng thời gian không thấy có dấu hiệu biến đổi, cô chủ nhiệm vào gọi Chung Su ra ngoài, nhưng cậu bảo đéo ra, trừ khi con áo hồng vào xin lỗi. Kết quả là con áo hồng vào xin lỗi thật, thậm chí còn lấy khăn lau vết thương cho Chung Su, nhưng mà người tử tế chỉ có trên VTV, chứ Netflix thì đào đéo đâu ra. Con áo hồng tiếp tục buông lời lăng mạ Chung Su, chửi cậu là thằng ăn bám. Do nhận trợ cấp của trường, Chung Su tức chảy máu mũi và bắt đầu biến đổi thành zombie. Tại sao lại thế? Rõ ràng cậu đã cách ly tận 1 tiếng đồng hồ cơ mà. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Chung San vẫn phải nén nỗi đau, dụ bạn thân của mình nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi mà đóng phim này đéo bao giờ làm nhân vật chính, vì bạn thân cứ hóa zombie. Con áo hồng lại tiếp tục ra mồm, bảo nó mà không nghi ngờ thì cả lũ chết sạch. Đến lúc này, lớp trưởng mới lên tiếng. Cô tố cáo áo hồng dùng khăn dính máu zombie lau lên vết thương hở của Chung Su, khiến cậu biến thành xác sống. Chung San cực kỳ tức giận. Các học sinh khác cũng không thể tin nổi vào tội ác mà con súc vật đó vừa làm, nhưng nó chỉ khóc và bỏ đi như một kẻ hèn nhát. Chỉ có cô chủ nhiệm là thương học trò, vội chạy theo cứu nữ sinh của mình. Tập 3 kết thúc khi mẹ trẻ tự đẻ trên đường bế con chạy trốn, không may bị cắn. Cô quyết định trốn vào một quán ăn, tự trói mình trước khi biến đổi, dùng thân chắn cửa, ngăn không cho chính cô và lũ thây ma làm hại
lại con mình thêm một cảnh cảm động. Tôi sẽ không dốc bất cứ điều gì mà chuyển luôn sang tập 4. Đúng là khi có đại dịch, người xuất hiện đầu tiên không phải là bên cứu hộ hay các cơ quan chức năng, mà là bọn YouTuber đói fame khát sắp. Giữa tâm dịch, một vlogger óc chó quyết định tới tận nơi quay clip để thu hút lượt view và bị lũ zombie rượt như chó chạy giữa đường. Mẹ chồng San đến trường tìm con khi trời đã tối. Bà bắt gặp chồng Su trong trạng thái thây ma nhưng không nhận ra, nên bị cắn trong lúc gào thét tên con trai trong tuyệt vọng. Chồng San rõ ràng là chưa biết chuyện xảy ra với mẹ mình. Nhóm của cậu cũng đã thừa bớt người sau quá nhiều mất mát. Trong lúc chờ cứu hộ, cả nhóm thiết kế nhà vệ sinh vì chỗ đi ị không thể trùng đụng với chỗ ngủ. Họ kiếm những thứ hấp thụ chất thải như TikTok làm bồn cầu, rồi kê tủ để che lại. Thế là giải quyết được nỗi buồn dưới háng. Nhưng mà nỗi buồn trên đầu thì vẫn chưa nguôi. Phía bên ngoài, zombie ở khắp mọi nơi. Chúng tấn công chỗ lấy lời khai của thầy khoa học. Chính thầy cũng bị hóa zombie sau cuộc thanh trừng của lũ thầy ma. Chỉ có anh cảnh sát là sống sót. Nhờ những thông tin mà thầy khoa học cung cấp, anh lên kế hoạch tới bộ thảm họa, nhờ họ lấy thông tin trong máy tính của thầy tại trường Hyosan. Trong khi đó, tại chỗ đại biểu quốc hội, bằng rất nhiều nỗ lực, bố của Onjo cũng đã đưa được cả đội lên tầng thượng, được trực thăng cứu hộ cứu về khu vực cách ly. Đúng lúc này tại trường, Eunji cùng NTR vẫn an toàn trên sân thượng. Tuy nhiên, clip khoe rú tên khá bảnh quay cô lần trước đã lên lịch đăng vào lúc 9 giờ sáng. Thất vọng vì thằng NTR ngu vờ lờ, vì chỉ cần chèn nhạc Taylor Swift vào clip là fan sẽ vào report bay luôn vì bản quyền. Eunji liều mình đi xuống tầng, hòng tìm cho ra chiếc điện thoại. Dĩ nhiên là cô bé bị cắn không trượt phát nào. Nhưng kỳ lạ thay, Eunji vẫn giữ được nhận thức dù đã hóa zombie, hay còn gọi là Happy. Cô phá nát những chiếc điện thoại mình tìm thấy. Có vẻ như nhận thức cũng không giúp cải thiện độ ngu, vì chỉ cần tìm đúng điện thoại rồi xóa clip đi là được, chứ đập phá thì có ích gì. Chân Su và Chong San trong lúc đi tìm kiếm vật dụng hữu ích, tình cờ phát hiện Eunji cùng rất nhiều điện thoại. Do quá nhiều thây ma cùng sự hung hãn của Eunji, Chân Su và Chong San đành chia đôi con đường. Chân Su về phòng theo đường cửa sổ, còn Chong San lút được điện thoại rồi chạy ra ngoài. Cậu tình cờ tới được phòng hiệu trưởng, gặp Khá Bảnh đang chói tay ông thầy. Chong San rút điện thoại quay clip Khá Bảnh, nếu không dừng lại sẽ up lên mạng. Khá Bảnh kiểu bố đéo quan tâm, vung dao chém đứt cổ hiệu trưởng rồi lao vào tấn công Chong San. Hắn ném con dao vào lưng Chong San, khiến cậu ngã và hết luôn tập 4. Liệu Chong San có an toàn trước sự hung hãn của thây ma? Lớp trưởng xinh gái của chúng ta có sống sót đến cuối? Câu trả lời sẽ có trong phần sau. Tóm tắt nhanh 4 tập trước, mọi người biến thành zombie. Và như mọi bộ phim zombie Hàn Quốc khác, mọi người bắt đầu chạy tứ tung. Sang đến tập 5, Harry cùng tổ đội vẫn đang đi tìm em trai. Nhưng lớp của em cô giờ chỉ toàn lũ zombie mồm lông địp bợ, thở còn đéo ra chữ. Nên họ bèn đến phòng y tế với hy vọng có thể dùng máy tính hoặc điện thoại để cầu cứu. Nhưng mạng đã bị ngắt sạch. Đú má VNPT. Nhưng lỗi đâu phải do VNPT, mà là do dịch bệnh zombie. Vậy tình hình xã hội cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng, dân trí tụt lùi không phanh. Hoặc là nó vốn như thế, ai biết. Để ngăn chặn tin đồn thất thiệt làm dân chúng hoang mang, chính phủ quyết định ngắt hết sóng mạng ở Hyosan. Vì làm gì có ai cần dùng điện thoại để kêu cứu đâu chứ. Chúng ta cần điện thoại để kêu cứu. Còn Chong San thì sao? Bị trọi dao bầm hết cả lưng, nhưng vẫn cố mang điện thoại về. Chong San xoay sở đầm mù mắt Khá Bảnh và đẩy hắn vào giữa bầy zombie. Nhưng sau đó bị dí gắt quá nên kẹt trong đường ống nước. Ở một số đất nước, người ta buồn vì người lớn chết hơn là trẻ em chết. Vô con điên, đang nguy nan lại cứ lại nhải. Nhưng mà đúng thế thật mà. Đúng thế thật, quân đội giải cứu nhóm nghị sĩ Eunhi, trong khi cả lũ còn thù lù đây thì chả ai cứu. Nhóm nghị sĩ sau đó bị bế đi cách ly. Nhưng vì nóng ruột cứu con gái, bố Onjo lộ ra là một cựu đặc vụ ở trong trường. Chong San thì bây giờ bắt đầu dùng tool hack tối thượng. Hồi tưởng, ôi chúa ơi, mình bị mắc kẹt vào Honey. Nhờ búp sức mạnh tình yêu, cậu thoát khỏi sự kẹt trong ống nước, chuyển sang kẹt trong phòng nhạc. Onjo cũng quyết đi tìm cậu bạn thân, bèn lên kế hoạch đến phòng khoa học, lấy mấy chiếc drone tự chế để đi tìm một chiếc Chong San. Nhờ drone, họ còn biết thế giới bên ngoài cũng toàn lắm rồi. Bố mẹ Jimin cũng đã là nạn nhân của dịch bệnh. Cơn đau chưa qua thì mối họa đã tới. Khá Bảnh đã trở thành zombie nhưng vẫn giữ được ý thức, và ý thức của hắn giờ chỉ muốn móc mắt Chong San. Nhưng Khá Bảnh không phải là người duy nhất. Eunji cũng đã sống sót sau khi bị cắn. Nayeon bây giờ thì bất ngờ chưa, cũng trốn trong phòng nhạc nhưng khóa cửa trong kho vì sợ gặp lại các bạn. Namra lúc này nghĩ ra cách cứu Chong San bằng cách dùng hệ thống loa. Giữa đường thì cả lũ bị dí. Su thối chân ở lại phía sau chống trả con zombie thì được Khá Bảnh giúp. Chong San đâu? Để tao cướp con mắt nó và khai mở Mangekyo Sharingan. Khai lẹ lên má mày. Với sự giúp đỡ của Namra, Su thối chân đẩy hắn ra cửa sổ rồi cùng mọi người đến chỗ Chong San. Nhưng lũ zombie vây kín bên ngoài nên giờ cả lũ lại kẹt ở đây. Đã thế, họ còn phát hiện Namra trong lúc giúp Su thối chân đã bị Khá Bảnh cạp. Hội Harry thì lại tiếp tục di chuyển, nhưng cậu béo này thì xui xẻo bị thương khiến cả nhóm chững lại và mắc kẹt ở phòng thể dục hay cái phòng của nợ gì đó. Bố Onjo
vì nôn cứu con gái nên giờ lòi ra là một cựu đặc công, đấm hết đặc công canh giữ và chạy đi tìm con. Ông vượt qua nhiều thử thách đến nỗi chỉ cần phim này có thêm một nhân vật nữ bị Alzheimer nữa thôi là tên phim sẽ đổi con mẹ nó thành Finding Onzo luôn. Bọn Chung San thì giờ đang cãi nhau lên. Su thối chân quyết bảo vệ Nam Ra, tin rằng cô không phải zombie. Nhưng đâm á, đoán xem, ta biết ngay mà. Pẹp, Nam Ra sớm lấy lại kiểm soát. Cả nhóm chưa hiểu lắm nhưng tạm đoán là do miễn dịch cái gì đó. Cả lũ chạy nhảy đánh nhau mãi nên giờ khá đói. Chung San liền nghĩ tới thức ăn trong kho phòng nhạc. Nhưng Nayeon vì rén nên khóa con mẹ nó cửa từ bên trong. Bạn bè như đuổi bầu. Trong lúc đó, hai chú cảnh sát mà không ai nhớ tên này vẫn đang cố sống sót. Họ bị dí vào đúng cái quán con bé tự bầu tự đẻ tự đỡ kia giấu đứa bé. Bế đứa bé sơ sinh trên tay, bản năng làm cha của chú cảnh ngầu liền trỗi dậy. Này, cậu có sữa không? Anh khát à? Cho đứa bé, trời ơi cậu đần vậy. Nhưng tôi đàn ông sao có sữa? Thì coi trong tủ lạnh coi. Không có sữa thì ăn khô bò đỡ được không? Đúng vậy, đó chính xác là trình độ học thức của cảnh sát Hàn Quốc. Thấy một đứa bé sơ sinh ngẫu nhiên và liền tìm sữa trong tủ lạnh cho nó uống. Tiếp theo là gì? Bắt nó đi tìm việc làm à? Họ sau đó bèn mang đứa bé theo. Đang định chạy trốn thì cứu cháu với. Tuyệt con mẹ vời. Giờ thì họ định mở cả một cái nhà trẻ giữa khu phố zombie đấy. Và thế là hai lớn hai bé kẹt giữa một bầy xác sống nhùng nhúc, loay hoay mãi mới chạy được một đoạn. Thì họ lại gặp ông YouTuber đang mắc kẹt. Chú cảnh ngầu đang định giúp ổng thì chú cảnh ngáo vọt xe mất tiêu. Trong tình thế nguy cấp đó, Nam Ra và Su Tối Chân tìm ra cách bán cơm chó. Và tìm ra cả là Nam Ra giờ có siêu tính giác, có thể nghe thấy rất nhiều thứ. Sao tự nhiên khát tình thế nhỉ? Chỗ này bị ma hỏn đi ám rồi đấy. Thế phải di chuyển rồi. Onzo bèn vạch kế hoạch giúp mọi người chạy trốn. Và cả lũ lập tức triển khai. Trong khi đó, Eunji thì đi bắt cá hai tay và trả thù ông thầy từng phớt lờ việc cô bị bắt nạt. Khá Bảnh cũng tìm ra tên thủ lĩnh đầu gấu và biến hắn thành bữa xế cho lũ zombie. Quân đội thì giờ mới nhận ra là họ chưa cứu học sinh. Ben cử trực thăng đến trường Hiêu San. Đám Trương San chật vật lắm mới lên được. Tới sân thượng thì phát hiện ra cửa bị khóa. Trong đám lúc nhúc zombie đuổi theo họ lại còn có hung thần Khá Bảnh. Tình thế nguy cấp vờ lờ. Tất cả là tại cái thằng NTR. Nó thấy có người lên thì hối mấy chú cảnh đón nó đi nhanh. Mặc kệ phía bên kia cánh cửa là ai, Eunji giờ thì đi đốt trường để trả thù cho những ngày tháng tồi tệ. Chắc trong đầu chỉ biết đến trả thù chứ không biết đến hệ thống báo cháy, nên cô lấy xe đạp mà Thủy Chi bỏ lại để đi luôn. Khá Bảnh suýt thì móc mắt Trường San, nhưng may Nam Ra bật Sharingan giải cứu kịp thời. Khi cả lũ phá cửa xong thì đã quá muộn vì quân đội Hàn Quốc chắc chắn toàn bọn mù. Cả lũ bèn xếp đồ đạc thành tín hiệu SOS và ngồi chờ. Nhưng mà SOS là gì vậy? Là tín hiệu cầu cứu. Nhưng nó là viết tắt của cái gì chứ? Chả là cái gì cả. Điêu. Chuyện gì vậy hai người bạn thân của tôi? Tớ bảo Onjo điêu. Mày bảo ai điêu ở thằng béo này? Về phía hai chú cảnh thì chú cảnh ngáo đã quay lại giải cứu chú cảnh ngầu và cha YouTuber, chạy thẳng ra khỏi Hiêu San trên một chiếc xe buýt. Đúng lúc này thì quân đội xuất hiện, đưa tổ đội hai chú cảnh về nơi an toàn. Khá Bảnh hồi sinh ở bệ đá cổ thì cày lắm, đi ngang Nayeon và cạp cô luôn cho đỡ cay. Trên sân thượng tối đó, Trông San tỏ tình với cô bạn thân, nhưng Onjo bị bảo Trông San là quý này đùa lân tân quá. Hai người mải thảo luận, không biết Khá Bảnh đang đù tưởng lên. Hắn tóm lấy Onjo, nhưng mục tiêu thật của hắn vẫn là Mangekyo Sharingan. Trong tập trước, cả nhóm đã tìm được cách lên tầng thượng để thoát khỏi lũ thây ma và sự truy đuổi gắt gao của Khá Bảnh. Tuy nhiên, do sự hãm của thanh niên NTR này nên cuộc giải cứu đã thất bại. Hành trình sinh tồn của những nam thanh nữ tú này bất đắc dĩ lại phải tiếp tục. Trong những diễn biến khác, cô gái dây AV sau khi phóng hỏa đốt trường đã đạp xe đi mất hút hàng lươn và không hề biết rằng mình đốt ngu vờ lờ. Mỗi tí lửa chùa như này mà đòi thiêu rụi cả một ngôi trường á? Mát nịt. John Wick Hàn Quốc thì vẫn đang cầm khẩu shotgun tới cứu con gái, trông khá là no hope. Bắn cung squad vẫn mắc kẹt trong nhà thi đấu. Đáng buồn nhất phải kể đến đó là chị gái Squid Game chuyển sinh này vừa mới chớm hoàn lương một tí đã bị Khá Bảnh cắn chết tức tưởi. Liệu sẽ còn những ai phải chết? Cả nhóm sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào khi bị dí bởi Khá Bảnh và binh đoàn thây ma vừa đông vừa hung hãn? Câu trả lời sẽ có trong 4 tập cuối của Ngôi Trường Xác Còn Mẹ Nó Sống. Tôi là Quản Quại và đây là Khá Bảnh đang muốn khai mở Mangekyo Sharingan cho Trông San với sức mạnh của một Half-B, tức là nửa người nửa thây ma. Khá Bảnh trở nên bất tử, cân mọi đối thủ, kể cả Chân Su, người rất giỏi đánh đấm. Trông thấy người yêu bị bón hành ngập mặt, lớp trưởng tức tối, biến hình chuyển dạng thành Half-B, ném văng Khá Bảnh xuống dưới tầng 1, giải nguy cho bạn trai. Tất nhiên là Khá Bảnh không chết, nhưng ngày nào thanh niên này còn sống thì ngày đó vẫn còn sự nguy hiểm. Trong một diễn biến khác, thanh tra xong đã tới Hội đồng An ninh Quốc gia để trình báo về nguồn gốc của con virus và cách điều trị đang nằm trong máy tính cá nhân của thầy khoa học đặt tại trường cấp 3 Hiêu San. Tin chuẩn cho em? Báo chuẩn anh ơi. Ngay lập tức, một chiếc
chiếc trực thăng đã được đưa tới trường cấp 3 Hyosan, nơi các nam thanh nữ tú đang mòn mỏi chờ trông. Kế hoạch được vạch ra là lấy chiếc laptop của thầy khoa học, sau đó giải cứu toàn bộ những học sinh còn sống sót. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tập 9, biên kịch bảo là phải làm thêm 3 tập nữa để kiếm tiền. Và thế là tin xấu ập tới vô cùng đúng lúc. Các ông còn nhớ cô gái giấy AV này không? Sau khi biến thành Harpy và đốt trường, cô đã tới trại cách ly tập trung. Tại đây cô tình cờ gặp lại cậu bạn NTR. Ê, tớ muốn ăn tị của cậu. Nhòm 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 nhòm. Ơ phải zombie nhưng mà không có triệu chứng này. Ngay lập tức tư lệnh quyết định là đéo cứu ai nữa. Nhưng thưa ngài, cứ làm theo lời tao mà. Và thế là dù rất muốn, nhưng các chiến sĩ cũng chẳng thể nào làm trái lệnh, đành phải bỏ lại các mầm non tương lai của đất nước rồi rời đi trong sự bất lực. Ở phía còn lại, cả nhóm vẫn đếch hiểu tại sao quân đội lại hành xử như vậy. Thôi tầm này tự lực cánh sinh thôi, mong chờ chó gì nữa. Nhưng mắc mớ đéo thì lại đi sút bay hết lửa thế hả, cái thằng danh con này. Xong đêm nay lạnh chết con đĩ mẹ mày ra đấy thì lại kêu. Trong một góc phố nhỏ cách đó không xa, John Wick Hàn Quốc vẫn đang cầm súng lao vào giữa tâm dịch. Và bất chợt ông bắt gặp một người đàn ông có gia cảnh đáng thương. Vợ anh ta mang bầu và đang mắc kẹt trong xe ô tô. Giờ cứu cũng không được, mà không cứu thì lại áy náy. Ông quyết định đưa lại khẩu súng cho người đàn ông kia để bảo vệ vợ, còn mình thì tay không đi cứu con. Hay lắm, đến lúc chết vì không có súng thì lại kêu tại số. Spoil, ông này chết thật. Trở lại với nhóm của Trông San, đang bế tắc thì trời bỗng đổ cơn mưa, kèm theo sấm chớp và gió giật, tầm nhìn xa dưới 1 km, giải tỏa cơn khát bấy lâu của cả nhóm. Trong hoàn cảnh ấy, Trông San chợt nảy ra một ý tưởng, đó là lợi dụng tiếng ồn của sấm chớp để rời khỏi trường một cách lặng lẽ. Dù cách này đéo hay lắm, nhưng mà thôi, dù gì thì cũng chả còn cách nào khác cả. Quả thật cơn mưa giông khiến các giác quan của thầy ma yếu đi rõ rệt, cả nhóm dễ dàng luồn lách mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Men theo hành lang, cả đội ra được bên ngoài, nhưng bất ngờ chưa, Trông San bắt gặp mẹ, trên người vẫn mang bộ tạp dề, nhưng trong hình dạng của một con thầy ma. Để thêm đau lòng, máy quay chuyển ngay qua tập 10. Những học sinh khác không hề biết đó là mẹ Trông San, nên đã lao vào phang tới tấp. Quá đau lòng, Trông San gào thét như bị thọc lét, gián tiếp kéo lũ zombie tới gần hơn. Hay lắm, chạy mẹ ngồi mà khóc. Bắn cung squad ở gần đó cũng như thể có cùng sóng não với nhóm của Trông San, cũng nhanh chóng tranh thủ mưa to sấm chớp để tẩu thoát lên bìa rừng. Hai nhóm giáp mặt nhau không lâu sau đó, cơ mà thay vì cùng nhau băng qua rừng tới một nơi an toàn hơn, thì tất cả lại chọn cách chui đầu vào nhà thi đấu, nơi có hàng trăm con zombie khác đang chờ. Hảo sáng kiến. Tiến thoái lưỡng nan, cả đội đánh rúc đầu vào cái nhà kho để tạm lánh. Cuộc tẩu thoát coi như thất bại. Không những thế, cả đội còn phải chịu một vài tổn thất về lực lượng. Nhân vật phụ béo béo đã bị zombie tóm lại. Nhân vật phụ gầy gầy này thì không theo kịp, nên vẫn đang bơ vơ bên ngoài. Nhưng các bạn biết điều gì buồn hơn không? Jimin, một nữ sinh khá quen mặt từ đầu phim đến giờ, đã bị lạc lối trong làn mưa, để rồi bị zombie cắn chết một cách tức tưởi. Và càng tức tưởi hơn nữa, đó là đéo một ai trong nhóm nhận ra sự vắng mặt của cô gái này cả. Ảo thật đấy. Tạm xa những nam thanh nữ tú một chút, hãy trở lại với trụ sở của quân đội, nơi các đặc vụ đang vén màn phương thức để tiêu diệt virus thây ma. Theo lời của thầy khoa học thì chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng lửa chùa. Đúng vậy, chỉ có thiêu rụi vật chủ thành tàn tro thì mới có thể tận diệt được con virus rồ nát khó chịu này. Tình hình dịch bệnh thì đang ngày càng mất kiểm soát, thây ma đã lan dần ra các thành phố lân cận. Nếu không có một biện pháp đủ mạnh để chặn đứng làn sóng dịch bệnh này thì chẳng mấy chốc nó sẽ lan ra khắp đất nước, hậu quả sẽ còn nặng nề gấp hàng ngàn lần. Chính vì vậy, tổng tư lệnh đã buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình, đó là cho thành phố Hyosan ăn nấm tập thể. Về kế hoạch này, một lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ, hãy trở lại với những con người khỏe mạnh nhất thế giới này. Đã 3 ngày trôi qua, cả nhóm chưa ăn bất cứ thứ gì ngoài uống vài giọt nước mưa và dăm 3 miếng cơm chó. Ấy thế mà ai nấy đều trông rất khỏe mạnh. Họa trắng thì cũng chỉ là hơi khô môi và mệt mỏi đôi chút, chứ chửi nhau vẫn còn hăng như này mà. Anyway, mục tiêu trước mắt của cả nhóm là phải thoát khỏi nhà kho chật chội này. Nhưng làm cách nào? Thật là may, bộ não non nớt của Chân Su chợt nảy ra một ý tưởng thiên tài. Đó chính là tạo ra một hàng rào vây kín từ những chiếc khung sắt có sẵn trong nhà kho. Tôi thấy phim này nên để tên là Bí kíp sinh tồn 101 mới đúng. Nào là dạy nhóm lửa, làm cáng bệnh nhân, nhà vệ sinh tự chế, giờ lại còn cả hàng rào di động. Học sinh bắt đầu giỏi kỹ năng sống từ bao giờ nhỉ? Nói chung là sau một hồi lắp ráp các thứ thì cả nhóm cũng đủ dũng khí để bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, ngay khi vừa mở cửa nhà kho, zombie lập tức lao vào tấn công điên dại. Rất nhanh, cả nhóm thiết lập đội hình vòng tròn tránh thai. Cách này hóa dạng khá hiệu quả, vì lũ tây ma ngu vờ lờ, không biết trèo qua mà chỉ biết lao thẳng về phía trước. Tuy nhiên, sức người thì có hạn, còn zombie thì đéo, chúng ngày một đông và hung hãn hơn. Những cú phang, cú đập dần trở nên vô nghĩa với cái đám này. Trong cơn hỗn loạn, thanh niên này, tôi tạm gọi là thằng mặt sẹo, đã bị cắn vào tay. Thôi xong, chơi bời đéo rồi nữa. Mặt sẹo ngồi bần thần, ước gì ở đây có nắm đất,
để ngửi dần cho quen. Biết mình sắp biến thành thầy ma, mặt sẹo quyết định sẽ lao ra ngoài để quyên sinh cứu các bạn. Xem đến đoạn này cảm xúc phết. Nhưng thôi, thắng lợi nào mà chẳng có hy sinh. Nhờ sự cảm tử của mặt sẹo, cả nhóm cuối cùng cũng tới được lối thoát hiểm. Nhưng mà đần chưa, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Nếu nó không mở ra trong 10 phút nữa thì chúng ta chuyển sang tầng 11, vì vị cứu tinh đã đến vô cùng đúng lúc. Không ai khác chính là John Wick Hàn Quốc. Okay, ôm nhau để sau đế. Bảo các bạn chạy ra ngoài trước đi đã con này. Thoát được cửa tử, cả đội thở nhẹ một cái để lấy hơi lấy sức, rồi tiếp tục chạy. Cơ mà đoạn này tôi đéo hiểu là có nhất thiết phải chạy xuyên qua cái sân tennis không nhở? Chẳng lẽ xung quanh không có một lối đi vòng nào mà lại cứ phải chui đầu vào một cái lồng kín như này? Được cả cái bà kết beat shop Hàn Quốc này nữa. Bà chị nghĩ vài cái cung tên có thể giải quyết được một đám zombie lúc nhúc á? Say mít phim Marvel thôi. Và thế là cả đội mắc kẹt trong sân tennis với hàng tá thây ma bao quanh. Trong cơn bí cực, John Wick Hàn Quốc đành phải dùng bản thân để làm mồi nhử, câu thời gian cho con và các bạn trốn thoát. Và cứ như thế, lại thêm một nhân vật nữa chết một cách lãng xẹt. Ok ok, tôi biết là cái phim này nó muốn đề cao tình mẫu tử, phụ tử, nhưng mà có cần phải miễn cưỡng để ông này chết sau khi trải qua hàng tá những khó khăn để đến được đây không? Bro, anyway, dù gì thì người sống vẫn phải sống tiếp. Cả đội thay vì tìm đường thông thoáng để đi thì lại một lần nữa đâm đầu vào một cái công trường nhìn nguy hiểm vãi cả lìn. Và tất nhiên nói, ở đâu từng có người thì ở đó có thầy ma. Một lần nữa, cả nhóm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải trú tạm trên một giàn giáo ở phía bên ngoài công trình. Ê nhưng mà các ông có thấy là cái chỗ này cùng lắm cũng chỉ tầng 2 thôi không? Nhảy một tí là xuống tầng 1 thôi mà bro. Cơ mà bên kịch lại không nghĩ giống tôi. Ông ta cứ thích để nhân vật phải ngồi chờ đợi ở đây đấy. Thế nên điều này đã dẫn đến một bi kịch tiếp theo. Các bạn còn nhớ kế hoạch cho cả thành phố Hyosan ăn bom thay cơm không? Kế hoạch ấy đã chính thức bắt đầu. Tất nhiên, để giảm thiểu tối đa thiệt hại, quân đội sẽ dùng hàng ngàn chiếc drone để phát ra sóng âm, dụ tất cả thây ma tụ họp về một chỗ, chết tập thể cho nhanh. Một trong các địa điểm thả bom chính là trường cấp 3 Hyosan, nơi dịch bệnh bắt đầu. Nghe được thông báo của quân đội, cả nhóm lúc này mới chịu nhấc mông lên để chạy trốn. Thế nhưng đần chưa, Khá Bảnh bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản bước tiến của các liền anh liền chị. Mục tiêu duy nhất hắn nhắm đến vẫn chỉ là Chong San Oni-chan. Quá lâu không gặp, Khá Bảnh quá nhớ anh nên đã cắn một miếng đầy yêu thương. Đúng lúc này, drone của quân đội cũng phát ra một luồng sóng âm lớn, khiến Khá Bảnh chóng mặt ù tai. Nhân cơ hội, Chong San đẩy đối phương xuống tầng 1. Còn về phần mình, do đã bị cắn nên Chong San cũng biết thần biết phận, tạm biệt bạn bè, tạm biệt crush bằng một cái hôn má vị friendzone. Đến chết môi vẫn còn trinh thế này quá non. Nói xong những lời cuối, anh lao vào trong để làm mồi nhử xác sống, câu giờ cho các bạn tẩu thoát. Sau khi dụ được lũ thây ma ngã hết xuống hố thì trong công trường lúc này chỉ còn Khá Bảnh và Chong San. Bảnh vẫn nhất quyết muốn khai mở màn Gekio Sharingan cho đối phương, và cuối cùng hắn ta cũng đạt được mục đích, mỗi thằng đều mất một mắt, thế là hòa. Cũng đúng vào lúc này, quân đội bắt đầu thả bom vào những địa điểm đã định trước, lần lượt những tụ điểm ăn chơi của thây ma bị nổ tung. Trong phút giây ấy, Chong San đã ôm Khá Bảnh rồi cùng nhau rơi vào biển lửa tự sát. Không rõ sống chết ra sao, nhưng có điều chắc chắn rằng 99% số thây ma đã bị quét sạch, coi như mục đích hy sinh thiểu số để cứu lấy đa số đã thành công. Tuy nhiên, có một người không hề vui với kết quả này, đó chính là Tổng tư lệnh Thiết quân luật Jin Seo-mu. Cảm thấy quá tội lỗi và hổ thẹn sau khi ra lệnh hy sinh cả một thành phố, ông đã quyết định tự kết liễu bản thân để tạ lỗi với toàn thể người dân Hyosan. Hết tập 11, sang đến tập 12, tuy mọi thứ đã dần trở nên sáng sủa hơn, nhưng nhóm của Onjo vẫn chưa thể vượt qua được những mất mát. Cả đội quay lại công trường vớt vát chút hy vọng, biết đâu Chong San vẫn còn sống. Tuy nhiên, tất cả này chỉ còn lại tro bụi. Mất mát quá nhiều rồi nên Onjo cũng chẳng còn sức mà buồn nữa. Thế nên là cả nhóm lại lên đường để tới trại cách ly tập trung. Tuy nhiên, trên đường đi ngang qua thành phố, cả nhóm bắt gặp một toán zombie vẫn còn sót lại. Và có vẻ như thần chết vẫn chưa muốn buông tha cho cái nhóm bạn này, khi một người nữa lại bị cắn. Đen đủi thay đó lại là em trai của Kate Bishop Hàn Quốc. Nói chung thì thanh niên này cũng vai phụ là chính, nhưng chết thì cũng khá buồn. Vẫn là câu nói cũ, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Cả đội lại tiếp tục di chuyển. Cơ mà đúng lúc này, lớp trưởng bắt đầu cảm thấy đéo ổn. Cơn khát máu người cứ thế trỗi dậy, nó mạnh mẽ đến nỗi cô không thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Do lo sợ bị virus kiểm soát, mặc cho Chân Su và Onjo đã ra sức thuyết phục, nhưng lớp trưởng vẫn quyết định bỏ đi để tránh gây thêm rắc rối cho các bạn. Cuối cùng thì cả nhóm cũng tới được trại cách ly tập trung, hòa nhập lại với thế giới loài người. Dịch bệnh đã được đẩy lùi, cuộc sống cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Tuy nhiên, toàn bộ người dân Hyosan vẫn phải bị cách ly thêm một thời gian để theo dõi. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng Onjo vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất bố mất bạn. Hàng ngày cô vẫn trèo tường ra ngoài để đặt đồ ăn dưới một gốc cây trên đồi, như một cách để tưởng nhớ những người bạn cũ. Tình cờ một đêm nọ, khi đang đứng trên đỉnh đồi, Onjo tình cờ phát hiện một đốm lửa le ló trên nóc trường cấp 3, nghi ngờ đó là lớp trưởng. Nên ngày hôm sau, Onjo đã cùng các bạn trở về Old School. Bước qua đống hoang tàn đổ nát, cả nhóm lên đến tầng thượng, nơi tất cả từng nhóm lửa quây quần bên nhau.
Và đúng như những gì mọi người đoán, lớp trưởng vẫn luôn ở đây suốt thời gian qua. Đơm ơ, xinh thế nhỉ? Theo lời lớp trưởng thì cô đang khá là origin, tức là vô cùng bận bịu, vì ở đây vẫn còn một vài người giống cô. Nói xong, lớp trưởng đột nhiên turn on chuyển trạng thái ngầu lòi, kéo khóa áo lên, rồi parkour từ trên sân thượng xuống đất. Trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm, chuyện quái gì đang diễn ra? Không một ai biết, tôi không biết. Rất có thể lớp trưởng đã được MCU chiêu mộ, trở thành một mảnh ghép của biệt đội Avenger không chừng. Một vài giả thuyết cho rằng Trông San vẫn còn sống và sẽ trở lại trong mùa 2 trong hình dạng của một Happy giống như lớp trưởng. Tuy nhiên, đồn đoán cũng chỉ là đồn đoán, để xem nhà sản xuất sẽ tiếp tục vắt sữa con vợ này như thế nào. Nhưng túm gọn mùa 1 thì tôi thấy phim khá ổn. Tuy nhiên, để so với Kingdom hay Train to Busan thì vẫn thua kém nhiều tí. Nếu bạn có những suy nghĩ và đánh giá khác tôi thì hãy comment bên dưới. Đừng quên mua áo của The Next Level để có thêm đề kháng với mọi loại dịch bệnh. Còn bây giờ, tôi là Quản Quạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong mùa sau của Ngôi Trường Xác Suất. Video này được phục vụ tốt nhất lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc bật lên khi bạn đang làm một cái gì đó và cần âm thanh nền. Được tham khảo từ nhiều nguồn trên mạng và tổng hợp lại bởi Vui Vẻ, biên tập bởi Minh Châu và thu âm bởi Vui Vẻ. Đây là Circle, phim về người ngoài hành tinh đến trái đất và bắt 50 người từ đủ các thể loại nghề nghiệp, sắc tộc, tầng lớp vào trong một cái phòng và buộc họ phải hành quyết nhau bằng cách bình chọn. Ai bị vote nhiều nhất sẽ bị cái cục đen ở giữa hành quyết và cuối cùng thì chỉ có thể có một người sống sót. Tác giả đã dùng cái bối cảnh này để nói về những giá trị mà con người với tư cách là một giống loài thực sự coi trọng, tức là trong thời khắc chọn lọc tự nhiên thì thằng nào đáng sống, thằng nào đáng chết. Những người mà có ít giá trị sẽ bị đào thải trước, như là người già, tại vì đằng nào họ cũng sắp đi. Những người bị xã hội định kiến nhiều, như vũ nữ thoát y, đồng tính, nhập cư, người thông minh quá cũng bị dí, người giàu cũng bị dí, kẻ chỉ vì mình và thể hiện điều đó ra thì chắc chắn là bị dí. Những người xăm trổ bậm trợn, bắt nạt người khác hoặc đơn giản là chả có cái gì đặc biệt thì cũng bị đào thải trước. Thế thì ai mới là kẻ sống sót? Phim này nói về những phẩm chất cần có của một kẻ sinh tồn. Để là người sinh tồn cuối cùng thì cần low key, khiêm tốn, xây dựng hình tượng, đấu tranh cho quyền lợi chung, linh hoạt, thao túng tâm lý đám đông để mũi dìu dư luận không chĩa về mình. Chỉ có khôn mới thoát pressing được. Luật của cái trò chơi này là không được rời vòng tròn đỏ của mình. Nếu không thì... Không được chạm vào người khác. Nếu không thì... Cứ mỗi 2 phút thì âm thanh này sẽ vang lên để đếm ngược. Mỗi người sẽ có một mũi tên để vote. Họ vote bằng cách dùng bàn tay và chỉ có người vote mới biết mình vote cho ai. Tất cả đều phải vote, nếu không thì... Phim này chả cần kỹ xảo hoành tráng, hành động bắt mắt hay là thông soái ca. Thuần túy là ý tưởng hay, cách triển khai tốt, góc quay, ánh sáng, 50 người biết diễn xuất, hiệu ứng âm thanh ghê rợn đúng chỗ. Đã cho tôi một trải nghiệm sởn gai ốc, đến nỗi là 12 giờ đêm đang gặp khủng hoảng hiện sinh phải bật dậy để viết kịch bản. Mặc dù là IMDB chỉ được 6 điểm và không được đánh giá cao cho lắm, nhưng mà may tôi khá thích nên là tôi sẽ làm video chia sẻ với nó. Phim này hay tại vì nó miêu tả một cách châm biếm và chân thực về bản năng của con người khi bị dồn vào đường cùng. Ngồi trên đống rơm thì ai cũng là hiền nhân quân tử, nhưng mà đứng trước cửa tử thì chúng sinh bình đẳng, sẵn sàng nói dối, lừa gạt, thậm chí là nhận xịt đinh phim chỉ để mình được sống. Tôi định nghĩ đây là thực tế chứ không phải điểm xấu, tại vì bị dồn vào đường cùng thì con người cũng hóa súc vật hết. Hơi liên thiên nãy giờ nha, bây giờ vào phim đây. Sau đoạn mở đầu để giới thiệu với người xem cách trò chơi này hoạt động thì chúng ta đến với lượt vote hành quyết đầu tiên. Như cách xã hội bên ngoài vận hành thì cần có một thủ lĩnh đứng ra điều phối, và thủ lĩnh đầu tiên là tay này, tôi gọi là Tôm. Mọi người chật cơn mẹ nó tự lại. Rồi nhá, hành quyết nhau ấy thì cũng phải có chiến thuật. Anh bạn nghĩ đây là Rise of Kingdom à? Tôm khẳng định là mỗi vòng đấu tố sẽ kéo dài khoảng 2 phút và mọi người nên dành ít thời gian cho việc vote hơn và để thời gian đó nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Và để đỡ phải nghĩ về việc là nên hành quyết ai thì Tôm đề xuất hành quyết những người già trước, tại vì họ già thì đằng nào họ cũng sắp đi đúng không? Thì thôi cho họ đi luôn để bọn trẻ hơn được sống. Ờ đúng rồi, mẹ tôi dạy là phải nhờ người già. Có một vài người phản đối quyết định này. Chúng mày quyết định như lùn ấy. Thế ông có thích không? Tôm chỉ ra người đầu tiên bị hành quyết, phải có cách nào khác chứ. Thế cô có ý tưởng nào hay hơn không? Không ai có. Tôi cũng có quyền được sống như tất cả mọi người mà. Nhưng mà số đông không nghĩ vậy. Tôm có vẻ khoái chí vì đã điều hành được đám đông và có người bắt đầu khó chịu về cái điều này. Sau đó tất cả nhao nhao dành thời gian nói về chuyện gì đang xảy ra. Thực ra là chả ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nghĩ là ông lính này biết, nhưng mà ông này cũng không biết. Ông phải biết chứ, chúng tôi đóng thuế để ông biết cái việc đấy mà. Tôi thuộc bộ binh chứ không phải là gì cũng biết binh. Đây là lúc nhân vật chính Eric lên tiếng. Anh này thì biết đám đông đang tuyệt vọng cần thông tin nên là đã cho cái họ cần là thông tin. Nhưng mà lúc này thì mọi phát ngôn phải cực kỳ cẩn thận và quan trọng nhất là cách nói, tại vì chỉ cần nói sai tông giọng và khiến
mọi người nghĩ mình đang câu giờ thôi là sẽ bị hành quyết. Eric cực kỳ khôn khi mà nói ra một phần của sự thật anh trải nghiệm để lấy lòng tin của mọi người, nhưng mà cũng bơm thêm một vài thông tin kiểu cần bàn luận thêm để mọi người nghĩ là để anh này sống thì vẫn còn ích lợi. Tiếng đếm ngược lại vang lên, một người khác bị hành quyết. Ông này có vẻ nhận ra chiến thuật của Eric nên cũng bắt chước làm theo. Ấy, bọn người ngoài hành tinh bắt mình ấy, chúng nó da xanh xong rồi còn nói tiếng Trung Quốc. Chó ấy chắc chắn là bốc phét đấy câu giờ, có cái số gì đấy. Nhưng mà cái số duy nhất là số phận của ông bị kết thúc. Tom sau đó muốn quay lại bàn bạc về thông tin tiếp, nhưng mà cả nhóm lại quyết định xem là ai bị hành quyết tiếp theo vì số người già đã hết rồi. Tom hướng dư luận về bà cô đội mũ, nhưng mà cô này phản biện là mình không phải người già, mới có 52 tuổi thôi. Những người trung niên trong nhóm khác lên tiếng bênh vực cũng là để bảo vệ chính mình. Những người trẻ khác thì ra sức pressing. 52 tuổi thì sao tóc bà bạc đấy, tôi làm designer. Thực ra là bà này bị ung thư vú. Sau thông tin đấy thì mọi người có vẻ đồng cảm với bà cô này hơn, tại vì chắc là bản chất con người là thông cảm với những người đã từng trải qua nghịch cảnh. Theo tôi thì đấy không phải là vì chúng ta tốt, mà là vì sự đồng cảm giúp con người đoàn kết để sinh tồn tốt hơn trong tự nhiên. Và lúc này Tom bắt đầu tự đào mộ mình bằng cách đi ngược với đám đông và đá vào mồm sự đồng cảm. Thế thì đằng nào bà chả chết. Tôi khỏi rồi, bà chắc không, vẫn bị tiếp được mà. Ông bị cái gì ấy? Nhưng mà đúng là bà này có tỷ lệ chết cao hơn mà. Không đúng nhá, bà là bác sĩ à? Đúng rồi, tôi là bác sĩ đấy anh chó. Lúc này thì Tom chính thức đào mộ mình bằng cách nói là đằng nào bà kia cũng phải chết vì bà ta đã hơn 50 tuổi rồi. Điều này làm tất cả những người trung niên tức giận, vì nếu mà theo cái logic xử người nhiều tuổi hơn trước thì kiểu gì họ cũng bị hành quyết tiếp theo. Và thế là người hành quyết lại chính là Tom vì đi ngược lại lợi ích đám đông. Sau pha đấy thì mọi người dè chừng hẳn, vì chỉ cần nói sai một câu thôi là bị hành quyết ngay. Chỉ có bà cô ung thư là yên tâm hơn, nên đã đứng ra tạm thời điều phối và đưa ra ý kiến là mọi người nên chia sẻ với bản thân để xem là người ngoài hành tinh có lý do gì để bắt họ vào đây không, hay tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Thế là có ba chị này hưởng ứng và bắt đầu chia sẻ về bản thân. Chào mọi người, tôi có một cái tên không có gì đặc biệt, một công việc không có gì đặc biệt, tôi chả có thành tựu gì đáng kể, độc thân không con cháu. Tiếng đếm ngược lại vang lên và chị này bị hành quyết, tại vì chị chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật và không có vẻ gì là có thể đóng góp cho cả nhóm. Mọi người thấy là cũng hợp lý, tại vì đằng nào chị này cũng không có con. Tức là trong những lúc như này thì giá trị gia đình là có được để ý tới. Anh Jai Craig này thì phát hiện ra cái điều đấy nên là đưa ra một chiến thuật mà khá hay. Vợ tôi đang đứng cạnh tôi nên là tôi xin mọi người là xử tôi cũng được, nhưng mà đừng xử vợ tôi. Mọi người thấy vậy thì cũng hỏi dò quanh xem là có ai biết nhau không, và có lộ ra ông này và bà bác sĩ này cũng có biết nhau, mà cụ thể là ngoại tình với nhau. Tiếng đếm ngược lại vang lên, một ai đó bị hành quyết. Tiếp theo đến lượt một người nhập cư không biết nói tiếng Anh bị đấu tố. Những người lớn tuổi và trung niên thì nghĩ là chả có gì phải nói cả mà nên hành quyết luôn. Cái ông này là nhập cư trái phép này, lại còn không đóng góp gì cho cuộc trò chuyện vì có biết tiếng Anh đâu. Ba nhá, lại còn lấy mất việc của người bản địa. Những người phụ nữ thì ra sức bảo vệ người đàn ông kia, tại vì họ nghĩ là ai cũng có quyền sống như nhau. Nhưng mà tiếng đếm ngược lại vang lên, và trong lúc không biết hành quyết ai thì người châu Á bị hành quyết. Người trong phim thì chả hiểu cái mẹ gì, nhưng mà tay gangster này thấy vậy có vẻ khá là khoái chí, và hắn bị ông cảnh sát nhận mặt. Ê, tôi biết cậu này. Nhưng tôi không biết ông. Tên hắn là Rao, thằng này đánh đập bạn gái xong bị bắt. Tôi nhận ra nó tại vì có cái giọt nước mắt trên mặt. Giọt nước mắt đấy để làm gì? Để lên quyền trượng. Mọi người chất vấn tay gangster về việc bạo hành người yêu. Tôi chắc chắn đấy không phải lần đầu mà cũng không phải là lần cuối. Sự gay gắt của ông cảnh sát cũng gặp phải một chút phản đối, nhưng mà tay gangster cũng tự đào mộ mình luôn. Con chó đấy cắm sừng tao và nó đáng bị thế. Mày đáng ra nên unfriend nó chứ không phải cho nó ăn đấm. Đồng hồ lại đếm ngược trong sự thách thức của tên gangster. Rồi chuyện gì đấy cũng phải đến. Sau chuyện này thì mọi người nhận ra là có những người đáng được sống hơn những người khác, và họ nên dựa theo nhiều tiêu chí để chọn người tiếp theo, như là đạo đức, hệ giá trị, những thứ đã làm được trong đời. Nhưng mà trong lúc đó thì tiếng đếm ngược lại vang lên và bà cô theo đạo hồi ra đi. Thấy có vẻ như là trong lúc không biết hành quyết ai thì mọi người sẽ xử người thiểu số, nên là ông da đen đã lên tiếng. Hay là tiếp theo mình xử hết những người da đen? Đây có phải phim kinh dị đâu bro. Thế sao toàn người da đen bị xử? Bro, ở đây không ai quan tâm về việc màu da đâu. Tôi chỉ muốn mọi thứ được công bằng thôi. Tên phim là Circle, không phải là Better Call Saul. Thôi ông đừng có lấy cái màu da để tự bảo vệ mình đi. Đúng mẹ ơi, thằng chó thế thì sao? Mày tưởng mày da đen thì mày được sống à? Ừ, không ai quan tâm đâu. Bố mày nói chuyện mày đấy à? Câu chuyện chủng tộc bị đẩy lên cao trào. Ông cảnh sát nhân cơ hội này thể hiện những định kiến của mình về người da màu, hạ thấp giá trị và sự khó khăn của họ ngoài xã hội, rồi lại nâng cao quan điểm thể hiện sự bất mãn với chính quyền, không để ý là điều này đang chĩa dư luận với mình. Sao? Chúng mày không chịu được sự thật à? Sự thật thì mất lòng với mấy thằng ngu ạ. Còn ông cảnh sát thì mất mạng vì thái độ bất mãn và bắt nạt. Giờ nhá, mình cần đoàn kết lại để giải quyết vấn đề. Chúng nó muốn mình chơi game nhưng mình phải phản kháng lại. Thế là tất cả đồng ý tự vote cho chính mình để ép vào thế hòa. Nhưng mà cơ chế trò chơi thì không được như vậy, và họ lại quyết là mỗi người vote cho người bên cạnh mình. Và vẫn có người bị hành quyết vì ai đó đã cuống và vote nhầm. Anh lính thì vẫn thuyết phục được cả nhóm làm lại lần nữa, nhưng mà sự đoàn kết thì không thắng được lòng tham cá nhân.
hai người dễ dàng được sống nhất là bà bầu và đứa trẻ, nên đã vote cho bà bầu thay vì người bên cạnh mình. Eric đã nhận ra điều đó và vote cho hắn, và thế là bà bầu cùng tay kia có cùng số vote. Mọi người phải vote lại và tất nhiên mọi người để cho bà bầu sống. Sau đó tất cả nói về chuyện gì đã xảy ra. Eric giải thích hành động của mình để tiếp tục xây dựng hình tượng là đấu tranh vì người khác, nhưng mà cũng rất khéo léo chĩa dư luận về bà bầu và đứa trẻ. Tay kia biết là cuối cùng chỉ có hai người này đáng sống nên đã làm thế. Nếu thế thì nếu mà xử cả hai thì mỗi người chúng ta sẽ có cơ hội sống hơn, đúng không? Nếu mà để xét về đáng sống thì đúng chỉ có hai người này thôi. Sao thế? Trong này là không có chuyện là phụ nữ và trẻ con trước đâu nhá. Ông nhìn bà bầu đi, đấy tính là hai người đấy. Tiếng chuông lại vang lên và cả nhóm lại phải vote bé gái hòa với một phụ nữ già, và người phụ nữ kia bị hành quyết. Nó là trẻ con đấy mà, sao lại dí nó? Anh lính đề xuất trì hoãn việc xử lý hai người kia, nhưng mà Eric muốn giải quyết luôn với lý do rất khôn là nếu không giải quyết luôn thì họ sẽ bị đâm sau lưng. Hệ, con bé không biết dùng bao cao su nên là nó được sống à? Giờ tất cả phải đồng thuận thì mới được vote, nhưng mà nhỡ đâu con bé kia nó mất dạy láo toét thì sao? Nó là trẻ con mà. Ê nhóc, mày được học sinh gì? Kiểm tra được 10 điểm không? Ôi không, con bé được 8 điểm, giết nó thôi. Trong lời vote tiếp theo, bà mẹ bầu và bé gái hòa số vote, nhưng trẻ bị hành quyết là cái ông húng húng ở đằng sau. Sau đoạn này thì Craig nảy ra ý tưởng về người tình nguyện. Tất nhiên là chả ai muốn chết vì người khác cả, trừ thằng bé này. Tại sao? Ê, hay là nó muốn chết thì cứ để cho nó chết, cháu không muốn phải giết ai cả. Không được, trẻ quá. Tranh cãi xảy ra giữa mọi người về việc có nên cho đứa trẻ tình nguyện hay không. Nếu mà nó tình nguyện rồi thì cứ để nó làm ấy chứ. Ngay lúc cậu bé này định bước ra thì có ông chú này tình nguyện trước. Như này thì cũng dễ hơn đấy nhở. Dễ hơn cho ai? Cho ông à? Tình nguyện là ý tưởng hay nhất rồi. Thế thì ông tình nguyện đi. Cậu cụt tay chứ có cụt chân đâu, cậu bước trước đấy. Nhưng rồi cả nhóm lại quay lại dí cậu bé tình nguyện lúc nãy. Nếu mà thoát ra được thì chú sẽ đặt tên con chú theo mày. Và thế là cu cậu kia vẫn tình nguyện bước ra. Sau pha tình nguyện này thì tất cả nhìn sang anh lính. Ê, tôi đi lính vì nó miễn phí và tôi không muốn vợ phải tạo tài khoản OnlyFans, chứ không phải là vì tôi tình nguyện muốn chết. Anh kể thêm là mình đang trên đường về với gia đình và đứa con 7 tháng tuổi. Kể chuyện xong thì mọi người có vẻ là để yên cho anh này sống. Cơ mà sắp hết giờ rồi vẫn còn người tình nguyện. Có một bà cô tình nguyện, bà nói rằng con trai mình đã chết trong một vụ tai nạn và giờ thì cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa, và ra đi trong sự an ủi của mọi người. Trước khi đi thì ông giáo sĩ này có an ủi và nói là bà sẽ gặp được lại con trai trên thiên đường. Và đây là lúc mà câu chuyện đức tin được đưa vào cuộc chơi. Chúa có kế hoạch hết rồi, mọi người chỉ cần tin thôi. Với tất cả lòng kính trọng thì ông xạo chó vờ lờ. Nếu mà có Chúa thì lão đéo quan tâm đến mình đâu. Ông mặc vest tiếp tục chế nhạo Chúa, đồng thời đạp lên đức tin của tất cả mọi người. Ê, hay là bình tĩnh lại. Không thì sao, ông định giết tôi vì tôi có quan điểm à? 95% mọi người tin vào Chúa đấy. Ừ thì bọn ngu lúc nào chả đông hơn. Mày bảo ai ngu cơ? Ban đầu thì tôi cũng tưởng là đến đoạn này tay kia sẽ chết tại vì báng bổ đức tin của người khác. Nhưng mà may là hắn hòa với một nhân vật khác trông không quan trọng lắm. Mấy thằng chó định giết bố mày vì bố mày đúng à? Nhưng mà tôi còn chả nói gì sai mà. Nhưng mà không nói gì là cái sai nhất của cô gái kia. Tay mặc vest sống sót thêm được một lượt nữa. Nhưng mà giờ hắn đã là mục tiêu rõ ràng. Và hắn giải quyết việc này bằng cách chuyển hướng dư luận sang Stacy, vì nhận ra Stacy là một diễn viên phim khiêu dâm. Và cái nghề đấy thì có thể là sẽ bị xử tử trước hắn. Ông nói liên thiên cái gì đấy? Thôi thì ai chả phải kiếm sống, tôi đang khen cô thôi mà. Nó đang nói dối. Thực ra trước khi làm mực thì tôi thích cô hơn đấy. Nó đang nói dối. Tay mặc vest thực ra nghe khá là thuyết phục khi mà nói về việc cô này đã đào mỏ sếp của mình để nâng ngực và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác ra sao. Tiếng chuông vang lên. Không ai phản đối tên mặc vest và Stacy chỉ biết khóc. Nhưng mà hóa ra người bị vote lại là tên mặc vest. Chắc là do bắt nạt và coi thường sự lựa chọn của người khác. Sau pha này thì ông này đề xuất là những người chưa có gia đình thì nên tình nguyện chết trước. Tôi có 7 đứa con nên tôi sống nha. Hay tôi có 12 đứa đấy. Tôi có 26 đứa luôn. Cả nhóm quay sang xét câu chuyện gia đình, giới tính và khả năng sinh sản. Thế là cô tomboy này bị dí. Cô này 35 tuổi, có con, nhưng mà có con với vợ chứ không phải với chồng. À, thế là cô bị gay. Ừ thì có vấn đề gì không? Ừ bro, bà ấy gay thì sao? Cậu nghĩ là hai đứa cắt kéo nhau thì nuôi được một đứa trẻ con à? Bro, đây đâu phải năm 1420. Ừ, việc của người ta thì kệ người ta. Ông nhà giàu tiếp tục đưa ra những nhận xét rất là phân biệt giới tính, nói rằng cô gái của cô tomboy may mắn vì sẽ không phải sống với hai người mẹ nữa mà sẽ được sống như bình thường. Mọi người thực sự nghĩ là mình nên hy sinh mạng sống cho cái thể loại này à? Cái đất nước này được xây dựng dựa trên giá trị gia đình và cái thể loại này đã gây ra lạm phát. Lạm phát tốt cho kinh tế mà. Có khi nhá, bọn nó muốn mình tìm ra kẻ bất thường nhất ở đây và mình chỉ cần giết kẻ đấy là xong. Ý ông là tôi BD nên là người ngoài hành tinh muốn tôi chết à? Cái này không hề gì cá nhân cả, tôi chỉ muốn tìm cách thôi. Chân lý có nằm trong tay kẻ nhà giàu không? Đến lượt vote, ông nhà giàu bị xử tử vì trong nhóm cũng có người có họ hàng hoặc người quen là gay. Trong lượt vote tiếp theo, hai ông bà ngoại tình với nhau có cùng số vote và cả hai ra đi cùng nhau. Và sau mấy cái pha này thì dư luận lại chuyển hướng về bé gái và bà mẹ bầu. Và khía cạnh được đem ra làm chỉ tiêu lần này là mức độ đóng góp cho xã hội. Cô làm nghề gì nhỉ?
Ý ông làm nghề gì là sao? Ui, nhìn ông thực sự thích hợp để nói về nghề nghiệp của người khác đấy. Ê ê ê, mình đang quyết xem là ai đáng sống đúng không? Ừ thì người ta làm nghề gì thì siêu liên quan. Có vài người đóng góp cho xã hội nhiều hơn người khác mà. Thì cô này đang đóng góp cho xã hội thêm một miệng ăn đấy. Trái đất chưa đủ người hay sao mà còn đẻ thêm. Thế thì sao? Trông cô làm nghề gì nhỉ? Ba mẹ bầu không trả lời được. Cô thậm chí biết bố đứa trẻ là ai không đấy? Bố nó làm ca sĩ được chưa? Nhưng mà hai người chưa cưới nhau và bà mẹ bầu lại ngập ngừng lý do tại sao. Tiếng chuông lại vang lên. Và tất nhiên trong khi chưa biết hành quyết ai thì thằng nhóc châu Á bị hành quyết. Mọi người cũng kiểu hơi quan tâm xong lại quay lại câu chuyện lúc nãy. Thế ông làm nghề gì? Tôi cho người ta vay tiền để start up. Ở đây có ai làm start up không ạ? Mỗi năm ông kiếm được bao tiền? Chuyện lương lậu thì liên quan gì? Thì ai bảo ông lôi chuyện công việc ra? Ý tôi là đo lường mức độ đóng góp cho xã hội. Tôi làm việc long cả đít ra và tôi không bao giờ đi ăn không từ ai cả. Và năm nào tôi cũng mang tiền đi làm từ thiện. Ông kiếm được nhiều tiền thì từ thiện có gì khó? À thế cô làm nghề gì? Tôi đang học tiến sĩ, ngành tâm lý học. Rồi tâm điểm lại chuyển sang nghề nghiệp của anh Dương Quá. Thế cậu làm gì ngoài cái việc nhận trợ cấp khuyết tật? Mọi người có vẻ hiểu ý ông banker nhưng mà kiểu đồng ý trong sự bất đồng. Nhưng mà trong khi mọi người đang cãi nhau thì một nước đi có tính chiến thuật cao được thực hiện. Đó là trừ khử cô tiến sĩ. Tại vì khử được cô tiến sĩ thì sẽ có ít người lý luận chống lại phe hành quyết bà bầu và đứa trẻ hơn. Và sau tất cả những cái lùm xùm vừa rồi thì giờ là lúc nhân vật chính Eric quay lại cuộc chơi. Đầu tiên là khiến ông banker và ông nhìn giống chúa này trông như kẻ xấu tại vì cô muốn giết bà bầu và đứa trẻ. Tiếp theo là lôi kéo những người khác về phe mình để vote. Những người đồng thuận luôn thì gồm anh lính, anh cụt tay và đa số những người còn lại. Anh này thì chắc chắn sẽ có sự ủng hộ của bà bầu và đứa trẻ nên là giờ khi mà số người đã giảm rồi thì mới thực sự lộ mặt ra để tham gia cuộc chơi. Tất nhiên là có những người không muốn chọn phe tại vì chưa nhận ra tình hình. Phe còn lại thì có ông banker và ông giống chúa này tôi gọi tạm là Ryan đi. Ở lượt vote tiếp theo thì ông nhập cư hòa với cô bé và tất nhiên là để phim còn được kéo dài nữa thì ông nhập cư ra đi để cô bé sống. Mẹ nó chứ, cái thằng chó nhát chết này, thằng chó tiểu nhân này, mày sẵn sàng hại một đứa bé để được sống à? Ừ tao muốn sống nên mày có thế không? Nhưng mà tao sẽ không làm thế. Rồi để xem đến lượt mày thì mày làm như nào. Và lúc này dư luận hướng về ông banker. Nhưng mà ông này nhanh chóng và quyết liệt vận động mọi người xử cô bé và bà bầu. Quyết định này được ủng hộ nhiệt tình bởi Ryan. Ở trong này mọi người đều bình đẳng, kể cả ông là người Namek thì cũng bình đẳng hết. Những người ở phe trung lập là cặp vợ chồng và cả hai bên đều muốn kéo họ về phe mình. Nếu ông chọn phe kia ấy, tức là đang kết án tử cho vợ mình đấy. Hai vợ chồng ban đầu còn phân vân nhưng mà khi ông banker hét lên thì họ cũng phải đồng ý, thêm luôn cả ông da đen. Thời gian vote đã đến, lượt này thì đứa trẻ và ông banker hòa nhau. Nhưng mà trong lúc nước sôi lửa bỏng thì phe ông banker đã lục đục nội bộ khi mà Ryan và ông da đen vận động mọi người giữ nguyên thế hòa để cả hai cùng bị hành quyết, vừa khử được một đứa trẻ mà bớt được một người cạnh tranh. Nhưng mà chỉ có ông banker bị hành quyết tại vì cô vợ đã không vote lần hai. Ông banker đi thì Ryan lại thế chỗ ông ta để vận động mọi người hành quyết bà bầu và đứa trẻ. Nhưng mà tình hình cũng không khả quan lắm tại vì phe này đã bị áp đảo quân số. Thế là Ryan đổi chiến thuật. Mọi người vote cho thằng cụt tay nhá. Lý do là ông này đi thì mọi người sẽ có thêm thời gian. Và chiến thuật này thành công thật. Ông cụt tay bị hành quyết và thế quân bình được thiết lập. Tiếp theo nên xử thằng lính. Lý do ông da đen làm vậy thì vì hắn nghĩ là ông lính là cầm đầu nhóm kia. Thì đoạn này ta không biết là do ông da đen ngu hay là Eric may mắn. Tại vì rõ ràng cậu mới là cầm đầu của phe đối lập. Cơ mà cũng chắc là vì Eric nửa nọ nửa kia từ đầu nên là không bị để ý nhiều. Ông lính cao tờ nước đi này bằng cách vận động mọi người vote cho cô vợ. Nước đi này thì đã buộc hai vợ chồng phải đổi phe. Ngay ở những giây cuối cùng của lượt vote thì anh lính bảo tất cả vote cho ông da đen. Và thế là phe đối lập mất thêm người. Điều này làm Ryan cực kỳ tức giận. Nhưng mà trong lúc tức giận thì Ryan đã nhận ra là cặp kia thực sự không phải là vợ chồng. Ê thực sự là hai người kết hôn mà lại được ngẫu nhiên đặt cạnh nhau à? Nghĩ đi mọi người. Ryan thách thức họ bằng cách đặt ra hàng loạt câu hỏi. Hai người cưới nhau bao nhiêu lâu rồi? 5 năm. Tên bố mẹ chồng cô là gì? Tôi và Jerry. Thế vợ ông học trường nào? Ngoại thương. Sinh nhật chồng cô khi nào? Tháng 4, mùng 9. Tên chồng cô là gì? Và đây là câu hỏi chí mạng. Tại vì ban đầu ông chồng đã nói với mọi người mình tên là Craig. Ông chồng chống trả nhưng mà không ăn thua. Thôi được rồi, chúng tôi nói dối. Nhưng mà đấy là ý của con mụ này. Nhưng mà như vậy là không đủ để cứu hắn. Trong lượt vote tiếp theo, mọi thứ khá là hỗn loạn. Nhưng mà chốt lại là Ryan đủ khôn khéo để khiến 4 người hòa vote. Và cả 4 người lại bị hành quyết. Trên sàn rồi còn lại 7 người. Ryan lại tiếp tục vận động mọi người vote cho bé gái. Thế cô có muốn con mình được sống không? Chỉ cần một vote thôi. Nhưng mà bà bầu muốn giữ lại chút phúc đức cho đời sau và không chịu theo. Lúc này thì Eric được hỏi đến. Nhưng lại một lần nữa cậu trả lời kiểu nửa vời. Ai thích hiểu thế nào thì hiểu. Đến lượt ông giáo sĩ thì ông này không chịu được việc hành quyết trẻ con nên là quyết định tự sát luôn. Giờ chỉ còn 6 người. Và Eric thì vẫn quả quyết với hình ảnh bảo vệ lẽ phải, sẵn sàng hy sinh mình để kéo theo Ryan, miễn là hai người kia an toàn. Thế thì anh em mình làm cái deal đi. Ông xử một trong hai người kia thì tôi giúp ông xử bà vợ giả.
Sau một hồi quan sát thì Eric chốt đơn xử đứa bé trước và Ryan xử bà vợ. Nhưng mà đây là một nước đi được tính toán trước, tại vì trong 6 người thì chỉ có 5 người thực sự vote. Cái ông này từ đầu đến giờ chưa vote bao giờ. Eric quan sát được điều đó và mồi cho bé gái và bà bầu vote cho bà vợ giả. Rồi mình cũng vote cho bà vợ giả để trừ khử thêm một người nữa. Sau đó lại thêm một nước đi cao tay nữa để trừ khử Ryan, là Eric hướng dư luận về ông chưa từng vote, chưa từng nói gì. Cái ông này từ đầu không nói, không vote mà vẫn sống được. Điều này làm Ryan nổi cáu, tại vì để làm được thế anh đã phải dùng bao nhiêu trí lực và mưu mẹo. Làm như thế mới là khôn ấy, đấy là cách của kẻ sống sót. Ryan nghe vậy thì dính mồi luôn, hô hào mọi người vote cho ông kia để chứng minh điều đó là sai. Nhưng mà thực ra thì chính hắn mới là người bị vote. Và thế là đối thủ lớn nhất của Eric bị loại. Sau đó thì ông chưa từng vote cũng bị vote luôn, tại vì ông này cũng chẳng nói chẳng rằng. Và sau đó thì mới là bài toán khó nhất của Eric, là lừa bà bầu và một đứa trẻ. Chiến thuật thì vẫn là giả nhân giả nghĩa, làm cho cả hai nghĩ là mình sẽ hy sinh. Thế là bà bầu và đứa trẻ không hề đề phòng một chút nào. Eric còn khôn khéo dặn là tôi không thể quyết định được ai sống được, nên là hai người phải tự quyết định ai được sống. Và bé gái quyết định hy sinh. Eric rủ luôn là thế thì cả hai cùng bước ra vòng tròn để bà bầu được sống. Nhưng mà khi tiếng chuông vang lên, đứa trẻ bước ra ngoài thì vote cho bà bầu. Và thế là chỉ còn mỗi mình anh, chiến thắng ngọt ngào và hả hê. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, Eric vẫn chưa thoát được, tại vì trong phòng vẫn còn một mạng nữa, là đứa bé trong bụng bà bầu. Thôi thì đằng nào cũng giết bao nhiêu mạng rồi, Eric kết thúc luôn đứa trẻ sơ sinh và tỉnh dậy ở phía ngoài. Nhìn thấy khắp nơi cũng có những vòng tròn như mình, cùng với nhiều người sống sót khác, chủ yếu là trẻ con và bà bầu. Nhưng mà cũng có những người khôn khéo như anh. Và thế là hết phim, tôi chấm phim này vuông trên tròn. Túm lại thì phim này xem khá hay, mang nhiều tính chất suy ngẫm và chiêm nghiệm. Nhưng mà có một điều chắc chắn ấy, là nếu tôi trong đấy chắc là tôi bị vote đầu tiên luôn, tại vì bố láo. Tôi là vui vẻ, tới nay The Reviewer sẽ có triển khai nhiều dự án mới với nhiều nội dung phong phú đa dạng hơn, được thực hiện bởi những nhân sự lâu năm của chúng tôi. Nên là mong anh em ủng hộ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Truyền thuyết kể lại rằng, vào thế kỷ thứ 18, khi các loại quái vật, đặc biệt là ma cà rồng hoành hành khắp làng trên xóm dưới, con người sống trong sợ hãi. Họ làm đủ mọi cách để lũ ma cà rồng không động đến mình, chẳng hạn như gọi ma cà rồng bằng bố và giết bất kỳ đứa nào định động vào bố của mình. Chỉ có một người duy nhất dám đứng lên chống lại các thế lực tà ác, anh chính là Van Helsing. Với danh xưng cánh tay trái của Chúa, Van Helsing đến với bình nguyên vô tận với bộ kỹ năng kỷ niệm vũ trụ. Với danh xưng cánh tay trái của Chúa, Van Helsing trở thành một thợ săn quỷ, người làm những chuyện dơ bẩn mà Chúa không làm và cũng ít ai dám làm. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1887 tại Transylvania. Giáo sư Victor Frankenstein đang chế tạo ra một con quái vật. Với sự giúp đỡ của trợ lý Igor và bá tước Dracula, con quái vật đã thức giấc, nhưng người dân lại đang đổ xô đến đây đòi treo cổ vị giáo sư vì ông đã dám đào trộm mộ trong làng. Victor định cùng người bạn quái vật bỏ trốn, nhưng bá tước Dracula một mặt ba lời, quay xe phản bội, muốn chiếm đoạt con quái vật để phục vụ cho mục đích của mình. Không được, tôi không tạo ra nó để giết người. Mày tạo ra một con quái vật không phải để giết người chứ để nhảy b-boy à? Dracula mua chuộc Igor và giết giáo sư Victor. Thấy bố mình bị giết, con quái vật cho Dracula một chùy và ôm Victor chạy đi. Hắn chạy đến một cái cối xay gió và được dân làng mời đi tiệc buffet nướng với vai trò là món chính. Dracula bay tới nhưng đã quá muộn, kế hoạch của hắn ta tạm thời không thực hiện được. Một năm trôi qua, tại Paris, Van Helsing, một thợ săn quỷ của tòa thành Vatican, được cử đến đây để bắt Mr. Hyde, con quái vật do bác sĩ JQ biến thành, đã giết hại rất nhiều sinh mạng ở đây. Hai bên giao chiến, cuộc chiến không cân sức cho đến khi Van Helsing lôi đống phép bổ trợ và bảng ngọc của mình ra. Mr. Hyde chứng minh mình là Venom Rep 11 vì hắn rất sợ chuông, nhưng sức mạnh vẫn cứ là áp đảo Van Helsing. Kỹ năng của anh không là gì trước sức mạnh tuyệt đối. Van Helsing bị ném khỏi tòa tháp, anh bắn dây móc hạ cánh an toàn và lôi Mr. Hyde xuống. Mr. Hyde không xuống. Mr. Hyde lôi Van Helsing lên, nhưng hắn ta lại trượt chân và rơi khỏi tòa tháp. Hắn trở về nhân dạng là tiến sĩ JQ, mà rơi thế này thì chắc chắn là chết. Người dân chạy đến hóng hớt và đổ tội cho Van Helsing là tên giết người. Van Helsing kiểu ok cảm ơn, vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Lúc anh đánh quái thì chẳng đứa nào xem, lúc anh nhỡ tay đâm người ta mấy cái thì ai cũng biết. Cũng như thường lệ, khi trở lại Vatican, Van Helsing bị cha xứ khiển trách vì farm quái không đúng quy chế. Kể từ ngày Van Helsing dấn thân vào nghiệp săn quái, chưa ngày nào anh không gây họa, nhưng được cái công việc lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Nghe này Van, con được Chúa gửi xuống đây để trừ gian diệt bạo mà, con hãy làm mọi thứ một cách nhân từ nhất xem nào. Bảo Chúa xuống mà làm. Cha tiết lộ Van Helsing cứ như thế này mãi thì sẽ không bao giờ lấy lại được ký ức. Mất ký ức là cái giá anh phải trả cho những hành động lỗ mãng của mình. Mà cứ mất trí nhớ thế này thì anh còn làm tay chân cho nhà thờ còn dài. Cha xứ giao cho Van Helsing nhiệm vụ tiếp theo. Anh sẽ đến Transylvania để tiêu diệt Dracula. Tại đây có một gia tộc tên là Valerius. Trưởng tộc Valerius đã thề rằng chừng nào Dracula còn chưa cần hóa vàng thì gia tộc ông sẽ không bao giờ lên thiên đàng. Đó là lý do mà 400 năm nay cả gia tộc Valerius đứng vật vờ ở cổng thiên đường như mấy ông vẫy khách bến xe, vì Dracula vẫn còn sống nhăn sống nhở.
Và đến ngày hôm nay, hai hậu duệ cuối cùng của nhà Valerius là hoàng tử Vekan và công chúa Anna sẽ phải tiếp tục thực hiện sứ mệnh của ông cha. Nếu hai người này chết trước Dracula, cả gia tộc Valerius sẽ theo nghiệp bắt xe cổng thiên đường mãi mãi. Con không được để Dracula giết họ. Nhưng Dracula giết con. Ít ra không phải họ. Cha giao cho Van Helsing một mảnh giấy rách kỳ lạ do trưởng tộc Valerius để lại từ cách đây mấy thế kỷ trước. Trên đó có huy hiệu giống như chiếc nhẫn của Van Helsing, chứng tỏ ký ức đã mất của Van Helsing có liên quan đến gia tộc này. Van Helsing đến gặp Carl, một nhà phát minh của tòa thánh, để kiếm vài món đồ phục vụ cho chuyến đi, tạm rời xa vòng tỏi, nước thánh, để đến với thời đại thuốc nổ và nỏ liên thanh, thất xạ tiễn, mũi tên bạc hay bất cứ chiêu thức nào mà Van Helsing nghĩ ra. Anh lôi Carl đi cùng để hỗ trợ vũ khí cho anh, và lỡ chẳng may thì còn có cái khiên đỡ đạn. Tại Transylvania, hai anh em Vekan và Anna đang chiến đấu với người sói, tay sai của Dracula. Một phần do sức người có hạn, nhiều phần do không phải nhân vật chính. Anna bị người sói đánh cho sống dở chết dở, còn Vekan thì vì cứu em gái mà chết thật. Anh và người sói ôm nhau lao xuống vực. Khi Van Helsing cũng cập chân đến làng, mọi người ở đây vừa thân thiện lại còn vui tính. Giáo Mark đi theo cứ phải gọi là san sát. Chào mừng đến với Transylvania. Phần thưởng của anh là được hỏa thiêu ở nơi có view đẹp nhất làng. Tôi đến để giúp cô. Tại sao tôi lại cần anh giúp? Vì cô không nhìn được sau lưng. Ba cô vợ ma cà rồng của Dracula đã xuất hiện. Họ đến đây để giết Anna, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Valerius. Van Helsing có mũi tên bạc, nhưng không ăn thua với mấy con rơi thành tinh. Nhắm vào tim đi. Nhưng tim ở đâu thì Carl không nói. Mặt trời ló lên một lát, khiến lũ ma cà rồng phải tạm rời trốn chạy. Nhưng khi đám mây bay đến, tiệc buffet người lại được tiếp tục. Anna bị hai con ma cà rồng bắt được, nhưng do mải múa mồm, đưa mồm đi chơi xa, nên người chị em rơi bên ngoài đã bị Van Helsing dùng combo nước thánh mũi tên bạc làm gỏi. Thay vì cắn chết Anna, hai con rơi quyết định rút lui về mách Dracula. Van Helsing ngồi xuống tận hưởng thành tích của mình và những câu chửi của người dân. Việc anh giết vợ của Dracula sẽ khiến hắn thảm sát dân làng để trả thù. Dân làng định treo cổ Van Helsing, người duy nhất có thể cứu họ. Nhưng khi biết anh là Van Helsing, họ lại bắt đầu anh em. Tiếng tăm thợ săn quỷ của Van Helsing được lan truyền khá xa. Chưa kể anh còn là người duy nhất giết được một con ma cà rồng trong vòng 100 năm trở lại đây. Anh đề nghị hợp tác với Anna, Anna từ chối. Vì cô rất tự tin với kỹ năng học được từ gia tộc, thứ khiến cho họ gần như bị Dracula tuyệt diệt. Chưa kể ma cà rồng dám tấn công Anna vào buổi sáng, có nghĩa là chúng đang rất vội vàng giết Anna để làm điều gì đó. Thế thì Anna phải cần Van Helsing chứ nhỉ? Không, Anna thích chơi solo. Buộc Van Helsing phải đánh thuốc mê cô để anh tự đi tìm hiểu. Đêm đến, Anna tỉnh lại. Cô gặp lại anh trai bằng xương bằng thịt. Anh đến để tiết lộ một bí mật của Dracula cho Anna. Nhưng mồm chưa kịp nói thì một ánh trăng lướt qua. Ánh mắt ta chạm nhau, Vekan hóa thành người sói. Nhưng Van Helsing đến để cứu Anna kịp thời. Tại sao Vekan lại thành người sói? Do anh đã bị người sói đời trước cắn. Mà lời nguyền người sói lại lây lan qua tuyến nước bọt, vô tình biến Vekan thành tay sai của Dracula. Sau khi mất vợ, Dracula đã sai Vekan đi giết Anna để hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Đó là tạo ra những đứa con ma cà rồng. Và công trình quái vật sống của giáo sư Victor là thứ sẽ giúp hắn ta. Việc giết Anna sẽ giúp xóa bỏ trở ngại gần như là cuối cùng có thể cản trở hắn. Vì giờ hắn còn phải đối đầu với Van Helsing nữa cơ. Anna và Van Helsing lúc này đang theo chân Vekan đến lâu đài Frankenstein, cũng chính là nơi Dracula tiếp tục thử nghiệm ban sự sống cho các con của hắn. Hai người có chút tranh cãi về việc có nên bắn Vekan hay không. Ok, nể anh cô lắm nên tôi mới không bắn, tôi đâm được không? Tranh cãi không có hồi kết. Hai người đành tiến vào bên trong. Phải có đến 1 tỷ cái kén rơi ở trong này. Nếu Dracula hồi sinh hết đống này thì con người có mà ghi tên vào sách đỏ đi là vừa. Lần trước hắn ta dùng cha của Vekan và Anna để làm nguồn sống cho cuộc thí nghiệm nhưng đã thất bại. Lần này Dracula dùng Vekan để thử nghiệm và mong chờ dòng máu người sói sẽ tạo ra kỳ tích. Thí nghiệm thành công được một nửa. Vì lũ rơi mới sinh chỉ tồn tại được một lát trước khi nổ banh xác. Còn Van Helsing ở lâu đài trao đổi chiêu thức với Dracula. Dracula nói chuyện với Van Helsing như thể quen lắm. Thì ra là quen thật. Dracula hé lộ cho Van Helsing về ký ức bị mất của anh. Van Helsing không nghe. Anh dùng cọc bạc và thánh giá để tấn công Dracula. Tấn công không được thì anh mới nghe. Dracula và anh đã từng có nhiều ân oán ngày xưa. Rất, rất xưa. Hắn ta và Van Helsing đã choảng nhau mấy thế kỷ nay rồi. Nghe khó tin quá nên Van Helsing chuồn. Anh gọi Anna, người lúc này đang cố cứu anh trai của mình. Nhưng anh em chỉ là phù du. Hóa thú mới là chân ái. Buộc Anna phải hất đít vào anh trai mà chạy. Hai người bỏ trốn thành công. Dracula coi như mất cả chì lẫn chài và cũng không giết được Anna. Van Helsing và Anna giờ chạy đến một cái cối xay gió bị thiêu năm xưa. Cô đã bắt đầu cảm thấy bất lực vì cách nào cũng không giết được Dracula. Nhưng thánh nhân đãi kẻ khủ khờ. Mặt đất sụp xuống kéo hai người tới một nơi trú ẩn, chỗ con quái vật Frankenstein đang ẩn náu. Tôi biết Frankenstein là tên ông giáo sư, nhưng mà giờ tôi thích gọi con này như thế, ok không? Frankenstein dù có ngoại hình quái vật nhưng sống rất hướng nội và tiết lộ nhiều thông tin hữu ích cho Van Helsing.
Anh ta chính là chìa khóa ban sinh mệnh cho lũ con của Dracula. Một là giết luôn phòng trừ hậu họa, hai là phải giấu Frankenstein đi đừng để cho Dracula biết. Van Helsing chọn cách giấu Frankenstein đi. Anh tính chuyển Frank đến Vatican để đảm bảo an toàn, nhưng đã bị Vekan nhìn thấy và vợ của Dracula đã tấn công phi vụ vận chuyển của Van Helsing. Hai ả phá cầu để xe ngựa lao xuống vực, xong lại nhớ ra phải giữ Frank còn sống. Thế là lại lao xuống vực cứu. Tuy nhiên trong xe lại chẳng có đứa nào, chỉ có mỗi mấy mũi tên bạc tiễn một bà vợ ra đi. Chiếc xe chở Frank thật do Anna điều khiển đi hướng khác, nhưng Vekan đã phát hiện ra. Van Helsing lao vào 1-1, Vekan chết, nhưng Van Helsing bị cắn, có nghĩa là anh đã dính lời nguyền người sói. Chưa kịp nói gì thêm, Anna bị bà vợ cuối của Dracula bắt đi. À ta yêu cầu trao đổi Frank lấy Anna. Van Helsing giả vờ đồng ý, nhưng anh giấu Frank đi và cùng Carl đi giải cứu Anna. Anna thì cứu được nhưng mà Frank bị bắt vì Van Helsing không giỏi giấu cho lắm. Hàng loạt con ma cà rồng tại bữa tiệc đuổi theo Anna. Nhờ có bom nguyên tử của Carl, toàn bộ lâu đài nổ tung, ba người thì chạy thoát còn Frank thì không. Van Helsing thề sẽ cứu Frank bằng được, nhưng tòa thánh Vatican lại yêu cầu giết hết kể cả Dracula hay là Frank. Nên Van Helsing tức giận, cho rằng nếu họ muốn giết Frank vì anh ta không phải người thì khả năng cao họ cũng sẽ giết anh. Nhưng tạm gác lại chuyện tư, anh vẫn phải tìm Dracula trước. Hắn ta đã chuyển về địa bàn của mình, một nơi mà 400 năm nay gia tộc Valerius không thể tìm ra nổi. Carl đã tìm hiểu về nơi bí ẩn này. Dracula thực chất chính là con của tộc trưởng Valerius. Dù hắn đã ký hiệp ước với quỷ để có cuộc sống bất tử, nhưng trưởng tộc không lỡ ra tay với con mình, nên đã trục xuất con trai đến một tòa lâu đài không có đường quay lại và đùn trách nhiệm diệt trừ Dracula cho con cháu. Báo đời con cháu đến tận mấy trăm năm sau. Carl nhắc đến bức họa trên tường hiện đang thiếu một mảnh. Van Helsing nhớ lại mảnh giấy rách mà cha xứ đưa, đó chính là chìa khóa để mở cánh cổng. Đường đến chỗ Dracula bấy lâu nay lại nằm ngay cạnh Anna mà cô không biết. Ba người tiến vào và đến tòa lâu đài của Dracula. Van Helsing bắt được Igor và được hắn khai ra vị trí của Frank. Frank tiết lộ với Van Helsing rằng Dracula có thuốc giải người sói. Tại sao hắn lại cần thuốc giải cho tên tay sai tán ác nhất của mình? Carl nhớ ra bức hình tại phòng khách nhà Valerius và đoán được rằng trưởng tộc đã nhắc khéo con cháu mình rằng người sói chính là vũ khí giết chết Dracula mà không đứa nào hiểu. Thế nên hắn mới cần thủ sẵn thuốc giải, biết đâu có ngày bị phản. Và bất ngờ chưa? Van Helsing ta là người sói đương nhiệm đây. Anh ngộ ra chân lý. Tầm này thì Dracula chết còn đĩ mẹ nó với anh. Nhưng mà nếu chẳng may anh không có thuốc giải thì Anna và Carl phải giết anh ngay và luôn. Ba người chia ra, Van Helsing đi tìm Frank, còn Anna và Carl đi tìm thuốc giải. Van Helsing lên quá muộn, cỗ máy vẫn chạy kịp và hồi sinh đàn con của Dracula. Cách duy nhất để giết chúng bây giờ là giết cha của chúng. Van Helsing hóa sói, Dracula hóa rơi, hai bên chơi đấu trường thú. Van Helsing thuộc combo nên áp đảo được Dracula, nhưng mặt trăng bị che mất, Van Helsing trở lại thành người. Dracula không nhân cơ hội lao lên, hắn bắt đầu võ mồm, mặt trăng lại lộ ra, Van Helsing lại hóa sói. Và người sói thuộc combo, Dracula đứt. Anna và Carl bên ngoài đã giết được cô vợ và lấy được thuốc giải. Nhưng bệnh nhân này hung hăng quá, giết luôn cả y tá đến trích thuốc. Van Helsing ôm lấy xác Anna, đau khổ khi chính anh đã giết cô, nhưng ít ra cô chết sau Dracula. Có nghĩa là gia tộc cô đã có thể lên thiên đàng. Frank cũng đã được trả tự do, anh ra khơi phiêu bạt. Còn Van Helsing tiếp tục chặng đường săn quỷ của mình, nhưng chắc chắn không phải là ở Bình Nguyên Vô Tận. Giờ Bình Nguyên Vô Tận mà pick Van cho nó cam cho chết. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại. Đây là bộ phim để chúng ta có thể hồi tưởng lại thời gian chống dịch Covid. Thời điểm mọi người hoảng loạn lút đồ siêu thị, ra ngoài đường không dám ho, lỡ có ho lại bị bế đi cách ly, ngày được ngoáy mũi 3 lần. Tất cả đều rất gần gũi, bởi vì bộ phim được làm dựa trên đại dịch cúm A năm 2009. Nhưng mấy anh biên kịch Hàn làm nó drama quá, nên càng về sau càng đau đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ một container chuyển người vượt biên đến Hàn. Trong đó có một anh mắt lờ đờ, mồm ho với đờm. Tất nhiên cái container này quan trọng, nhưng giới thiệu qua nhân vật chính cái đã. Đây là Jigu, làm nghề nhân viên cứu hộ. Tôi gọi là anh Ji. Đây là Kim In Hee, chị Kim, một bác sĩ. Hai người gặp nhau trong cái tình huống độc lạ Bình Dương. Đấy là xe chị Kim rơi kẹt vào trong một cái hố gì đó, chắc là túi khí to nên không bị thương. Chị Kim được anh Ji cứu. Trong lúc thoát ra ngoài thì có lỡ làm rách cái váy của chị Kim, nên anh Ji đưa cái quần cho che tạm, xong không đòi lại ngay, mà để đấy làm cái cớ để cho chị kia quay lại cảm ơn. Giờ cả hai làm quen, dần ra rồi cũng được sờ túi khí. Đấy chính là kế hoạch của anh Ji. Tối đến thì chị Kim đến trả quần thật, nhưng không cho sờ túi khí, mà đến nhờ anh Ji xuống hố tìm hộ cái túi sách. Bên trong là tài liệu học tập quan trọng chuẩn bị cho tháng 12. Anh Ji không được húp nên là từ chối. Nhưng chị Kim thật sự cần đống tài liệu, định tự chui xuống hố tìm thì bị ngã, thế là tức tối bỏ về. Trong lúc đó tại chiếc container, có hai anh em nhà cò đến để khui hòm. Giờ phát hiện ra tất cả bên trong đều đã chết, chỉ có duy nhất một người sống sót. Hai anh em đưa cậu bé về thành phố, vì đấy là thỏa thuận với bên vượt biên. Lại còn gặp phải cảnh sát, nên là cậu bé này trốn đi mất. Lúc này hai anh em đành phải bỏ đi mua thuốc. Tất nhiên là lúc này thì chẳng có ai đeo khẩu trang, nên là thằng em tha hồ ho vào mặt người khác, mầm bệnh tha hồ tiếp xúc với mọi người. Quay lại với anh Ji, thanh niên vẫn quyết tâm húp bằng được chị Kim, nên là chui xuống tìm ví. Bên trong tìm thấy được cả điện thoại, mà đúng lúc đấy điện thoại lại đổ chuông. Hóa ra là chị Kim đã có con gái. Tôi gọi là cháu Kim. Anh Ji đến gặp cháu Kim, chứng minh mình là người tốt, không muốn húp mẹ cháu.
Cháu Kim thì chứng minh mình là con mẹ Kim. Thế là tiền trao cháu múc. Cháu Kim lấy được túi cho mẹ. Chú Di thì dí được cái danh thiếp cho cháu. Nhưng mà kèo thì vẫn không thơm cho lắm. Cái không thơm hơn chỉ có thể là bệnh dịch đang lan truyền khắp nơi. Còn ông cò em bị nhiễm từ đầu, giờ đã chuyển qua giai đoạn hành kinh từ mồm. Tối hôm đó, chị Kim về nhà, hớn hở nhận lại cái túi từ con gái. Hai mẹ con vừa mới chơi với nhau được tí, bê được mâm cơm ra trước kịp ăn, thì chị Kim lại phải đến bệnh viện gấp. Tất nhiên đấy là do ông cò em đã nhập viện, trong khi thế giới thì đang có dịch cúm. Có một ông ho đến thổ huyết nhập viện thì phải điều tra ngay lịch sử tiếp xúc. Thế là tòi ngay ra đoạn video quay cảnh container trong máy điện thoại. Thế là xác định được dịch đã truyền vào trong nước. Bác sĩ lúc này mới đến tìm cò anh hỏi chuyện. Ông này mới phát điên lên tấn công mọi người, rồi lao vào ôm thằng em trai đã tèo, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ. Chứ chẳng thấy bóng dáng của ông bảo vệ nào cả. Quay lại một chút với cháu Kim, cháu lén nuôi một con mèo dưới nhà để xe, tình cờ lại được cậu bé chạy trốn cứu. Thấy ân nhân là người hay ho, cô quyết định đưa đồ ăn mèo cho cậu bé. Miếng miếng khi đói thì vẫn bằng một miếng, nhưng cũng đủ để cậu bé này ghi ơn. Và giới thiệu tên là Monsai. Thấy Monsai ốm, cô bé liền chạy đi tìm người giúp, chính là anh Di. Trong lúc đó thì số người nhiễm bệnh đã tăng vọt. Hai chú cháu đến nơi thì thấy Monsai đã trốn đi, nên dắt tay nhau giữa bệnh dịch mà tìm người. Chiếc container cũng được tìm thấy và tiến hành thiêu đốt. Một cuộc họp khẩn lập tức được tổ chức, nhưng mà chẳng ai hiểu được sự nguy hiểm của vấn đề. Lúc này thì ông này xuất hiện, nghị viên Choi, nhân vật có vai trò cốt lõi trong phim. Tất cả lỗi lầm sẽ thuộc về thằng cha này, vì nó đáng ghét. Vị bác sĩ cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người, tuyên bố rằng phải phong tỏa thành phố này. Thế là thằng cha Choi cợt nhả chế giễu, mặc cho bác sĩ cố gắng giải thích sự nguy hiểm của bệnh dịch. Đang căng thì chị Kim đi vào báo phát hiện người sống sót trong container, nhờ quay chậm đoạn video tìm được trong điện thoại cò em. Tên Choi bắt đầu khó chịu vì đội ngũ bác sĩ làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Đúng lúc đó thì bên ngoài phòng họp có tiếng phanh rít lên, một vụ tai nạn liên hoàn đang diễn ra do người dân bắt đầu ồ ạt phát bệnh. Trong lúc đó thì anh Di cùng cháu Kim đang ở trung tâm thương mại, biết được rằng chồng chị Kim đã bỏ đi. Thế là chú Di hớn hở vì sắp được làm dượng Di, cơ mà cháu Kim cũng bắt đầu ho và mệt thiếp đi, nên là chú Di mới bế đưa về. Nhưng giữa chừng có một cô ngất trên thang cuốn, nên anh đặt bé vào một chiếc ghế rồi vội lao đi cứu cô kia. Đến lúc quay lại thì chẳng còn thấy cháu đâu, điện thoại con bé thì ông chú cũng cầm. Bé Kim lang thang ở đâu thì giờ mới biết. Tình huống bắt đầu loạn tùng phèo, phía chính phủ bắt đầu tập trung lại. Đây là thủ tướng, đây là tổng thống, thành phố cũng bắt đầu phong tỏa. Cô Kim lúc này mới nhớ ra đứa con, cũng là do anh Di gọi đến. May mà dùng camera phát hiện cháu Kim chui đến siêu thị. Mọi người xung quanh thì tranh cướp đồ để dự trữ lương thực, không một ai quan tâm đến cô bé bị lạc cả. Sau một hồi thì ba người cũng đoàn tụ với nhau. Cảnh sát lúc này phong tỏa siêu thị, hạ cửa sắt nhốt kín người bên trong. May mà cả ba kịp thời thoát ra ngoài. Chị Kim lúc này mới gọi điện xin một suất gia đình bác sĩ cho anh Di, định cùng nhau ra khỏi thành phố. Nhưng mà anh Di rất là có đạo đức của một kẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, để cho mẹ con Kim đi trước, bản thân ở lại phá cửa sắt. Tất nhiên là chẳng được gì. May mà anh đồng đội đến vác theo hai cái cưa, lúc này mới cứu được mọi người ra ngoài. Phía bên mẹ con Kim thì không thuận lợi như thế, vì bé Kim lỡ ho một cái, thế là không được cho suất chạy nạn mà phải đến khu cách ly tập trung. Cô Kim gọi điện cho phía bác sĩ yêu cầu tìm Monsai, vì nếu sống đến tận bây giờ thì chắc hẳn phải có kháng thể. Bước vào trong khu cách ly, nếu ho nổi mẩn thì là bị bệnh, còn lại thì chọc họng đem đi PCR. Sau 48 tiếng không bị bệnh thì có thể rời khu cách ly. Nhưng mà 48 tiếng đấy là tiếp xúc với người bệnh khác thì lại đợi 48 tiếng tiếp. Tóm lại một vào là không trở ra. Bác sĩ đề nghị phương án vaccine và kháng thể, nhưng mà làm gì đã tìm ra. Lúc này mẹ con Kim đã vào khu cách ly, nhưng mà đông quá không thể nào dùng quyền gọi điện thoại cho người thân được. Trong lúc thay đồ để nhân viên kiểm tra, cô Kim phát hiện vết mẩn sau tai con gái, chứng tỏ cô bé đã bị nhiễm bệnh. Đúng lúc đó tay cò anh cũng ở gần đó, bỗng dưng tấn công nhân viên y tế. Cô Kim nhân lúc hỗn loạn, đẩy con gái thẳng qua cửa kiểm tra. Hai mẹ con thành công vào khu cách ly, vừa đi vừa dặn con là không được ho. Anh Di vào trong thì cũng đi tìm ngay hai mẹ con, nhưng cô Kim vì sợ bị lộ con bị bệnh nên lạnh lùng tránh xa, khiến cho anh Di khó chịu vừa lờ. Đúng lúc đấy thì có một vụ cãi vã ngay bên cạnh. Mấy tay nhà giàu đòi cách ly cần có điều hòa, khép kín, không chung chủ, giờ giấc tự do. Thế là bị dí súng vào đầu, thậm chí có người còn bị đánh. Anh Di thấy bất bình liền ra mặt, tự dí đầu vào súng mà không sợ. Lúc này Ma Đông Sốc mới ra mặt, trong phim là trưởng quan tác chiến, đứng ra hòa giải tình hình. Anh Di thì không thích anh Ma, bởi vì lúc trước anh Ma chỉ huy một vụ làm hai đồng đội cứu hộ hy sinh. Thế nên khi anh Ma sang muốn chiêu mộ đàn em, anh Di thái độ hẳn luôn. Thế nên anh Ma giấu luôn kết quả xét nghiệm, khiến anh Di tiếp tục phải cách ly riêng. Đồng đội của anh chuyển sang làm nhân viên phục vụ, đem đến tin người bị bệnh sẽ bị xử tử. Mẹ con cô Kim thì cách ly ở ngay bên cạnh, nghe được tin tức đấy thì càng quyết tâm giấu con đi. Anh Di thì vẫn tốt bụng lén đưa thêm đồ ăn cho hai mẹ con, tình cờ phát hiện ra chuyện, nhưng thương quá nên vẫn giữ kín mọi chuyện. Đến ngày hôm sau, Monsai được quân đội phát hiện, bên y tế gọi ngay cho cô Kim. Thế là cô đưa con cho anh Di trông hộ, hai mẹ con sẽ liên lạc với nhau qua bộ đàm cứu hộ. Lúc này nghiên cứu được gấp rút tiến hành, riêng cô Kim thì đề nghị dùng luôn huyết thanh, nhưng các bác sĩ khác không cho. Thế là cô quay về lều định lén đưa con đi.
Đúng lúc đó nhân viên y tế đến và xác định bé Kim đã bị bệnh. Nhưng vì người cách ly chỉ đánh dấu bằng số nên anh Di lấy thẻ bé Kim rồi chịu bị nhốt vào khu bị bệnh thay. Vào trong thì gặp có anh vẫn cứng đầu phản kháng, khiến một anh bộ đội bị tuột mặt nạ. Trong lúc đó, tổng thống phát hiện bất cập của hệ thống cách ly, muốn để người dân sau 48 tiếng được rời khỏi thành phố, nhưng tất cả đều ngăn lại vì ảnh hưởng đến quản lý dịch bệnh. Duy nhất bác sĩ nhận ra người dân sẽ làm loạn nếu mãi bị nhốt là còn bị mấy anh mẽo bên Tổ chức Y tế Thế giới kiềm chế. Trong lúc đấy ở trại cách ly, anh Ma đã chuẩn bị tiền lót để được ra ngoài, tiện tay trả luôn thẻ cho anh Di. Người dân bên trong mất kiên nhẫn, một lần nữa bạo động xảy ra. Anh Ma định lẻn ra lúc đó nhưng bị phát hiện mắc bệnh nên không thành công. Cô Kim thì cũng tranh thủ bế con đến thẳng phòng thí nghiệm. Monsai nhận ra cô bé, đồng ý giúp. Hành động của cô bị anh Ma nhìn thấy, báo cho nhân viên với quân đội, đánh thuốc mê khống chế cô Kim, còn cô bé thì bị bế đi. May mà anh Di nhìn thấy nên là vội vàng đuổi theo, mò ra đến tận hầm gửi xe. Nơi này chứa xác người la liệt, người hấp hối cũng bị đem đi xử lý hết vì làm gì có cách chữa. Xác chết được xử lý theo công nghệ phát xít, đốt. Lúc này cô Kim cũng đã thức dậy, vội vàng chạy đi tìm con. Cô lang thang bất lực trong hầm gửi xe, còn anh Di thì mò xuống tận lò đốt để tìm. May là bé Kim không dùng iPhone nên là điện thoại còn pin phát ra âm thanh, giúp cho anh Di tìm được giữa đống xác người. Trong lúc này thì các chiến sĩ cũng gặp vấn đề, một anh thì nhiễm bệnh, một anh thì có mẹ nhiễm bệnh. Thế là cùng nhau định cứu mẹ ra ngoài, nhưng lập tức bị quân đội bao vây. Anh lính mới giận dữ nói hết sự thật cho người dân xung quanh. Thế là một cuộc bạo động thực sự nổ ra, người dân ập đến khu vực tiêu hủy, sững sờ trước sự thật bày ra trước mắt. Nhưng cũng vì thế mà cứu được anh Di đang bị nhân viên y tế quây bắt. Anh lập tức dùng bộ đàm liên lạc với cô Kim, nhưng không kịp đoàn tụ mà cô Kim lại bị đưa lên đoàn xe y tế rút lui. Nhưng người dân lại chặn đầu xe, cậy cửa đòi vào, khiến bộ đàm tung ra ngoài. Monsai thấy thế lao ra nhặt, rồi bị tên cỏ anh túm được, trả thù cho đứa em đã tèo từ đầu phim. Thế là quân đội dùng bạo lực để cứu Monsai, phi thẳng xe đi mặc kệ người dân. Nhưng cũng vì thế mà hai chú cháu lỡ mất chuyến xe, khu cách ly hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tin vui là bé Kim có vẻ đang khỏi bệnh, có nghĩa là sinh ra kháng thể. Monsai giờ thì hy sinh cho cảm động là đúng bài. Tổng thống thì muốn quân đội và y tế quay lại trợ giúp, nhưng mà bị thủ tướng với mấy anh Mỹ truất luôn quyền. Người dân lúc này đổ xô ra đường cao tốc, tấn công vòng cách ly của quân đội. Dưới sự kích động của anh Ma, cô Kim cũng đang chạy ngược lại về phía đó để đón con. Trong khi đó, phía chính phủ bắt đầu bị áp lực, thành phố đã thất thủ. Mấy ông Mỹ thì cứ khuyên bắn bỏ hết cả lũ đi cho dịch đỡ lan. Thế là thủ tướng ra lệnh cho phép bắn. Nhưng tất nhiên bình thường thì sẽ không nổ súng, nhưng anh Ma lại là người châm ngòi, khiến cho cuộc tàn sát bắt đầu. Tổng thống thấy thế thì cực kỳ tức giận, nhưng thủ tướng thì vẫn nghĩ rằng những điều mình đang làm là đúng đắn nhất, mà lại còn được Mỹ ủng hộ nữa. Nhưng tin tức bé Kim có được kháng thể đã được thông báo, tổng thống liền liên lạc với cô Kim phải bảo vệ con bé. Nhưng mà cái phim Hàn này nó drama quá thể, bé Kim bị chú Di để lại ở chỗ an toàn để đi giúp người khác, thế quái nào lại bị anh Ma phát hiện. Thế là anh này muốn lấy kháng thể từ con bé, nhưng đồng đội anh Di xuất hiện, rồi anh Di xuất hiện. Nhưng mà bé Kim thì lại bị lạc ra chỗ khác, chen lấn trong đám người biểu tình. Nếu vượt qua vạch kẻ này thì quân đội sẽ bắn, nhưng người dân vẫn cứ đi. Cô Kim bên kia chạy lại gần, cố ra hiệu đồng bào dừng xe. Thế là bé Kim nhìn thấy, chạy vội về phía mẹ. Tên chỉ huy cưỡng ép ra lệnh bắn, anh lính đành nhắm mắt bắn bừa, nhưng cô Kim kịp che đạn cho con. Mặc dù cái viên đạn đấy chắc cũng trượt, cô Kim ngã xuống trong vòng tay chú Di, còn bé Kim khóc lóc đi lên chắn cho mẹ. Thế là khiến cho tất cả lặng đi. Người dân phía sau lao lên chắn cho cô bé, còn tổng thống thì quyết tâm bật lại anh Mỹ, ra lệnh ngừng bắn. Nhưng mà anh Mỹ rất cứng, huy động máy bay chiến đấu phá hủy thành phố. Tổng thống còn cứng hơn, ra lệnh cho bộ quốc phòng sẵn sàng bắn hạ máy bay. Thế là anh Mỹ phải rụt lại. Tổng thống bắt đầu đứng ra trấn an người dân. Nhân viên y tế quay trở lại hoạt động, bé Kim được đưa đi để nghiên cứu. Cuộc bạo động đến đây là kết thúc. Đại dịch cũng thế, phim cũng thế luôn. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Money Shot The Pornhub Story, bộ phim vạch trần bộ mặt kinh tởm của đế chế phim người lớn số 1 thế giới, Pornhub. Với chính sách kiểm duyệt đầy lỗ hổng của mình, họ đã tiếp tay cho những hành vi vượt quá giới hạn đạo đức và pháp luật, như là cưỡng bức, những vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên, nạn buôn bán người và kinh doanh vốn tự có. Vì sao ư? Vì nó kiếm cho Pornhub hàng tỷ đô la mỗi năm. Và sau đây là cuộc chiến để thay đổi đế chế này. Ghi chú một chút thì bộ phim này đặt bối cảnh ở Mỹ, nơi mà phim 18 cộng là nội dung hợp pháp. Ở Việt Nam thì không như vậy. Ngoài ra, video này không nhằm cổ suý bất cứ hành vi lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy nào. Giờ thì vào phim thôi. Đầu tiên, nếu bạn không biết Pornhub là gì thì hẳn là bạn xứng đáng với cái ghế ngồi dưới chân Chúa trên thiên đàng. Sơ lược tiểu sử thì trang web này ban đầu được tạo ra bởi 3 sinh viên đại học Concordia, chắc chắn là cùng lý do với Mark Zuckerberg tạo ra Facebook. Nhưng ba người này không vững tâm với trang web như Mark. Đến năm 2010, Pornhub được bán cho Fabian Thielman và thuộc sở hữu của công ty MyGig, một công ty công nghệ chuyên về nội dung 18 cộng. Sau này thì Fabian trốn thuế nên đi đá bóng, cổ phần công ty được mua lại bởi Fera Atun và David Tassilo. Fabian chính là người đưa Pornhub đến đỉnh cao thông qua khả năng tối ưu hóa tìm kiếm trên Google. Nghĩa là dù bạn tìm cái gì thì cũng đẩy link của Pornhub lên trên. Ôn thi đại học này, phim hoạt hình này, idol này, đặt đồ ăn này.
Thứ duy nhất mà Pornhub không có là Real Taxi. Cái này phải tìm bên Tinder. Pornhub vươn lên đặt chân vào top 10 trang web phổ biến nhất thế giới. Riêng tháng 7 vừa rồi đã có 11,3 tỷ lượt truy cập, tính như là ngang bằng với cả Facebook. Tức là mỗi lần bạn bấm vào app Facebook thì ở đâu đó đang có một người đóng cửa phòng và mở tab ẩn danh. Pornhub trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp phim người lớn, với đoạn nhạc dạ đặc trưng và cái logo màu vàng đen cũng đặc trưng. Đã thế nó lại còn mạnh tay chi tiền cho marketing, như là xuất hiện tại quảng trường thời đại, miễn phí premium cho người dùng tại thời điểm dịch Covid-19. Có thể nói Pornhub đã chinh phục cả thế giới, trừ Việt Nam, vì chúng ta đã chặn IP của những trang web xấu xa thế này rồi. Tóm lại thì Pornhub đã thay đổi nền công nghiệp 18+. Ngày xưa các diễn viên muốn phải thật kín tiếng, các studio thì làm phim dài và bán. Bùm, Pornhub xuất hiện với cả tỷ người xem mỗi tháng. Các diễn viên được nâng tầm thành star, các studio thì thấy phim mình bị up lậu hết lên mạng, khiến doanh thu của họ tụt không phanh. Thế nên các diễn viên và studio phải hợp tác với Pornhub, và họ sẽ kiếm tiền từ đâu? Là nhờ Model Hub, một trang web liên kết trực tiếp với Pornhub. Cơ bản thì cũng giống Pornhub, nhưng bạn sẽ phải trả phí để xem mỗi video. Mỗi porn star sẽ gần giống với một YouTuber, tạo ra một video, đăng video, gắn thẻ, hashtag. Nhưng mà Pornstar thì không phải lo đến việc tìm cách tiếp cận người xem, vì Pornhub sẽ giúp họ làm điều đó. Nó có suy đổi đạo đức hay không? Có, nhưng nó mang lại tiền. Tiền thì ngoài trao đổi buôn bán ra, còn có một công dụng khác là làm tấm bịt mắt. Và Pornhub bắt đầu bịt mắt mình lại. Họ mặc kệ cho những người dùng đăng tải những video vi phạm chuẩn mực xã hội, kể cả với chuẩn mực xã hội Mỹ. Vấn đề đầu tiên là ai cũng có thể đăng clip. Nếu muốn đăng một video lên Model Hub, bạn cần phải xác minh thân phận, chụp ảnh bản thân với chứng minh thư, bởi vì nền tảng này đem lại lợi nhuận cho người dùng. Ngược lại, Pornhub thì lại không yêu cầu điều đó. Bạn chỉ cần dùng một cái mail rác đăng ký tài khoản là thoải mái đăng video lên đó rồi. Cái này dẫn đến hai hệ quả. Một là việc ăn cắp content vô cùng dễ dàng. Cái thứ hai là ai muốn đăng video thì đăng. Ừ thì lên Pornhub xem mấy video kiểu Gen G hủy diệt T1 thì buồn cười phết. Nhưng thấy những video đậm chất bạo lực, cưỡng ép, suy đồi đạo đức thì không buồn cười tí nào. Vì đó là những con người thật đang hứng chịu những cực hình thật, và các cơ quan chức năng không thể truy vết người đã đăng. Vấn đề thứ hai là khâu kiểm duyệt, có cũng như không. Facebook với hơn 15.000 người kiểm duyệt, ấy vậy mà cứ cuộn chuột hai phát là lại có một cái quảng cáo game đánh bạc vào web người lớn. Còn với Pornhub, nền tảng có lượng truy cập tương đương với Facebook thì sao? Họ có hẳn hai trụ sở cho đội kiểm duyệt, với tổng nhân viên lên đến 30 người. Trung bình một nhân viên phải kiểm duyệt từ 800 đến 1.000 video trong 8 tiếng. Chia trung bình ra thì họ có 30 giây để duyệt một video. Thế nên là người kiểm duyệt còn tua video hơn cả người dùng, và thường là tắt tiếng. Với quy trình kiểm duyệt cỡ này thì việc thấy video của các porn star nằm cạnh video nấu ăn của Gordon Ramsay cũng là bình thường. Chứ đừng nói đến những vấn đề nhạy cảm như là tuổi của người ở trong video. Sau khi vấn đề này bị khui ra, cộng đồng đã có nhiều chiến dịch tấn công trang web này. Nổi nhất trong số đó là chiến dịch mua quần nâu từ 360 boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall nhân dịp sale tháng 8. 360 boutique mang đến chương trình giá trải nghiệm cực ngon, chỉ 199k cho một chiếc quần nâu mềm mịn, dáng crop trẻ trung dễ phối đầu, đơn giản nhưng mà hiệu quả, chất vải thoáng mát, chỉ khâu bền chắc, cúc ẩn tinh tế, mặc vào nhìn phát biết ngay người lịch thiệp, nói không với sự đồi trụy. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Đùa đấy. Nổi nhất trong số đó là chiến dịch Trafficking Hub do Layla Mikelwitz dẫn đầu. Layla tố cáo Pornhub tiếp tay cho nạn buôn người và trục lợi từ những video có thật chứ không phải là giàn dựng. Layla thường xuyên chỉ ra câu chuyện đằng sau những video đó và đã được các nạn nhân confirm. Đấy là minh chứng cho việc những video này có thật. Còn về phần Pornhub trục lợi từ những nội dung này thì sao? Có thể bạn chưa biết thì ở Mỹ có một thứ gọi là Trung tâm Quốc gia cho trẻ em mất tích và bị bóc lột, sẽ xử lý mọi vi phạm về trẻ em, trẻ vị thành niên. Khi trung tâm này liên hệ và yêu cầu gỡ nội dung gì đó thì thứ đó phải được xóa bỏ hoàn toàn trên trang web. Ở Pornhub họ cũng xóa video đấy, và đề xuất những video có nội dung tương tự ngay bên dưới cho nó cẩn thận. Tóm lại là Pornhub không mất gì cả, họ vẫn giữ được người xem, vẫn kiếm tiền từ lượt truy cập. Mà cái video bị tố cáo cũng chẳng thực sự mất đi, nó cũng chỉ được chuyển từ trang này sang trang kia. Vì nguyên nhân đó, Layla lập ra một trang web kêu gọi chữ ký của mọi người để buộc Pornhub phải đóng cửa. Và có đến 2 triệu thành viên đã tham gia. Chiến dịch này đã kéo Nick Kristof, một nhà báo có tiếng, vào cuộc. Sau khi cố gắng liên hệ với Pornhub mà không được, Nick tự thu thập chứng cứ và phỏng vấn các nạn nhân. Ví dụ như có một cô bé bị dụ gửi video nhạy cảm cho người yêu, và nó bị tung lên Pornhub. Khi cô bé yêu cầu Pornhub xóa video đi thì cái nền tảng này mất đến tận 4 tuần để giải quyết. Lý do của sự chậm trễ là do có quá nhiều yêu cầu hỗ trợ từ người dùng.
Nhưng chỉ 2 ngày sau là cái video ấy sẽ được một người khác đăng lên, mà phía bên Pornhub thì hoàn toàn không quan tâm. Từ một loạt những câu chuyện tương tự, Nick đã cho lên kệ bài báo với tựa đề "Những đứa trẻ Pornhub". Nó nhanh chóng trở thành một hiện tượng, đẩy mạnh phong trào phản đối Pornhub lên cao hơn bao giờ hết. Bài báo này cũng đã đưa ra 3 giải pháp để nền tảng này giải quyết vấn đề. Một là chỉ cho phép những người dùng đã xác minh đăng video, hai là cấm tải video về, ba là tăng cường khâu kiểm duyệt. Những phương án này rất trực tiếp đánh vào vấn đề, và chính các diễn viên cũng đồng ý với giải pháp này. Nhưng giải pháp tối ưu nhất là đánh vào mặt tiền bạc. Vì thế Mastercard và Visa đã từ chối thanh toán cho Pornhub. Cái này thì các diễn viên không đồng ý nữa rồi, bởi vì đấy là thu nhập chính của họ. Còn Pornhub thì chắc chỉ thiệt hại một chút, vì nguồn thu nhập chính của họ đến từ quảng cáo trên trang web. Đứng trước tình hình dư luận căng thẳng, Pornhub đã xóa một loạt video chưa xác minh và làm theo những gợi ý có trong bài báo của Nick. Không chỉ thế, ban điều hành công ty MyGig còn phải tham gia phiên điều trần Quốc hội Canada để xem xét vấn đề về quyền riêng tư. Kết quả là người ta rủ nhau đến biểu tình với Fera Antun, giám đốc điều hành, khiến ông này phải xin thôi việc. Còn những thứ của Pornhub thì vẫn thế. Sau phiên điều trần thì những chiến dịch đấu tranh vẫn được tiếp tục, nhưng chúng khá là cực đoan và chưa đem lại điều gì cụ thể lắm. Ví dụ như sau khi phiên điều trần diễn ra, 30 phụ nữ đã đâm đơn tố cáo MyGig vì đang bóc lột họ để kiếm lời. Họ kiện toàn bộ nhân viên của công ty vì đã tiếp tay cho tội ác khủng khiếp này. Họ còn tố cáo các porn star vì đưa ra những thông tin sai lệch để lấy tiền. Không chỉ thế, họ còn kiện cả những bên liên quan như là Liên minh Tự do Ngôn luận vì đã trợ giúp Pornhub trong các chiến dịch quảng cáo. Họ tố cáo Pornhub đã loại bỏ những nhân viên chỉ điểm, cung cấp những bằng chứng ra bên ngoài. Cái này thì đúng. Nhìn chung thì vụ kiện này nghe khá dở hơi, các cáo buộc thì không có chứng cứ rõ ràng. Đã thế nó còn đẩy những đối tượng đó đứng lên bảo vệ bản thân, bảo vệ ngành khiêu dâm, hay chính là bảo vệ nền tảng Pornhub. Ngoài ra còn có một tổ chức tên là Exodus Cry, chính là tổ chức đứng sau Layla. Mục tiêu của tổ chức này là chấm dứt hoạt động kinh doanh vốn tự có, vì coi mọi hành vi gợi tình là tội lỗi. Những người đang hoạt động trong ngành là đang bị bóc lột, cơ mà mọi người chỉ trích tổ chức này vì nhân danh tôn giáo để hoạt động. Thế nên là về sau nó phải đổi tên thành Trung tâm Quốc gia về bóc lột tình dục để tránh cái chỉ trích này. Sau tất cả những chiến dịch chống lại Pornhub thì bị ảnh hưởng nhất vẫn là những người hoạt động trong ngành phim 18 cộng. Nhắc lại là chúng ta đang nói trong bối cảnh nước Mỹ, nơi cái ngành này được công nhận, nhưng vụ kiện mang đến cái nhìn tiêu cực cho ngành này đến những diễn viên công khai, nhất là khi đạo luật Fosta Sesta ra đời. Để hiểu được luật này có ý nghĩa gì thì nói cái này trước đã. Điều 230 đạo luật về chuẩn mực truyền thông có quy định là: nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ tương tác thì không có trách nhiệm với những gì có trên website. Đấy là tấm khiên bảo vệ lớn nhất cho Pornhub. Người dùng đăng nội dung như nào thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Luật là luật. Đấy là lý do mà đạo luật Fosta Sesta ra đời. Nó cho phép quan tòa kết tội các trang web để quảng cáo về buôn bán tùng dịch. Thế là hàng loạt trang web gỡ quảng cáo 18 cộng đi, đồng thời tăng cường kiểm duyệt với những diễn viên 18 cộng, như Instagram sẽ hạn chế hiển thị và tìm kiếm của những diễn viên này đi. Những diễn viên này bắt đầu biểu tình để chống lại bộ luật, dù Pornhub mục tiêu chính mà nó nhắm đến thì lại không hề quan tâm gì đến những diễn viên cả. Dù sao thì cái ngành này nó cũng khá là đặc biệt đặc thù. Đã nổi tiếng là pornstar thì rất khó để nhảy job. Cái duy nhất họ làm được là chuyển sang nền tảng khác như là OnlyFans. Mặc dù cũng hú hồn một phen khi OnlyFans cấm nội dung 18 cộng, khi Mastercard và Visa cũng đe dọa ngừng hợp tác với họ. May là OnlyFans đổi ý sau 5 ngày. Tóm lại là vấn đề về nội dung 18 cộng của Pornhub nói riêng và của Internet nói chung vẫn chưa thể giải quyết một sớm một chiều được. Những chiến dịch hiện tại chưa ảnh hưởng đến các nền tảng lớn hay là nhu cầu của người dùng. Nó chỉ đang ép tới phía bên cung, tức là những người đang hoạt động trong ngành phim con heo. Còn với các website khâm riêu á, khó sờ vào lắm và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là bộ phim kể về thám tử Hercule Poirot và một trong những vụ án nổi tiếng nhất của ông. Ông đã phá án thành công dựa vào mắt quan sát tinh tế, lập luận sắc bén và 180 tiếng đọc đắc nhân tâm, án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông. Đây là Hercule Poirot, thám tử hàng đầu thế giới. Ông dành một nửa thời gian của mình để phục vụ công lý và một nửa còn lại để bị ám ảnh cưỡng chế. Ông tin rằng mọi thứ nên cân bằng, nếu ông nhỡ đạp phải cớt, ông sẽ đạp nốt chân kia cho đều. Poirot hiện đang ở Jerusalem để điều tra vụ mất tích của một thánh tích. Nghi phạm bao gồm ba ông giáo sĩ từ ba tôn giáo khác nhau. Trước đám đông, Poirot rỗng rạc tường thuật lại vụ án. Ba giáo sĩ đã gặp nhau trong tòa thánh để bàn chuyện và sau đó, chiếc thánh tích vô giá đã biến mất, khả năng trộm đột nhập là không thể. Ba ông giáo sĩ thì cũng yêu nhà thờ như mạng sống, vậy thì ai có thể là thủ phạm chứ? Câu trả lời là Anser và là tên tránh thanh tra cảnh sát. Poirot suy luận ra tất cả chỉ từ một vết nứt trên tường. Thủ phạm liền bị tóm. Thánh tích được tìm thấy trong văn phòng của hắn. Case closed. Sau khi phá án, Poirot giờ chỉ còn chờ lên tàu, đi nghỉ dưỡng ở Istanbul.
Nhưng vừa xách ba lô lên và đi đến nơi thì ông đã nhận được một tin nhắn báo phải về London có công chuyện. Thôi thì đằng nào ông cũng chưa dỡ đồ, tình cờ làm sao. Ông gặp một người bạn vòng niên là Book, giám đốc một công ty đường sắt. Anh liền mời ông một chỗ trên tàu tốc hành phương Đông. Thay vì đi vòng vèo thì lên đây xuyên thẳng qua dãy Alper. Trên chuyến tàu này toàn những hành khách kỳ lạ đến từ nhiều nơi và nhiều tầng lớp khác nhau. Trở lại với Poirot, ông bắt gặp Johnny Depp cũng đang ở trên tàu. Nhìn phong thái của Johnny Depp cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà cái mắt anh lươn, cái mi anh hí không phải cái nét của người thiện lương. Depp muốn Poirot làm vệ sĩ cho hắn lúc trên tàu vì hắn vừa nhận được một bức thư nặc danh dọa giết. Poirot từ chối, phần nhỏ là vì ông biết tên này làm án bất chính, phần lớn là vì ông không ưa cái bản mặt của hắn. Đêm hôm đó, khi Poirot đang nằm trên giường vừa đọc truyện vừa cười hi hí thì bỗng bên ngoài có tiếng động lạ. Poirot thò đầu ra ngoài cửa hóng biến thì thấy nhân viên xe lửa gõ cửa hỏi xem phòng Johnny Depp có chuyện gì, nhưng chỉ nhận được lời thì thầm bảo không sao. Vài lần nhốn nháo nữa, ông thấy một người phụ nữ mặc áo thêu rồng chạy ngang qua hành lang. Poirot khó chịu dần đều thì trong cái khó lại ló cái eo, một trận tuyết lở làm đoàn tàu chật bánh ngay giữa đường qua dãy núi Alper. Book vội cố trấn an các hành khách, anh bảo mọi người cứ yên vị, ai ở đâu thì yên đó, đồ ăn thức uống ở đây đầy đủ cả, cứ ngồi yên là sẽ có người đến cứu hộ. Những tưởng chuyện chỉ kết thúc ở đó thôi, cho đến khi Poirot và người hầu của Depp gọi mãi mà hắn không trả lời. Poirot nhắc ông người hầu đi gọi bác sĩ đến, nếu mà có mục sư thì gọi luôn. Poirot phá cửa xong thì đúng như ông nghĩ, Depp đã bị giết. Bác sĩ giờ mới tới nơi. Sau khi quan sát, bác sĩ nhận định rằng Depp đã bị một ai đó nhắm mắt đâm bừa nên mới có nhiều nhát dao lởm chởm không đều thế kia. Book hoảng hốt kéo Poirot vào phòng kín, cầu xin ông thám tử hãy điều tra vụ án này, dù Poirot có vẻ đang không mặn mà tí nào. Hết cách, Book đành nói khó với Poirot rằng bây giờ là năm 1934, nếu mà cảnh sát đến trước khi sự thật sáng tỏ thì rất có thể là họ sẽ không cần điều tra mà bắt luôn ông bác sĩ chỉ vì màu da của ông. Những lời này gọi dậy tinh thần công lý trong Poirot, thế là ông xắn tay áo lên chuẩn bị phá án. Poirot thông báo với tất cả các hành khách trong tòa ăn rằng Johnny Depp đã bị ai đó hóa kiếp tối qua. Tất nhiên là ai cũng ngơ ngác ngờ nghịch, nhưng mà giữa cái chốn đồng không mông quạnh này, tất cả mọi người đều nằm trong diện tình nghi. Poirot nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm và đưa ra lập luận. Con người sẽ chết khi họ bị giết. Nếu có người bị giết, tức là có kẻ gây án. Kẻ gây án chính là hung thủ. Poirot bắt đầu với anh bạn béo ở gần Depp nhất cái hôm trước khi hắn chết. Đây là McQueen nghiện rượu. Anh là thư ký của Depp, lo liệu công việc kinh doanh của hắn từ A đến Z. Anh không ưa Depp lắm vì hắn chả có tài cán gì, nhưng được cái là hắn nhiều tiền và anh thì đang có một món nợ phải trả. Đến chịu thì chịu, mà không chịu cũng phải chịu. Tối hôm đó, McQueen đi uống rượu với bác sĩ da đen rồi về phòng luôn, nên anh không biết gì cả. Anh cũng nói thêm rằng ngoài Amber Heard ra thì Depp có rất nhiều kẻ thù, chủ yếu là những thằng bị hắn lừa mua đồ cổ hàng fake. Sau khi hỏi chán, Poirot và Book kéo nhau lên 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex hàng đầu trên sàn Shopee Mall. Bạn đã phát ngấy mấy cái ám hỏng lại còn bí hơi. Giặt lần 1 thì xù lông, giặt lần 2 thì phai màu. Vậy hãy đến với 360 Unisex. Trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất, 360 Unisex đang có chương trình ưu đãi cho áo polo từ 335k nay chỉ còn 149k, chất vải dày dặn, thoáng mát và không kích ứng da, phù hợp cho cả đi làm, đi chơi, đi quẩy ba. À ừ thì đi quẩy ba nó cũng không hợp quá, nhưng mà đi phá án thì là đủ. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Poirot và Book kéo nhau vào phòng Depp khám nghiệm tử thi. Vì không có cục sô-cô-la nào nên Amber Heard được loại khỏi diện tình nghi. Nhưng họ lại thấy Depp bị đâm 12 nhát, nhát nông nhát sâu và không theo quy luật. Nạn nhân đã nằm yên để bị đâm, dù hắn đã mang theo cả súng phòng thân. Vậy hẳn là do hắn đã bị đánh thuốc từ trước. Trong căn phòng xe lửa chật hẹp, Book và Poirot còn phát hiện ra một chiếc khăn tay phụ nữ theo chữ H, một chiếc que thông tẩu và một mẩu giấy cháy dở, rất có thể là bằng chứng bị phi tang. Poirot hướng dẫn Book đốt mẩu giấy cho cháy hết để những gì viết trên nó hiện lên rõ hơn. Sau khi đọc được những gì viết trên mẩu giấy, Poirot còn phơn với Book rằng suy đoán của ông đã đúng. Trong vũ trụ này, tên thật của Johnny Depp là Cassetti, kẻ đã bắt cóc con gái đầu lòng của gia đình đại tá Armstrong là Daisy, rồi giết chết cô bé. Dù đã nhận đủ tiền chuộc, cái chết của Daisy đã làm mẹ cô bé sinh non rồi chết trên bàn mổ. Còn bố cô bé, đại tá Armstrong, sau khi mất cả vợ lẫn con thì cũng tự tử không lâu sau đó. Poirot biết được sự thật này vì chính đại tá đã gửi thư cầu cứu cho ông. Nhưng trước khi Poirot kịp làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn. Mẩu giấy cháy dở không liên quan gì đến đồ cổ fake, mà là một bức thư luận tội hắn về cái chết của Daisy Armstrong. Đang tiếp tục sâu chuỗi dữ liệu thì bà Hubbard, một hành khách khác, đã gọi Poirot để nói chuyện. Bà nói rằng đêm qua đã có người đột nhập vào phòng mình, nhưng mà anh nhân viên xe lửa thì lại không tin bà cơ. Bà Hubbard còn cho Book và Poirot xem một chiếc khuy áo của nhân viên xe lửa rơi trên giường của bà tối qua. Hẳn là thủ phạm đã giả trang nhân viên trà trộn lên tàu mà giết người. Poirot cũng hỏi chuyện ông cụ người hầu của Depp, nhưng ngoài thông tin ông cụ bị ung thư sắp chết thì không biết thêm điều gì cả. Poirot còn lấy lời khai từ nhà truyền giáo Estravados, giáo sư kỹ thuật Hartman, anh Marques Buonotto, cô gia sư địa lý Mary Debenham, công nương Dragon Mirov và người hầu. Nhưng tất cả những lời khai đều không có gì đặc biệt, trừ việc tất cả mọi người đều có thái độ đặc biệt khi nhắc đến gia đình Armstrong. Hầu gái của công nương có nhắc đến việc đêm qua bà thấy một nhân viên đường sắt lạ ở trên tàu. Quái lạ, ngoài anh Mikael ngồi đây cả ngày thì làm gì còn ai khác. Book và Poirot đành phải mổ xẻ hành lý của hành khách để kiểm tra. Họ vẫn không thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến chiếc khuy áo ở phòng bà Hubbard hay người lạ mặc đồng phục xe lửa.
có 3 chiếc vali chưa được mở ra, 2 cái thuộc về vợ chồng nữ bá tước Andrenyi bị cấm mở vì lý do ngoại giao, chiếc cuối cùng thuộc về Poirot. Ông nhờ Book mở vali của mình ra thì phát hiện chiếc áo đỏ theo rồng ông thấy đêm qua đang nằm gọn trong đó, có vẻ như thủ phạm đang cà khịa Poirot. Và đó sẽ là manh mối để ông vạch mặt xem người ấy là ai. Sau một hồi nữa tìm kiếm, Poirot tìm thấy bộ đồng phục xe lửa mất khuy bị giấu trong phòng bà hầu gái. Trong túi của áo đồng phục có một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở đóng mọi cửa trên đoàn tàu. Một chi tiết đáng chú ý nữa là trên chiếc áo đồng phục này nồng mùi rượu. Manh mối mới dẫn ông thám tử quay trở lại với nghi phạm đầu tiên mà ông hỏi sáng nay, McQueen. Họ bắt được McQueen đang cố bỏ trốn. Poirot tra khảo McQueen, nói rằng ông phát hiện ra anh ta đang biển thủ tiền của Johnny Depp, nên có thể là vì sợ bị phát hiện nên anh ra tay. Đáng tiếc là bác sĩ da đen lại ở đó làm chứng rằng lúc Johnny Depp chết, anh vẫn đang ở đó uống rượu với McQueen, bác sĩ từng là lính bắn tỉa trong chiến tranh, sau đó nhận được học bổng ngành y và trở thành bác sĩ. Ông còn phát hiện ra là bác sĩ và cô gia sư có vẻ đã quen biết nhau từ trước. Poirot quay lại gặp McQueen. Ông nói rằng đã biết là anh theo ngành luật để đáp ứng kỳ vọng của cha, công tố viên McQueen của bang New Jersey, một công tố tài năng nhưng thân bại danh liệt sau vụ Daisy Armstrong. Đơn giản vì họ không tìm ra thủ phạm nên họ bắt ông ta gán tội cho người có chứng cứ ngoại phạm yếu nhất, cô hầu gái của gia đình Armstrong, để mời luật pháp. Cô hầu gái tự tử, và mãi sau này khi bằng chứng mới được tìm ra thì thủ phạm thật sự là Johnny Depp đã cao chạy xa bay. Có thể McQueen giết Johnny Depp là để trả thù cho cha mình ngày xưa. Đang nói chuyện dở với McQueen thì cả bà nghe thấy bà Hubbard kêu thất thanh, bà bị một kẻ lạ mặt đâm dao vào lưng. Chờ đã, nếu mà Queen đang vẫn ở đó với hai người thì kẻ nào đã đâm bà Hubbard, bây giờ thì không có ai là ngoại lệ cả. Poirot phải đến tra hỏi vợ chồng nữ bá tước. Ngoài việc cô vợ phải sử dụng rất nhiều thuốc an thần và từng có gia sư dạy môn địa lý ra, thì bằng chứng legit nhất mà Poirot tìm được là việc tên thật của nữ bá tước là Helena chứ không phải Elena. Hóa ra là ngay khi hai vợ chồng nghe được thông tin là Poirot tìm thấy khăn tay theo chữ H, họ đã xóa ngay chữ H trong hộ chiếu của nữ bá tước để tránh những nghi ngờ lâu thôi. Bằng vài suy luận cơ bản, Poirot phát hiện ra nữ bá tước chính là dì của Daisy Armstrong. Bá tước nổi nóng vì ông già nhắc lại ký ức buồn của vợ mình, đuổi ông thám tử ra ngoài. Ngay đúng lúc giáo sư Hartman cầm súng chạy đến, ông giáo sư vừa dìu Poirot sang tòa ăn thì bị ông thám tử lật mặt. Hartman không phải giáo sư, cũng chẳng phải người Áo hay người Đức, vì đơn giản ông nhấn trọng âm sai. Giờ thì giáo sư Hartman đành phải nói thật, ông là thám tử tư, cải trang để đi theo bảo vệ Johnny Depp, được công ty trả lương gấp 3 lần cho vụ này. Poirot lại chỉ ra thêm rằng từ khẩu súng của ông, trước khi làm thám tử tư, ông Hartman đã từng là cảnh sát, ông có thể rời đi, nhưng mà hộ chiếu và súng của ông thì không, hãy để lại đây vì lý do an toàn. Có quá nhiều lời nói dối, nhưng không cái nào chỉ ra bất cứ điều gì đáng kể. Bế tắc, Poirot đành về tâm sự với bức ảnh người yêu trên giường. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy mù mờ như thế. Sáng hôm sau, người ta sẽ đưa tàu về lại đường ray, nên tất cả những hành khách phải rời khỏi đoàn tàu đi trú đông chỗ khác. Tranh thủ lúc đó, Poirot mời cô gia sư đến nói chuyện, cho cô gái xem bằng chứng để tìm xem ông có bỏ lỡ mối liên hệ nào không. Ngay khi cô gái đang suy nghĩ, ông tiết lộ rằng mình đã phát hiện ra sự thật rằng khi bi kịch của nhà Armstrong xảy đến, cô cũng đang sống ở đó với tư cách là gia sư. Ngay khi ông chuyển hướng nghi ngờ sang cô, thì Poirot ăn ngay một phát đạn vào vai. Bác sĩ già đen xuất hiện, nói rằng chính mình đã giết Johnny Depp. Đấy, y như cô Nan luôn, thủ phạm đen từ đầu đến chân. Bác sĩ bây giờ mới khai thật với Poirot rằng đại tá Armstrong từng là chỉ huy của anh, là người bạn mà anh quý nhất. Chính đại tá đã bảo lãnh cho anh đi học trường y, để anh có thể trở thành bác sĩ, cho anh một tương lai. Chính anh đã đánh thuốc McQueen, chỉnh giờ đồng hồ, để thuận tiện cho việc gây án, mà không liên lụy đến bất cứ ai. Bác sĩ lao vào định tấn công Poirot, nhưng may có Book ở đó ứng cứu, nên ông thám tử không làm sao. Nhưng có vẻ như ông đã nghĩ ra gì đó sau vụ vật lộn vừa rồi. Poirot cầm súng đến gặp tất cả những hành khách trên tàu, và ông đã biết được thủ phạm là ai. Poirot bắt đầu giải thích, trước tiên là về phát súng của bác sĩ da đen. Anh ta là thiện xạ, lại còn có kiến thức y khoa. Nếu mà anh muốn giết Poirot thì ông đã chết từ ban nãy, nên bác sĩ chắc chắn không phải là kẻ giết người. Không ai ở đây đủ thú tính để làm điều đó. Sự thật thì chỉ có một, nhưng vụ án này thì ông lại có tới hai giả thuyết. Một là trong đó những kẻ đã mua đồ fake của Johnny Depp, nhân lúc tàu dừng lại tối hôm kia, đã mặc đồng phục của nhân viên, lẻn lên tàu, giết Johnny Depp và bỏ trốn. Thế thì ai đã đánh thuốc McQueen? Ai đã đâm vào Hubbard? Cái giả thuyết này quá đỗi là phi lý. Giả thuyết 2 thì phức tạp hơn một chút, liên quan đến mối quan hệ của tất cả mọi người với gia đình đại tá Armstrong. Bác sĩ da đen thì chịu ơn đại tá, Mary là gia sư của bé gái, nữ bá tước Helena là em gái của vợ đại tá, dì của Daisy và là bạn thân với Mary. Công nương Dragomirov là mẹ đỡ đầu của bé gái. Chiếc khăn tay theo chữ H là của bà, vì chữ H tiếng Nga phát âm là N, khớp với chữ cái đầu trong tên của bà, Natalia. Hầu gái của bà cụ là đầu bếp nhà Armstrong. Tất nhiên là chưa hết, cô trông trẻ chăm sóc Daisy ngày xưa chính là cô truyền giáo Estravados. Cô đã say rượu cái hôm mà cô bé bị bắt cóc. Ông cụ người hầu của Johnny Depp cũng từng theo hầu đại tá Armstrong. Còn anh Marques Bonotto chính là tài xế của đại tá ngày xưa. Thế còn Hartman thì sao? Ông là người yêu của cô hầu gái bị kết án oan sai, anh nhân viên xe lửa phục vụ tất cả mọi người, chính là em trai của cô gái xấu số. Cuối cùng, người chưa được nhắc tên, bà Hubbard, không ai khác chính là mẹ vợ của đại tá Armstrong, bà ngoại của Daisy, người phải sống và chịu đựng việc cháu gái, con rể của mình lần lượt ra đi. Cô con gái còn sống của mình thì ám ảnh và sợ sệt.
tất cả mọi người đã lên kế hoạch cùng nhau giết Cassetti để trả thù cho gia đình Daisy cho những mảnh đời bị tội ác mà hắn gây ra đẩy sang một ngã rẽ khác. Bà Hubbard thú nhận rằng chính bà đã lên kế hoạch và tụ họp mọi người lại để cùng trả thù. 12 nhát dao trên người Johnny Depp, mỗi nhát là của một người khác nhau. Mary là người mặc áo thêu rồng, còn bác sĩ da đen đã đâm bà Hubbard. Tất cả là để tạo bằng chứng giả, làm Poirot rối trí. Ông thám tử đặt khẩu súng lên bàn. Sự thật sáng tỏ, ông biết những gì Johnny Depp làm ở vũ trụ này là không thể tha thứ, nhưng mà ông không biết nói dối. Nên nếu mọi người muốn chuyện này chìm xuống, 12 người sẽ phải giết ông. Bà Hubbard nhận toàn bộ tội về mình, chộp lấy khẩu súng, nhưng định đưa lên đầu mình để tự tử. Cơ mà trong súng thì lại không có đạn. Poirot quay lại bảo rằng không ai trong số 12 người này là kẻ giết người. Họ chỉ là những kẻ đã quá khốn khổ, phải tự tìm công lý và sự cân bằng ở vùng xám mà pháp luật chẳng thể nào giúp cho họ. Không ai nói gì với nhau suốt từ lúc đoàn tàu lăn bánh trở lại đến khi về ga. Đến nơi, lần đầu tiên trong đời, Poirot nói dối với cảnh sát để tất cả mọi người tự do rời đi, tìm vùng trời bình yên. Ngay khi Poirot còn đang bận lòng suy nghĩ về những chuyện vừa qua, một anh quân bưu Anh Quốc đã tìm đến ông, báo rằng mới có một vụ án bí ẩn trên sông Nin, cần ông đến điều tra gấp. Trong vụ án đó, ông sẽ được gặp Wonder Woman. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại. Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ nổi lên vào năm 2018 với meme uống máu lờ để nhập hội, cùng với video về một tín đồ ngây ngô nhưng mà trông rất là suy. Thế nhưng mà cái Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là một dị giáo, bắt tín đồ làm những hành động ngược lại với đạo đức và văn hóa truyền thống, như là không được thờ ông bà tổ tiên, lời cha mẹ nói là lời ma quỷ nói. Nghe thì có vẻ tệ, nhưng mà thật sự mà nói thì nó chưa là gì cả. Nếu mà so với những cái dị giáo khác có cùng nguồn gốc từ Hàn Quốc, bộ phim tài liệu In the Name of God, A Holy Betrayal kể lại 4 dị giáo chấn động Hàn Quốc. Và bây giờ hãy cùng tôi tìm hiểu tại sao dị giáo lại có nhiều tín đồ cuồng nhiệt đến thế và sự ghê tởm đằng sau những kẻ tự nhận là Chúa. Vụ án đầu tiên, giáo hội JMS với giáo chủ là Châu Miếng Sốt, kẻ tự nhận là đấng Messiah hay còn gọi là đấng cứu thế. Nhưng sâu bên trong, hắn là một kẻ đồi bại với ham muốn quan hệ với 1000 cô gái. Sốt sinh năm 1945 và hắn tự nhận đấy là thời điểm mà Chúa cứu thế được sinh ra theo lời tiên tri. Hắn là một kẻ thông minh và kiên nhẫn. Hắn đã dành thời gian đọc 2000 lần kinh thánh và tìm cách diễn giải kinh thánh như thể tất cả đều là phép ẩn dụ, rồi lên kế hoạch cho tương lai. Đến năm 1980, giáo hội JMS được thành lập, chính là vết tắt của Châu Miếng Sốt. Mục tiêu ban đầu là sinh viên các trường đại học nổi tiếng trong khu vực với những lời giải thích khoa học về kinh thánh cùng với cả tài nói ra những điều mà người khác muốn nghe. Châu Miếng Sốt thu hút được nhiều sinh viên, thành phần tri thức nhưng mà lại dễ bị dụ dỗ. Giáo hội bắt đầu nhanh chóng phát triển, lợi dụng tình hình Hàn Quốc đang bất ổn. Châu Miếng Sốt đi truyền giáo giống như thể đang đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề chính trị. Thêm vào đó, hắn bắt đầu tạo ra những trải nghiệm thần bí như là đoán đúng thứ tự kết quả tranh cử tổng thống, cầu nguyện khiến cho tuyết rơi, cầu nguyện chữa những bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ đã trả về, hay là nắn xương chữa bệnh. Những điều này khiến JMS càng trở nên phổ biến, bởi vì ai cũng muốn khỏe mạnh và sợ chết. JMS còn thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khóa, quảng cáo cho chùm cuối, chùm Faker, chùm Sticker, chùm Lego. Tại sao lại trên quảng cáo của chúng mình mà trong chỗ dị giáo thế này? Không! Nhưng mà link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Ban đầu Sốc yêu cầu các tín đồ bán đồ vặt quyên góp cho giáo hội, nhưng mà như thế là cũng quá thừa để cho ông ta một cuộc sống giàu có. Đầu những năm 90, rất nhiều phụ nữ gia nhập JMS. Mỗi khi có một cô gái trên 1m7 xinh đẹp vào hội, Sốc đều gọi đến gặp riêng. Tất nhiên là không gặp riêng để mà chơi ô ăn quan rồi. Hắn nhân danh Chúa bắt các nạn nhân giữ bí mật, mà còn nói ra thì các tín đồ khác cũng không tin. Thậm chí có những tín đồ là người tình của ông ta đã thuyết phục nạn nhân chấp nhận Sốc ban phước trong quần họ, giúp cơ thể của họ khỏe mạnh. Ở bên ngoài, Sốc coi tình dục là tội lỗi, nhưng mà hắn là đấng, là Adam hoàn hảo, cho nên tình dục với hắn thì lại là thể hiện tình yêu với Chúa. Sốc đã xây dựng một hậu cung ở quê nhà, nơi mà hắn sung sướng hưởng lạc, tụ tập các tín đồ nữ để có thể làm tình bất cứ lúc nào. Các nạn nhân chỉ phát hiện ra mình bị hại khi biết mình bị ung thư cổ tử cung, mặc dù là giáo chủ ban phước cho mình liên tục. Nhưng mọi chuyện đến năm 1999 mới dần lộ ra. Lúc đó một nữ tín đồ nhận ra bản chất của JMS và muốn rời hội, nhưng mà người của JMS uy hiếp cô ta quay lại, thậm chí dùng đến cả bạo lực để mang cô quay về. Vụ việc này bị cảnh sát phát hiện và bản chất của Sốc bị đưa ra ngoài ánh sáng. Khi bản tin của Sốc lên sóng, Kim Do Hyung, một giáo sư, đã đứng lên tạo một trang web tên là Exodus để điều tra Sốc, gắn kết nhiều cựu tín đồ cùng nhau chống lại ông ta. Nhưng mà Sốc lúc đó đã chạy trốn sang Trung Quốc, vừa lý do phải đi truyền đạo cứu rỗi thế giới. Hắn tiếp tục cuộc sống xa hoa trụy lạc, hắn lại bồn cũ soạn lại, xâm nhập các trường đại học, mở rộng giáo phái, tiếp tục xâm hại cả trăm nữ sinh tại đây, làm rúng động xã hội Đài Loan bấy giờ. Cho đến một ngày, Sốc bị hết trang hộ chiếu, nên lại phải đến Đại sứ quán Hàn Quốc xin thêm. Do từng phạm tội trong nước, Sốc đã tặng quà để bôi trơn ở Đại sứ quán, nhưng mà giá trị quà lại quá lớn, khiến nhân viên nghi ngờ và kiểm tra. Thế là hộ chiếu của hắn bị tịch thu, nhưng mà Sốc lại kịp thời chạy trốn. Trong lúc đó tại Hàn Quốc, khi đài truyền hình đưa tin vạch tội Sốc thì bị các tín đồ đến biểu tình, thậm chí có người còn muốn đánh bom liều chết để ngăn cản nhà đài đưa tin. Năm 2003, trong thời gian mà Sốc chạy trốn ở Hồng Kông, hắn vẫn liên tục gọi cho những tín đồ xinh đẹp ở Hàn, dụ dỗ họ sang Trung Quốc để làm tình.
có một cặp chị em đã sập bẫy như thế và họ đã quay về báo cho Kim Do Hyun. Đến tháng 6, Kim Do Hyun nhận thông tin sắp có tín đồ sang Trung Quốc. Ông cùng các thành viên của Exodus lập tức theo dõi, tìm ra được vị trí của Jong Myung Sook. Cảnh sát ập đến bắt hắn ngay hôm sau, cứ tưởng rằng là tên giáo chủ phải đối mặt với pháp luật, nhưng mà hắn lại nộp 100.000 đô bảo lãnh và lại được thả ra sau cái lần suýt vào tù. Jong Myung Sook kích động các tín đồ tấn công Kim Do Hyun và người thân, mà đội ngũ công tố viên Hàn Quốc thì lại có người của JMS, nên là thông tin cá nhân của Kim Do Hyun bị lộ. Hậu quả là bố của ông bị đánh đến liệt nửa mặt. Về sau cụ mới chia sẻ rằng là cụ cảm thấy may mắn vì người bị hành hung là cụ chứ không phải là con trai. Đến năm 2006, Jong Myung Sook lúc đó lẩn trốn tại Hồng Kông. Hắn bắt các tín đồ ở Hàn Quốc phải chụp ảnh trích chi gửi sang. Đấy là cách mà hắn chọn con mồi để dụ sang Hồng Kông. Và cái việc này bị một nhân viên văn phòng liên lạc của Sook phát hiện ra. Vào cái ngày mà văn phòng giải thể, anh ta ăn cắp ổ cứng và công khai tất cả lên mạng để cảnh tỉnh nạn nhân. Báo chí gọi đó là hồ sơ X Hồng Kông. Lần này Sook chạy trốn về một vùng quê của Trung Quốc, xây dựng một biệt thự khổng lồ và càng lún sâu vào thú vui tình dục biến thái của hắn. Năm 2007, cảnh sát Trung Quốc tiến hành bắt giữ Sook. Lần này thì hắn không có đường thoát, chưa kịp thể hiện nguyên hình là một kẻ hèn nhát, phủ nhận tất cả những hành vi hay địa vị của bản thân. Thậm chí hắn còn giả điên và tỏ ra đáng thương. Năm 2008, Sook bị giải về Hàn Quốc và đối mặt với hàng loạt cáo trạng cũ. Phó giáo chủ của JMS tìm mọi cách để hắn được tráng án, thuê luật sư này, mua chuộc nạn nhân này, nói chung là tất cả những gì có thể trong khả năng. Nhưng mà Sook thì vẫn khăng khăng phủ nhận mọi thứ, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin công tố viên thả hắn ra. Và cái thái độ hèn nhát này khiến cho nhiều tín đồ thất vọng, trong đó có cả vị phó giáo chủ. Có kẻ còn thất vọng đến mức tự sát. Và lần này thì công lý được thực thi một chút, Sook nhận án 10 năm tù. Người ta nghĩ rằng ông ta sẽ chết trong tù, hoặc là JMS sẽ tự tan rã khi không có giáo chủ, nhưng mà không. Sook tuyên bố rằng hắn đi tù là vì gánh vác tội lỗi của nhân loại và hắn sẽ đem tình yêu cảm hóa nhà tù. Các tín đồ lại có niềm tin, coi những kẻ tố cáo Sook là phản bội Chúa. Trong thời gian hắn ngồi tù, JMS vẫn tiếp tục kết nạp các nữ tín đồ xinh đẹp và cũng bắt họ chụp ảnh trích chi gửi vào cho Sook. Người được chọn sẽ được đi thăm tù, được đến chung cư gần đó nhìn giáo chủ hoạt động trong tù. Và đến năm 2018, Sook ra tù ở tuổi 73. Dù hắn phải đeo xích điện tử thêm 7 năm nữa, nhưng mà con quỷ này đã quay về xã hội. Hắn lại về quê nhà, tiếp tục làm đấng cứu thế, sống một cuộc sống giàu có và tiếp tục làm điều tệ hại với tín đồ nữ. Lần này thì một cô gái thu âm lại là bằng chứng. Vào năm 2022, tín đồ đó ra mặt họp báo để tố cáo tội ác của Sook. Sự dũng cảm của cô đã tiếp động lực cho nạn nhân khác lên tiếng. Vào mùng 4 tháng 10 năm 2022, tòa án ra lệnh bắt giữ Sook. Và có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời tên biến thái này. Vụ án thứ 2, năm đại dương, Chúa và 32 thi thể. Năm 1987, một vụ tự sát tập thể được phát hiện ở công ty Năm Đại Dương. 32 thi thể được phát hiện trên mái nhà công xưởng. Họ được cho là tự sát sau khi thực hiện nghi lễ gì đó với giáo chủ là Park Sun-ja. Nhưng sự thật thì không hề như vậy. Năm 1986, công ty mỹ nghệ Năm Đại Dương được thành lập. Công ty này đạt được giải thưởng lớn trong cuộc thi mỹ nghệ quốc gia, trở thành doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc. Giám đốc công ty là Park Sun-ja, một phụ nữ chân chất thích làm từ thiện. Công ty Năm Đại Dương đối xử với các công nhân rất tốt, thậm chí lại còn nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Chồng của Sun-ja cũng thuộc giai cấp lãnh đạo trong xã hội, thế nên uy tín của bà ta thì cao khỏi bàn. Park Sun-ja bắt đầu đi vay tư nhân với lãi suất cực cao, tận 40%. Người ta dĩ nhiên là cho vay rồi, thậm chí là người ta còn đi vay khắp nơi để mà dúi tiền vào tay bà Park với mộng tưởng là ăn lãi cao. Vậy sự thật đằng sau công ty này là gì? Nhân viên của Năm Đại Dương không hề phải làm việc. Thành phẩm của công ty thực chất là nhập từ nơi khác về bầy. Những đứa trẻ mồ côi thực chất là con các chủ nợ, được Park Sun-ja thuyết phục để chăm hộ. Bà ta còn cố gắng cắt đứt mối quan hệ của chúng với cha mẹ ruột. Park Sun-ja tự nhận là chúa, các công nhân là tín đồ thì ăn ở ngay tại công ty, nhưng mà không được phép nói chuyện với nhau, kể cả vợ chồng. Công ty sẽ có thời gian để mà nhân viên ăn năn, nghĩa là xưng tội, rồi bị tất cả xuống vào đánh. Đấy là gột rửa tội ác. Sun-ja tẩy não các tín đồ trẻ để họ lấy tiền người thân đưa cho bà ta với tư cách là cho vay nợ. Trước vụ tự sát 13 ngày, các chủ nợ chưa nhận được tiền lãi đến đòi và bị hành hung, ép ký vào giấy từ bỏ khiếu nại. Sau đó chủ nợ đã tố giác nhà máy này. Park Sun-ja đã phải trình diện cảnh sát. Giữa buổi thẩm vấn thì bà ta ngất xỉu và được con trai bế đi bệnh viện. Đó cũng là lúc mà bà ta biến mất cùng các tín đồ. Cảnh sát vào cuộc điều tra toàn bộ các chủ nợ thì mới phát hiện ra là công ty Nam Đại Dương đã nợ đến 10 tỷ won. Mánh khóe của bà ta là liên tục vay tiền để trả lãi, nhưng có lẽ thời điểm đó thì không gánh được nữa. Một tín đồ đã báo cảnh sát chỗ trốn của họ, và đó là lúc mà vụ tự sát tập thể được phát hiện ra. Cảnh sát kết luận là Park Sun-ja ra lệnh phó quản lý siết cổ 31 người, với bà ta là người đầu tiên, sau đó thì tự sát. Nguyên nhân của vụ việc là do nợ nần. Đến năm 1988, vụ án Nam Đại Dương được lật lại do có nhiều điểm nghi vấn. Đầu tiên là vết siết cổ của phó quản lý lại quấn đủ một vòng,
Với người treo cổ thì sẽ không như thế. Hai là một người không thể tự tay siết cổ 31 người trong một ngày. Nếu mà như thế được thì tay anh ta phải để lại dấu vết. Đằng này thì lại không có gì cả. Và ba, giáo chủ Sunja là người ra đi đầu tiên. Thường thì mấy tên này sẽ phải hèn nhát chạy trốn hoặc là chết cuối. Thậm chí thi thể bà ta có dấu vết chống cự và phần đầu thì bị xuất huyết dưới da, nghĩa là bà ta đã bị đánh. Liệu rằng có thế lực thứ ba đã ra tay sát hại 31 người? Nhưng mà nếu như thế thì tại sao các tín đồ lại im lặng nhìn giáo chủ bị sát hại? Có giả thuyết rằng tất cả đã bị xử ở nơi khác rồi chuyển đến, vì chân nhà thì không đủ dày để mà hành động mạnh trên đó. Nhưng mà việc di chuyển các thi thể lên xuống cũng không hề dễ dàng, lại còn có thể làm cho quần áo bị rách và bẩn. Mọi giả thuyết đưa ra đều không hợp lý, và lúc này thì manh mối mới được phát hiện ở trần nhà. Nhân viên khám nghiệm tìm ra mẩu giấy bị xé. Hãy im miệng, ngày ấy đã bất tỉnh rồi. Từ 4 giờ trước, 5 người đã đi. Hãy giữ mồm giữ miệng, tôi đã lên kế hoạch rồi. Hãy chịu đựng dưới sự hướng dẫn của thần linh. Nhưng mà nhiều đó vẫn chưa đủ để phá án. Cảnh sát bây giờ mới chuyển hướng sang 10 tỷ won mất tích. Kẻ nào đang nắm giữ số tiền đó? Người duy nhất có thể biết chỉ có quản lý Nosunho, người theo dõi sổ sách của công ty. Nhưng mà tay này thì đã biến mất. Đến năm 1991, 6 người ra đầu thú rằng đã hại chết Nosunho. Nhưng mà 6 người này có dấu hiệu bị ép để nói Sunja ra lệnh cho họ làm vậy, khiến cho các điều tra viên lại càng nghi ngờ về thế lực thứ ba. Khi lật lại các bằng chứng, cảnh sát phát hiện hiện trường có tờ giấy ghi Samgu cũng đang gặp khó khăn, mà đồ đạc ở Nam Đại Dương thì đều là của công ty Samgu. Lúc này sự thật đã hé lộ, CEO của Samgu, Yoo Byung-un, mới là giáo chủ thực sự. Giáo chủ này đã tiếp cận Samgu sắp phá sản với kế hoạch để các tín đồ kiếm tiền từ nhiều mảng khác nhau. Park Sunja đảm nhiệm mảng đi vay tư nhân, sau đó chuyển tiền cho Byung-un qua thư ký cá nhân. Vụ việc bị lộ khi các công tố viên kiểm tra xét vào tài khoản ngân hàng của họ. Ông ta lúc này đổ tội cho thư ký. Thời điểm đó thì tòa không đủ chứng cứ chứng minh Yoo Byung-un liên quan đến vụ án Nam Đại Dương, nên phán ông ta 4 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản. Còn vụ án Nam Đại Dương thì vẫn mãi là một bí ẩn. Có giả thuyết cho rằng Park Sunja đã cầu cứu giáo chủ khi mà không thể xoay để trả nợ và nhận được tờ giấy Samgu đang gặp khó khăn. Sự bỏ rơi của chúa có lẽ là nguyên nhân của vụ tự sát này. Năm 2014, Yoo Byung-un được phát hiện đã chết trên một ngọn đồi. Đấy là ác giả ác báo, hoặc ít nhất là người ta hy vọng thế. Vụ án thứ ba, khu vườn trẻ em, nữ giáo chủ Kim Ki-sun và vụ án nổi nhất mạng xã hội thời gian vừa qua. Kim Ki-sun ban đầu là một cô gái mồ côi, luôn nỗ lực để đạt được vinh quang và danh vọng. Cô ta là tín đồ cuồng nhiệt của cha xứ Lee, một cha xứ từng bị phốt nhảy khỏa thân với tín đồ, thế là đi tù. Kim Ki-sun coi bản thân là kẻ được cha xứ ủy thác, liền thâu tóm các tín đồ để hình thành giáo phái. Bà ta tự gọi là Agaya, một cô bé 3 tuổi. Vậy là năm 1982, khu vườn trẻ em được thành lập. Kim Ki-sun lừa mọi người rằng tận thế sắp tới và chỉ có tín đồ của bà mới được vào vương quốc ngàn năm, khu vườn trẻ em, thiên đường hay là bất cứ cái gì kiểu thế. Bà ta tạo học thuyết tình yêu cho nơi này. Vương quốc ngàn năm tạo từ tình yêu. Để vào được nơi này thì phải yêu, mà chúa thì lại chính là tình yêu. Điều này khiến các tín đồ tin rằng đây là thiên đường và họ được sống mãi với người mình yêu thương. Đời người thì còn gì tuyệt vời hơn thế. Để phát triển thiên đường, Kim Ki-sun cũng yêu, nhưng mà là yêu cầu tín đồ phải đưa hết tài sản, sau đó thì phải đi lao động như nô lệ, bất kể thời gian, tiền kiếm được thì sẽ đem đi mua đất, và rồi lại chính tín đồ lại xây dựng cơ sở vật chất ở nơi đó. Thế là siêu tiết kiệm tiền. Để vào được vương quốc ngàn năm, các tín đồ phải chấp nhận bỏ đi lòng trắc ẩn, vật chất và dục vọng. Bỏ lòng trắc ẩn tức là rũ bỏ gia đình, cha mẹ không được nhận con cái gọi cha mẹ là ông bà. Tình yêu gia đình phải chuyển thành tình yêu với Chúa. Kim Ki-sun thích đánh đập nhưng bà ta cho người nhà đánh nhau trước, kể cả con cái đánh bố mẹ, và nói rằng như thế tội lỗi sẽ được giảm nhẹ. Thế nên là người bị thương rất nhiều nhưng mà không được đi bệnh viện mà phải tự cứu chữa bằng cách gì đó trông rất là giống xác hơi nhưng mà lại làm người ta bị bỏng. Bỏ dục vọng thì tức là không được yêu ai ngoài Chúa. Người nào phạm luật thì sẽ bị đánh và bị đối xử như nô lệ. Luật này tất nhiên là không áp dụng với cả Kim Ki-sun. Đêm nào bà ta cũng gọi trai trẻ đến phục vụ. Có vẻ như giáo chủ dị giáo nào cũng thế. Về vật chất, bà ta biến tất cả tín đồ thành nô lệ, ai cũng đều phải làm việc. Trẻ em thì không được đi học, phải giả làm mồ côi để bán đồ. Những đồng tiền đó thì lại được giáo chủ dùng để đưa con cái đi du học. Kim Ki-sun còn thành lập công ty băng đĩa Shinara, khiến cho bà ta ngày càng giàu có. Đến năm 1987, Kim Ki-sun càng giàu thì lại càng mất đi nhân tính, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của tín đồ nếu họ mắc tội. Cậu bé Choi Na-kwi, 5 tuổi, vì quá muốn gặp bố mẹ nên đã ị và bôi bẩn lên tường, la hét khi gặp Kim Ki-sun. Bà ta nói là cậu bé đã bị quỷ ám và ra lệnh cho các tín đồ đánh chết cậu trong chuồng lợn, trong đó có cả dì ruột của cậu bé. Cái chết của cậu bé được coi như sự tế thần để răn dạy các gia đình khác. Kim Ki-sun bắt mẹ cậu bé im lặng, ký xác nhận con trai đột tử vì bệnh tim và đưa đi hỏa táng. Có một lần con trai của Kim Ki-sun phạm luật, thích một tín đồ giúp việc trong nhà. Kim Ki-sun mới đổ lỗi cho tín đồ đó quyến rũ con bà và đánh chết cô gái đó.
Và sau hàng loạt những vụ như thế thì một số tín đồ đã dần mất niềm tin. Nhưng phải đến tận 10 năm sau, bố của John Acquy mới đâm đơn kiện. Thế là năm 1996, cảnh sát ập tới khu vườn trẻ em, tìm thấy một số lượng tiền mặt khổng lồ, vây bắt được các tín đồ cực đoan, nhưng mà Kim Ki-sun thì đã trốn thoát. Bà ta biến mất trước sự nỗ lực tìm kiếm của phía cảnh sát. Trong thời gian đó, các tín đồ vẫn hết sức tin tưởng vào chúa của họ. Các tội danh của bà ta thì vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, bởi vì các thi thể chưa được tìm thấy. Cố vấn của Kim Ki-sun thì liên hệ luật sư để bảo vệ bà ta. Chìa khóa để giải quyết vụ án là Yoon Bang-soo, người chôn cất các thi thể. Anh ta chỉ ra các vị trí chôn cất cho các công tố viên khai quật, nhưng mà đoán xem lại chẳng có gì ở đó cả. Trong cái sự bế tắc của cảnh sát thì Kim Ki-sun bất ngờ ra đầu thú. Bà ta bị bắt tại chỗ vì nghi ngờ giết người và phi tang xác. Thế nhưng trong suốt quá trình thẩm vấn thì Kim Ki-sun lại phủ nhận mọi thứ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các tín đồ. Thậm chí bà ta không nhận việc mình là chúa của khu vườn trẻ em. Đến tháng 1 năm 1997, Yoon Bang-soo bất ngờ thay đổi lời khai, nói rằng là công tố viên ép anh ta đổ lỗi cho Kim Ki-sun. Nhiều năm sau đó, Yoon Bang-soo khai rằng đã nhận một mảnh đất từ giáo hội để thay đổi lời khai trước tòa. Bây giờ chỉ còn lại lời khai của mẹ Nak-wi. Ngay tại phiên tòa, mẹ của Nak-wi đã phủ nhận cái chết của con trai, bảo vệ cho Kim Ki-sun trước sự ngỡ ngàng của các công tố viên. Hóa ra là người của giáo hội đã đến gặp mẹ Nak-wi từ trước, thuyết phục, uy hiếp, mua chuộc hay làm gì đó. Dù sao thì mẹ của Nak-wi đã hối hận đến cuối đời. Kim Ki-sun đã nhận án 4 năm tù vì tội ngộ sát khi cố gắng dạy dỗ Nak-wi. Bà ta đã nộp phạt 5,6 tỷ won và quay lại khu vườn trẻ em sống đến bây giờ. Vụ án của Kim Ki-sun khiến tôi phải xem lại siêu nhân Gao. Ít ra thì ở đó có công lý. Và vụ án cuối cùng, nhà thờ Manmin, giáo chủ Lee Jae-rock và các tín đồ Manmin nổi tiếng với vụ tấn công đài truyền hình MBC để ngăn chặn phát sóng chương trình vạch trần dị giáo này. Đầu tiên chúng ta hãy nói về Lee Jae-rock. Hắn ta sinh năm 1943, là một đứa trẻ thông minh. Cuộc sống của hắn bình thường cho đến khi bị lâm bệnh nặng suốt 7 năm, cho đến một ngày hắn trải nghiệm phép đặt tay, hiểu đơn giản là được cha xứ cầu nguyện. Sau đó thì Lee Jae-rock khỏi bệnh hoàn toàn. Hắn cho rằng mình đã nghe thấy giọng của Chúa, thế nên đã thành lập nên nhà thờ Manmin vào năm 1982. Ban đầu thì chả ai quan tâm cả, cho đến khi Lee Jae-rock tổ chức đại hội chữa lành là kiểu tụ hết lại cầu nguyện cho nhau. Lời Lee Jae-rock cầu nguyện thì bổ hơn thịt đường tăng, chữa cả què cụt và ung thư. Chính nhờ thế mà nhà thờ Manmin vượt thành giáo hội hàng đầu, thường xuyên tổ chức các show cầu nguyện chữa bệnh thực tế. Khi biết thông tin này, nhà đài MBC mới làm một phóng sự để vạch trần bộ mặt của Lee Jae-rock, một kẻ biến thái xâm hại nữ tín đồ, một con bạc dạy người khác cầu nguyện. Kiểu, Chúa ơi, con cần hàng nghìn tỷ won để cứu thế giới. Thế giới là thế giới casino. Đến ngày phát sóng, Lee Jae-rock đã kích động các tín đồ cùng nhau tụ tập tại nhà đài MBC tiến hành biểu tình phản đối phát sóng chương trình đó. Chúng thậm chí vượt qua an ninh để xâm nhập phòng điều khiển, cố gắng chuyển chương trình phát sóng sang thế giới động vật. Hành động này khiến Hội đồng Thiên Chúa Giáo Hàn Quốc chính thức coi ông ta là dị giáo. MBC cũng đâm đơn kiện và thắng về pháp lý. Lee Jae-rock thì thắng trong lòng người hâm mộ, nhà thờ Manmin còn phát triển hơn, thống nhất hơn. Các tín đồ tự hào vì chống lại MBC lại còn được nhiều người biết đến. Nhà thờ Manmin tổ chức rất là nhiều sự kiện, thậm chí còn chi 500 triệu won để tổ chức sinh nhật cho giáo chủ, trông hoành tráng hơn cả concert của DBSK. Lee Jae-rock còn sang cả Mỹ để giảng đạo, rồi lấy đó làm quảng bá cho giáo hội ở Hàn Quốc. Lee Jae-rock đắm chìm vào ảo tưởng, đến mức nói rằng cầu vồng là do ông ta tạo ra, chuồn chuồn đậu lên người do ông ta là chúa, siêu bão tan ra là do ông ta cầu nguyện. Nghe cứ như kiểu vừa hút kịch bản vừa viết đá ấy. Đến năm 2017, nhà thờ Manmin tổ chức lễ hội tiệc của thần. Đấy là khi mà chúa hạ trần với cả Lee Jae-rock. Lễ hội là để cho các tín đồ khen ngợi Lee Jae-rock giống chúa, còn ông ta thì ngồi vỗ tay và cảm động. Không chỉ thế, Jae-rock còn thường xuyên tìm thấy mặt mình ở trên mặt trăng, trong những đám mây. Vậy thì câu hỏi là tiền đâu mà Lee Jae-rock lại làm được những trò đó? Nhà thờ Manmin có thuyết thiên đường 5 tầng, xếp từ thấp đến cao như này. Thiên đàng, nơi tín đồ sống ở cánh đồng cỏ. Thiên quốc 1, sống chung cư. Thiên quốc 2, sống nhà đất. Thiên quốc 3, sống lâu đài. Và Tân Jerusalem là cung điện. Thế làm sao để biết được mình ở đâu? Đấy, thế là cái nhà thờ mới đưa ra một cái thứ gọi là giá trị lòng tin. Giá trị lòng tin càng cao thì được ở nơi càng tốt. Làm thế nào để tăng giá trị lòng tin? Tất nhiên là quyên góp cho nhà thờ. Lee Jae-rock đề ra cả nghìn hạng mục quyên góp, khuyến khích cha mẹ lấy tiền mừng tuổi con cái để gia tăng giá trị niềm tin. Nhiều tín đồ thậm chí còn chả có tiền trang trải cuộc sống, nhưng vẫn quyết định là phải đóng tiền để mà chiếm chỗ đẹp trên thiên đường. Sau mỗi buổi cầu nguyện, Lee Jae-rock mới lái xe qua các tín đồ để bắt tay họ, còn tài xế thì nhận phong bì ở cửa trước. Mọi cố gắng để gặp mặt ông ta đều phải trả tiền, thậm chí chụp ảnh chung phải tốn đến cả triệu. Nhà thờ Manmin còn kiếm tiền bằng cách bán đồ lưu niệm ảnh giáo chủ, quá đáng nhất là bán nước ngọt Muan. Thứ nước được giáo chủ cầu nguyện nên chữa được bách bệnh, kể cả bệnh của máy móc. Lee Jae-rock nói rằng ốm là do phạm tội với Chúa, còn chết là do phạm tội đáng chết. Điều đó đồng nghĩa với việc tín đồ đi bệnh viện là do có hành vi sai trái. Các tín đồ vì thế không bao giờ đi chữa bệnh. Thế nên là nhà thờ Manmin trở thành ổ bệnh lao, khiến nhiều tín đồ ra đi đáng tiếc. Cũng như các dị giáo khác, Lee Jae-rock cấm thông dâm vì đấy là do quỷ ám. Nhà thờ bắt đầu không cho nam nữ ngồi chung, thậm chí vợ chồng còn không được nói chuyện trực tiếp.
Các tín đồ phải viết thư sám hối gửi cho nhà thờ nhiều đến mức mà Lee Jae-rock phải bật khóc trước tội lỗi của thế giới và bật cúc áo của tín đồ nữ để thanh tẩy họ. Còn tín đồ nam mà cảm thấy quá tội lỗi với Chúa thì đi thiến. Các vụ xâm hại tình dục dần bị hé lộ, nhưng mà các tín đồ khác thì không tin. Sau mỗi lần làm tình, Lee Jae-rock đều đưa tiền cho tín đồ, mà họ thì lại dành tiền đó để mà đóng cho nhà thờ, nâng giá trị niềm tin. Khi biết được cái điều này thì các tín đồ đổ lỗi cho các cô gái là vô đạo đức, còn Lee Jae-rock thì là bậc thánh linh, không được phán xét. Các công tố viên thì không thể làm gì vì không có chứng cứ, nhưng có sự việc xảy ra làm thay đổi tình thế. Một nữ tín đồ lộ ra file ghi âm cuộc nói chuyện với bạn về việc làm tình với giáo chủ và niềm tin mù quáng của cô ta. Một số tín đồ mới ngỡ ra bản chất biến thái của Lee Jae-rock. Hắn ta bấy giờ đã 70 tuổi mà vẫn xâm hại các thiếu nữ 20. Mùng 3 tháng 5 năm 2018, Lee Jae-rock bị bắt. Trong sự phẫn nộ phản đối của các tín đồ, hắn lãnh án 16 năm tù. Nhà thờ Manmin thì vẫn hoạt động như thường, vẫn mong chờ Chúa của họ quay lại. Trong khi đó thì Lee Jae-rock sống thoải mái trong tù. Và đó là 4 vụ án dị giáo được truyền tải qua 8 tập phim In the Name of God, A Holy Betrayal. Mọi người nghĩ thế nào về tội ác của những kẻ này? Liệu rằng hình phạt đó có xứng đáng hay không? Hãy comment ở phía dưới nhé. Đây là Việt, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao trong sách truyện những kẻ bất tử thường sống trong biệt thự, lâu đài, penthouse các kiểu chưa? Vì nếu bạn sống lâu như thế mà không kiếm ra tiền thì bạn là một đứa thất bại và sẽ phải sống trong hang như Hùng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cơ mà từ từ, tí nữa rồi Hùng sẽ xuất hiện sau. Giờ chúng ta đến với An. An có một điểm chung với người ngủ quên trên xe buýt là khi tỉnh dậy, đếch biết mình đang ở đâu. Trước khi bóng đêm ghì bàn chân, cô bắt xe khách về lại thành phố. Trên đường về nhà, An gặp một ông già bán vé số. Ông rên: "Có người đang tìm cô." Rồi cười hành hạch. Và rồi giống như tất cả những người có lý trí khác, An đi xem bói. Cô nói với thầy bói rằng từ ngày con gái cô bị mắc bệnh, An sống như những đứa nhóc không nhà, sáng thức dậy ở một nơi xa. Bà già bắt An tung mấy đồng xu, nhìn sách, rồi nói rằng cô đang được triệu hồi. Cô đang bị những nơi đã từng ám ảnh cô trong quá khứ mời gọi đến. Bà thầy bói vẫn khuyên cô không nên dính vào, nhưng cũng như những đứa nhóc không nhà, An không nghe lời người lớn. Cô còn phải tìm cách cứu con mình, phải có một lý do gì đó cho những sự trùng hợp này. Nên dù quyết định thật khó khăn, cô phải đi qua thung lũng. An đến nơi, trong thung lũng có một chiếc hang, bên trong toàn là tài liệu chiến thuật bóng đá. Trên thành hang là hình quỷ đỏ. Cô đi vào sâu hơn nữa thì có một viên đá khắc chữ lên trên. Không cần nghĩ gì thêm, cô lấy xẻng đào lên luôn. Dưới lớp đất có một bộ xương và một quyển sách gói trong vải. Đó không phải là Cửu Dương Chân Kinh mà là một quyển nhật ký của một người đàn ông xa lạ. Anh ta tên Hùng, còn đây là Liên, bạn gái của Hùng. Kia là anh cùng cha khác mẹ của Hùng. Khang là con vợ cả, Hùng là con vợ lẽ. Bố hai anh em sắp về với ông bà, di chúc lại chia gia sản mỗi đứa một nửa. Khang không chịu nên hắn được ông quản gia già bảo phải luộc Hùng. Hùng bị luộc thật, 2-1 không chột cũng quẻ. Nhưng mà đây là tận 3 thằng, Khang trở thành người bất nhân, quay về húp người yêu của Hùng, làm tất ăn cả cái cơ nghiệp bố để lại. Cơ mà chắc ăn nhiều quá nên Khang đau đầu, cần chút chấn động để giải tỏa. Thế là hắn gieo mình từ nóc nhà xuống, cơn đau đầu đúng là giảm đi. Đọc đến đây An giật hết cả mình, vì ngày xưa chồng cô cũng có những triệu chứng thế này, và anh cũng đã nhảy lầu tự tử. Cơ mà quay trở lại với quyển nhật ký của Hùng, trong đám tang anh trai, Hùng trở về với quả đầu không thể nào 30 sai hơn, làm mọi người phát hoảng. Cơ mà giờ Liên đã là vợ người ta, là chị dâu của Hùng. Ai cũng tưởng cậu đã chết, sao giờ cậu mới về? Tôi phải nuôi lại tóc rồi mới dám về nhà. Cơ mà giờ Khang tèo, nên tất cả gia sản lại về với tay Hùng. Tay quản gia đòi nghỉ việc, trả nhẫn, xách đít rời đi. Hùng phải sống cảnh chung nhà với người yêu cũ, nhưng không được làm gì. Vì cay nên anh kể lại sự thật cho Liên, rồi bất chấp chơi tới cùng luôn. Thế này là phởn quá rồi còn gì. Một khoảng thời gian sau, Hùng đến gặp một ông thầy phép, tặng cho ông một túi toàn kim cương 500k một viên. Sau khi bị ganh trong rừng ở đầu phim, cũng là ông đã bày cách cho Hùng chơi ngải trả thù Khang. Nhưng với Hùng như thế là chưa đủ, Hùng vẫn a cay lão quản gia. Nên dù thầy bùa đã khuyên ngăn, Hùng vẫn tự mình nguyền, khiến lão quản gia tự giết cả nhà rồi nhảy lầu. Mấy thằng lính Pháp đến để điều tra, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một thằng đến gặp Hùng nói về chuyện làm ăn với Khang ngày xưa, nhưng có bị Hùng từ chối. Về đến nhà thì Liên báo cô đã có bầu. Cơ mà chưa kịp mừng thì Hùng đã gặp ảo giác, mấy hôm sau thì đổ bệnh. Có lẽ Hùng đã cho thầy cúng hết kim cương, giờ chỉ còn vương liệm. Nên đề kháng yếu, ngải mà Hùng dùng để chơi ông quản gia giờ đã ăn sâu vào người hắn. Hùng giờ là người bất ổn. Trong lúc tuyệt vọng, hắn đòi thầy làm cho mình bất tử. Thầy nói rằng nếu Hùng muốn luyện thành bất tử sẽ phải trả giá bằng mọi thứ mà hắn quý giá nhất. Hùng đồng ý ngay mà chả đắn đo gì. Thế là ông già lôi Hùng ra cái cây, đọc thần chú để kích hoạt sức mạnh. Xong xuôi ông lại kéo hắn về nhà, đắp đất lên người xem Hùng đã quen mùi chưa. Nhưng Hùng mở mắt, giáp thiên thần đã đắm xong. Hùng chả khác gì Deadpool nhưng vẫn đẹp trai. Hắn về nhà thì thấy vợ và con đã chết. Hùng khóc, khóc cái đéo gì thằng này, thầy mày đã cảnh báo cho rồi đấy. Hắn quay sang ăn vạ, rồi giết hết người hầu lẫn thầy. Tiên sư cha cái thằng quân bố láo này, người ta cứu cho 2 lần rồi còn sợ chứng. Hùng quá đau buồn, đứng trên vách đá nhảy xuống tự tử. Nhưng tất nhiên là đéo thể nào chết được. Có HP vô hạn nhưng chán đời,
chưa kể bonus thêm bản năng hắc ám. Hùng lao vào gái gú hút chích, hắn giờ đếch sợ bố con thằng nào, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ đối thủ. Mọi thủ đoạn ở đây ý tôi là lao vào đánh nhau xem thằng nào chết trước thì thua. Nhưng Hùng thì có chết được quái đâu. Đạn bắn thì chỉ chảy ra thứ nước đen ngòm. Hắn nghiễm nhiên đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, sở hữu đồn điền thuốc viện cực kỳ VIP pro mà quan thầy pháp không làm gì được. Cũng vì thế, thằng tay sai pháp bạn Khang ngày xưa gọi cả một băng đến tìm cách giết Hùng. Nhưng tôi đã nói gì nào, Hùng không thể chết. Cứ như là hip hop vậy, mấy thằng kia sau khi hành mãi không giết được Hùng, bị hắn quay ra giết ngược. Tất nhiên là đụng đến người của quan thầy thì làm gì có chuyện hắn để yên cho. Tên người pháp đánh thuốc Hùng rồi bắt về. Phần thì test xem giáp thiên thần của Hùng có cứng không. Hắn bắn Hùng chết thử. À, thằng này vẫn chết, bất tử cái đầu cu à. Nhưng chưa kịp mang xác vứt đi thì Hùng đã tỉnh dậy. Hắn dùng đủ mọi cách tra tấn Hùng, ướp lạnh, đốt nóng, mổ ra khâu lại. Suốt mấy chục năm trời, Hùng là người bất lực. Nhưng tất nhiên đám nghiên cứu cũng thế. Cho đến khi tên quan pháp râu dài tóc bạc vẫn đéo có bước tiến gì trong việc khám phá bí mật. Hắn định mang Hùng về pháp nghiên cứu tiếp. Trên đường áp giải, không ai biết Hùng thó được lọ axit từ lúc nào. Hắn tự cắn vỡ nó, nhỏ xuống ăn mòn xích trên tay và chân. Solo với đám lính áp giải, dù không phải linh xe ôm, một mình Hùng vẫn chấp hết. Hắn bỏ trốn thành công, thật tha thất thểu lang thang khắp nơi, bỏ trốn khỏi sự truy lùng của lính gác, kể cả đi qua khói lửa chiến tranh. Thấy cả ngàn cái chết nhưng Hùng vẫn sống sót sờ sờ. Một khoảnh khắc tốt đẹp hiếm hoi, Hùng cứu một gia đình khỏi bom đạn khói lửa, nhưng rồi lại sớm rời đi. Có lẽ rằng trong Hùng vẫn còn tí tình người. Hắn đi mãi đến một túp lều bên bờ biển, chỉ có một cô gái sống một mình. Hùng vào nhà tự nhiên như ruồi, chuyển sang chế độ người bất lịch sự, đòi người ta nấu cơm cho mình ăn. Và đúng như bộ dạng ăn mày của mình, bốc như người chết đói chết khát. Ăn no thì Hùng lăn ra ngủ, mặc cho cô gái kia dọa giết. Tôi lại sợ chết quá cơ. Hùng vừa nói xong thì ngáy rung cả lều. Khi Hùng tỉnh dậy, hắn muốn làm gì đó để báo đáp cho cô gái, nên đi mua tí đồ về để sửa căn lều rột nát. Ở một diễn biến khác, tên người Pháp ngày xưa đã giả khú đế, tuyệt vọng gần đất xa trời. Hắn cho tay sai đi tìm bà Đồng về căn biệt thự cũ, gọi hồn liên để tìm tung tích Hùng. Trở về với Hùng thì hắn đã sửa xong căn lều của cô gái, cô tên là Duyên. Hắn để mấy căn xăng xuống dưới sàn, chắc là dự trữ cho mấy ngày hôm nay. Bên đống lửa, Hùng và Duyên tâm sự. Một người quá vợ, một người quá chồng. Những ngôi sao cô đơn giờ xích lại gần nhau hơn. Hùng sống cùng với Duyên, từ kẻ bất cần, Hùng thành người ham sống. Ở phía căn biệt thự cũ, tên quan thầy pháp cố gắng gặng hỏi bà Đồng về thuật bất tử, nhưng bà nói không động vào tà thuật. Bà vừa mới dứt lời thì có tiếng động trên lầu. Chạy lên đến nơi thì bàn ghế đồ đạc tự động di chuyển. Bóng tối trước mắt đến bắt bà đi, lẩm bẩm đòi trả thù. Phía bên Hùng và Duyên thì Hùng thấy Duyên nửa đêm đứng khóc ngoài bờ cát, hình như Duyên bị mộng du. Sáng hôm sau, Hùng kiếm được một rổ vỏ sò, hắn dùng chúng lát lại những bậc thang vào lều. Vì sợ Duyên mộng du đi qua, bị đá cắt vào chân, tình cảm nảy nở giữa hai người. Duyên muốn Hùng ở lại, đêm đó hai người ở với nhau. Nhưng sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Hùng nhìn thấy trên vai Duyên là vết bớt đỏ, giống y như của Liên ngày xưa. Hùng nhớ lại lời của thầy phép, rằng hồn Liên sẽ đầu thai, truy tìm Hùng bằng được để báo thù. Chả cần phải là Sherlock Holmes thì Hùng cũng tự luận ra được, Duyên chính là hậu kiếp của Liên. Cùng lúc đó bà Đồng cũng đã kết nối được với Duyên, và biết được cô ấy đang sống cùng với Hùng. Tên quan pháp và thằng tay sai phát lệnh truy nã. Hùng mấy hôm nay cứ nhớ về lời thầy, cứ bất an trong lòng. Trong lúc Duyên đi chợ thì hắn định bỏ đi, nhưng suy nghĩ thế nào lại anh ơi anh ở lại. Ở chợ, Duyên nhặt được cáo thị truy nã, gặp bà Đồng, rồi bị lính lác bắt dẫn về lều. Hùng đã chờ đợi sẵn. Hắn đòi tên tay sai kia cho Duyên rời khỏi lều, rồi đóng cửa, đốt mấy căn xăng dưới sàn nhà, làm cả căn lều nổ tung. Hùng lại một mình solo kill cả bọn. Nhưng tên Pháp đã bắt được Duyên và dùng cô để uy hiếp hắn. Khi Hùng vẫn còn lưỡng lự thì Duyên đã tự sát. Hùng nổi điên ném tên khọm giả Pháp vào đống lửa. Hắn ôm xác Duyên về chôn trong thung lũng, cùng với viết quyển nhật ký ghi lại hành trình của mình. Quyển nhật ký đó cũng chính là cái mà An đang đọc. Cô trở dậy, vào trong hang đá thì gặp Hùng, vẫn đẹp trai như bao năm về trước. Hùng đòi An cởi áo khoe lưng thì thấy đúng vết bớt y như của Liên và Duyên. Ôi bất ngờ quá, không ai nhìn ra quả plot twist này luôn á. 70 năm đã trôi qua, An hỏi Hùng xem có cách nào cứu con cô không. Hùng nói có, hắn đã lang thang khắp thế giới suốt 70 năm qua tìm cách hóa giải lời nguyền. Thì như thầy từng nói thì chỉ có Liên và kiếp sau của Liên mới có thể giết được Hùng, nên hắn đã tìm đủ mọi cách để gọi An đến đây. Nhưng bất ngờ chưa, mọi người đã hiểu lầm rồi. Hùng gọi An đến đây không phải là để cô giết hắn, mà là để hắn phong ấn linh hồn cô vào cái cây, để không ai có thể giết được hắn nữa. Hùng cầm đá đập đầu An, để cô ngã xuống hang nước. Dưới nước, An nhớ lại ký ức kiếp trước. Những gì Hùng kể trong nhật ký đều là xạo chó. Hắn đã đi qua thung lũng, bị bóng đêm ghì bàn chân từ lâu. Chính Hùng, hay đúng hơn là bản năng hắc ám của Hùng, đã hại Duyên bị bắn chết. Hắn chưa bao giờ chấp nhận hy sinh để cứu ai khác ngoài mình. Cô tỉnh lại, ngoi lên khỏi mặt nước.
Hùng định bóp cổ An, nhưng hình ảnh của Liên và Duyên lại hiện lên, làm hắn hoảng sợ trượt chân ngã đập đầu, rồi loạng choạng rơi xuống hàng nước. Hùng trồi lên, nhưng giờ đây mới là nhân cách thật của hắn. Hùng lại cầu xin An giết hắn, hắn không muốn làm nô lệ cho cái bản năng đả bở lờ mao này nữa. An cầm đá đập đầu Hùng để hắn chìm xuống hang nước cùng với cái cây tà thuật. Rễ cây siết chặt Hùng, còn An thì kiệt sức ngất đi. An tỉnh dậy trong bệnh viện. Một đoàn thám hiểm hang động đã tìm thấy và mang cô đi cấp cứu. Con cô thì đã dần khỏi bệnh, nhưng An thấy có gì đó sai sai. Cô cảm giác tất cả chỉ đều như một giấc mơ. Chỉ nghe thấy tiếng con cô đang gọi mẹ. Cô tỉnh dậy ở đúng chỗ đầu phim. An tìm lại cái hang, tưới xăng đốt hết đống sách tà thuật để tìm cách chấm dứt tất cả chuỗi ác mộng. Chờ đã, vãi lều, kết thế này là kết thế đéo nào. Thế thì tất cả những gì An vừa trải qua, cái nào là thực, cái nào là mơ? Hùng đã chết chưa? Con cô thì làm sao? Rồi tôi là đâu, còn đây là ai? Tôi cũng đếch biết, nhưng thôi đành bỏ qua. Và tôi quằn quại, xin chào và hẹn gặp lại.